Ma Bi chi chủ tim kịch chấn, ngay tức thì bắt được thiên cơ, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là có đại khí vận, lại có thể chấp trưởng hoang ma kiếm chủng. Này cùng kỳ vật, Ma Bi chi chủ vậy đặc biệt có hứng thú. Nếu như hắn có thể bắt được hoang ma kiếm chủng, bồi dưỡng nảy mầm thành công, có thể mượn hoang ma thiên kiếm mũi nhọn, chặt đứt tự thân và luân hồi ma bia khế ước, lấy được tự do. Hắn tinh thần linh hồn, bị gắt gao trói buộc ở ma bia bên trên, không cách nào thoát thân, đây là chí mạng bệnh xấu, cả đời không có được tự do, cũng không cách nào tu luyện đột phá. Mà hoang ma thiên kiếm, nhưng có thể giải quyết cái vấn đề này. Phải mau sớm chém chết luân hồi chi chủ, cướp lấy hoang ma kiếm chủng. Nếu bị hắn ấp trứng hạt giống thành công, cái gì đó cũng xong rồi. Ma Bi chi chủ cảm thấy to lớn uy hiếp, Diệp Thần lại có thể bắt được hoang ma kiếm chủng, đây quả thực là ngập trời khí vận. Diệp Thần khí vận, chân thực quá thâm hậu, nếu như trì hoãn tiếp nữa, một khi Diệp Thần thành công ấp trứng hoang ma kiếm chủng, vậy Ma Bi chi chủ nhất định phải chết. Hoang ma thiên kiếm ma khí, chấn áp hết thảy, càn quét hết thảy, tuyệt không phải Ma Bi chi chủ có thể ngăn cản. Chỉ có thừa dịp Diệp Thần còn không ấp trứng kiếm chủng, hắn mới có giết chết Diệp Thần cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ma Bi chi chủ nguyên khí, còn không hoàn toàn khôi phục. Ngay tại Ma Bi chi chủ khổ sở thời điểm, bầu trời bên trong, đột nhiên truyền tới một hồi to lớn chấn động. Chỉ gặp nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt bóng người, xuất hiện ở trên bầu trời. Ở Huyền Cơ Nguyệt quanh người, còn quấn từng viên to lớn phù lục, những bùa chú này, phảng phất có tinh thần vậy khổng lồ, in vào bầu trời bên trong, phù quang sông lên đáng, bầu trời lại có thể biến sắc, đen nhánh mà thâm thúy. Những bùa chú này, chính là trời lên tinh thần, vây quanh Huyền Cơ Nguyệt, từng tầng một vần quanh xoay tròn, tổng số chừng 129.600 cái, ám hợp một nguyên hỗn độn số. Đây là... Ma Bi chi chủ thấy một màn này, nhất thời trợn to hai mắt, vô cùng rung động. Những bùa chú này, mỗi một cái cũng có thể so với Hồng Mông Chí Bảo, thuộc tính thâu tóm chư thiên, phong lôi đánh, nước lửa nổ tung, long dọn ra phượng vũ, đặc biệt nguy nga. Thái Thượng Thiên Phù Đạo, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi lại có thể luyện thành Thái Thượng Thiên Phù Đạo. Ma Bi chi chủ phát ra kinh ngạc tới cực điểm thanh âm. Thái Thượng Thiên Phù nói, trong truyền thuyết vô cùng là đứng đầu Thái Thượng Đạo Pháp, một khi luyện thành, có thể chấp trưởng chư thiên phù lục, mỗi một cái phù lục, đều có tinh thần nổ thần uy, lực sát thương không cách nào tưởng tượng. Này cùng Đạo Pháp, so với Đế Uyên Điện Thái Thượng Thiên Uyên nói, còn lợi hại hơn rất nhiều. Từ cổ chí kim, chỉ có luân hồi chi chủ một người, có thể thành công tu luyện Thái Thượng Thiên Phù nói. Môn Đạo Pháp này, chân thực quá phức tạp, quá tinh thâm, quá bàng bạc khoáng đạt. Ngày xưa Huyền Cơ Nguyệt cũng chỉ là luyện thành nửa chiêu mà thôi. Nhưng hiện tại, mười mấy vạn phù lục đóng dấu tinh không, chư thiên cuồn cuộn nổ ầm, Huyền Cơ Nguyệt cao cứ 9 tầng trời, tựa như uy sắp thế gian thần minh, hiển nhiên là đem Thái Thượng Thiên Phù nói, hoàn toàn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Ha ha ha, Ma Bi chi chủ, đa tạ ngươi, thay ta xây lại thiên cung đạo tràng, nhận chịu chư thiên nghiệp lực đánh vào, ta khí vận căn cơ khôi phục. Môn đạo pháp này, đã tu luyện thành công. Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, hăm hở, chư thiên phù lục chấn động, mỗi một cái phù lục cũng bộc phát ra so tinh thần còn muốn tia sáng chói mắt. Một khi những bùa chú này nổ, đó là thật hủy diệt đạo cực gửi, uy lực đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng bước. Ma Bi chi chủ ánh mắt ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, Huyền Cơ Nguyệt cũng có đại khí vận người. Luân hồi chi chủ, vận mệnh đứng đầu. Đều là lấy được thiên đạo chiếu cố nhân vật lớn, khí vận vô cùng thâm hậu. Đơn thuần bàn về sức chiến đấu, Ma Bi chi chủ còn có lần nữa đuổi kịp Huyền Cơ Nguyệt, thậm chí tăng thêm một bậc bước, nhưng bàn về khí vận căn cơ, chênh lệch quá xa, không có ở đây một cái tầng bên trên. Sinh mạng phù lục, diệu thủ hồi xuân, bảo vệ ngươi chân linh, đi. Huyền Cơ Nguyệt vung tay lên, bầu trời bên trong, thì có một quả xanh mưa lất phất phù lục, mang cỏ cây sức sống. Sinh mạng tinh hoa hơi thở, ào ào rơi xuống, bao phủ ở Ma Bi chi chủ trên mình. Nhất thời, Ma Bi chi chủ chỉ cảm thấy cả người thông thái, hao tổn linh khí, toàn bộ khôi phục, tinh thần vậy khôi phục được đỉnh cấp. Huyền Cơ Nguyệt Thái Thượng Thiên Phù nói, các loại phù lục, bao la vạn vật, bao gồm sấm sét phong hỏa, sinh mạng chữa trị, khu tai hóa độc vân. Vân, là chân chánh không chỗ nào không bao, không không buông tha,
đơn giản là vô địch. Ma Bi chi chủ một đạt được sinh mạng phù lục chữa trị, khắp mọi mặt trạng thái, ngay tức thì khôi phục đỉnh cấp. Thật là cường hãn đạo pháp. Ma Bi chi chủ rung động không dứt, cái này Thái Thượng Thiên Phù nói, ở Thái Thượng 36 đạo lý mặt, sợ rằng đủ để bước lên trước năm, hiệu quả thần kỳ, uy lực to lớn, đơn giản là đáng sợ. Ma Bi chi chủ, ta đã giúp ngươi khôi phục, mau chu diệt luân hồi chi chủ, không được sai lầm. Huyền Cơ Nguyệt Cao cứ ở trên trời, phát ra uy nghiêm thanh âm. Nữ hoàng thiên cung mới vừa xây lại, nàng muốn trấn thủ khí vận, không tiện thoát thân, bất quá có Ma Bi chi chủ ra tay, cũng đủ rồi. Yên tâm, thằng nhóc kia trốn không thoát. Ma Bi chi chủ đứng dậy, trạng thái khôi phục lại đỉnh cấp, cũng có to lớn lòng tin, có thể chém chết Diệp Thần. Huyền Cơ Nguyệt nói, đời này luân hồi chi chủ, khí vận so ta còn muốn thâm hậu, không như vậy dễ dàng chết, ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường. Không muốn ở trên địa bàn hắn chiến đấu, nghĩ biện pháp dẫn hắn đi Hồng Mông Phúc Địa. Ma Bi chi chủ nhướng mày một cái, Hồng Mông Phúc Địa. Huyền Cơ Nguyệt nói, không sai, ta ở mấy chục ngàn năm trước, liền đem tử vi số mệnh thuật Nguyên Thủy Ngọc Giản, chôn vào Hồng Mông Phúc Địa bên trong đi, ngày hôm nay vậy đến thông suốt nguyên thuật, thành tựu lớn vận mạng thời điểm. Ta mượn ngươi một lá bùa chiếu, có thể giúp ngươi mở nắm giữ mệnh vận đạo. Một khi nắm giữ mệnh vận đạo hạ xuống, vậy luân hồi chi chủ, ắt sẽ bị vận mệnh ta bánh răng xe nghiền nát. Huyền Cơ Nguyệt vung tay lên, một món linh khí ngưng tụ thành phù chiếu, rơi vào Ma Bi chi chủ trong tay. Nắm giữ mệnh vận đạo, ngươi luyện thành như thế lợi hại Hồng Mông nguyên thuật. Ma Bi chi chủ khẽ cau mày, thật sâu cảm thấy nguy cơ và áp lực. 33 thiên Hồng Mông cổ pháp, ở dung hợp nguyên khí sau đó, có thể diễn hóa thành Hồng Mông nguyên thuật. Hồng Mông nguyên thuật, chiếu cố thiên địa Hồng Mông và võ đạo thủy nguyên bí ẩn, lực sát thương to lớn. Thí dụ như Huyền Cơ Nguyệt tử vi số mệnh thuật, một khi dung hợp nguyên khí, là có thể diễn biến ra nắm giữ mệnh vận đạo, là một người vô cùng hắn mênh mông vận mệnh thế giới, ẩn chứa vô thượng vận mệnh trật tự quy luật, một chân áp xuống đi, có thể ngay tức thì đánh giết phổ thông còn chân cảnh cường giả, vô cùng lợi hại. Huyền Cơ Nguyệt lắc đầu một cái, nói còn không có hoàn toàn thành công. Nắm giữ mệnh vận đạo, cái loại này Hồng Mông nguyên thuật, uy lực quá lớn, không như vậy dễ dàng luyện thành, ta chỉ có thể ở Hồng Mông Phúc Địa diễn hóa, một khi rời đi Hồng Mông Phúc Địa, liền không cách nào thi triển. Cho nên, người nhất định phải nghĩ biện pháp, đem luân hồi chi chủ dẫn đi Hồng Mông Phúc Địa, dựa vào ta phù chiếu, có thể ung dung giết chết hắn. Ma Bi chi chủ chân mày càng nhíu càng sâu, Huyền Cơ Nguyệt tấm phù chiếu này, cũng không có bất kỳ sát phạt chiến đấu hơi thở. Chính là đơn thuần kíp nổ, đơn thuần chìa khóa, dùng tới mở vận mạng bánh răng xe. Một khi mở thành công, hắn tương đương với đạt được Huyền Cơ Nguyệt cao nhất trợ lực, có thể một lần hành động trấn giết Diệp Thần. Nhưng vạn nhất, Diệp Thần từ đầu đến cuối không bước vào Hồng Mông Phúc Địa, tấm phù chiếu này liền không hiệu quả. Yên tâm, Hồng Mông Phúc Địa, ắt sẽ trở thành thằng nhóc kia nơi chôn cất. Ma Bi chi chủ trong mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì. Âm u cười một tiếng, thu hồi Huyền Cơ Nguyệt phù chiếu. Mà lúc này Diệp Thần, đang nguyên thiên trong viện tu luyện. Xa la cây trà cắm rễ hoàng tuyền đồ khí vận căn cơ, dần dần khôi phục. Hoàng ma thiên kiếm hạt giống, có xa la cây trà trông chừng, ma khí vậy ở trong phạm vi khống chế, coi như không có lâm thanh trúc trấn ma huyết thạch, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không có bùng nổ nguy hiểm. Thái thượng thiên ma thể cắn trả. Vậy hoàn toàn giải quyết. Diệp Thần tâm tình, buông lỏng rất nhiều rất nhiều. Thiên cơ suy diễn dưới, Diệp Thần rất rõ ràng, Ma Bi chi chủ sát phạt, rất nhanh liền muốn hạ xuống. Diệp Thần lấy được rồi hoang ma kiếm chủng, tin tức này, không gạt được Ma Bi chi chủ. Dẫu sao, Ma Bi ngay tại Ma Bi chi chủ trên tay, hắn có thể bắt được thế gian đủ loại ma khí dấu vết. Cho nên, hắn có thể phong tỏa Diệp Thần vị trí. Diệp Thần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, âm thầm kêu Nguyên Thiên Viện, làm xong an bài. Chỉ cần Ma Bi chi chủ dám đến, Diệp Thần có tuyệt đối chắc chắn, đem hắn trấn áp, từ đó cướp lấy Ma Bia. Hiu! Nhưng đợi mấy ngày, Diệp Thần không đợi được Ma Bi chi chủ, nhưng đến lúc đóng kín một cái phi kiếm truyền tin. Cái này phong phi kiếm truyền tin, chính là Ma Bi chi chủ gửi tới. Luân hồi chi chủ, ta ở Hồng Mông Phúc Địa chờ ngươi. Chỉ cần ngươi chịu tới, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật.
một cái liên quan tới Minh Long thần tộc bí mật. Nội dung trong thơ, vô cùng đơn giản, chỉ có le que mấy câu nói. Ma Bi chi chủ muốn hẹn ta, ở Hồng Mông Phúc Địa quyết chiến. Diệp Thần nhìn xong nội dung trong thơ, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn ở Nguyên Thiên Viện làm xong an bài, sẽ chờ Ma Bi chi chủ đến cửa. Bất quá đáng tiếc, Ma Bi chi chủ so hắn tưởng tượng còn phải cẩn thận, cũng thật không có chạy đến Nguyên Thiên Viện chịu chết, mà là đem quyết chiến địa điểm, định ở Hồng Mông Phúc Địa. Ở Hồng Mông Phúc Địa quyết chiến, hắn muốn làm gì? Diệp Thần chau mày, mặc dù suy đoán không ra Ma Bi chi chủ ý tưởng chân thật, nhưng vậy cảm thấy sau lưng ẩn giấu to lớn nguy hiểm. Tôn chủ, Ma Bi chi chủ người này, tâm tư kín đáo tàn nhẫn, hắn nếu mời ngươi đi Hồng Mông Phúc Địa quyết chiến, nhất định bao dấu họa tim, ngươi muốn cẩn thận là hơn, không nên tùy tiện trúng kế. Sa La cây trà thấy tin tới, cũng là phát ra nhắc nhở. Ở càn ám ma trong ruộng, nó và Ma Bi chi chủ chung sống mấy chục ngàn năm, tự nhiên rất rõ ràng người này tính cách và thực lực. Ha ha, ta tự nhiên biết sau lưng hắn cất giấu âm mưu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay một nặn, thư cháy thành cho tàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơi bấm ngón tay tính toán, thiên cơ bắt dưới, Diệp Thần nhưng phát hiện, nếu như đi Hồng Mông Phúc Địa quyết chiến, 7 phần cát vận, 3 phần hung hiểm, mình phần thắng lớn vô cùng. Cái này Ma Bi chi chủ, muốn âm mưu giết ta, không đơn giản như vậy, hắn tựa hồ đánh giá thấp chấn ma huyết thạch uy lực. Diệp Thần suy diễn rõ ràng cát hung, nhíu chặt chân mày nhất thời buông. Nụ cười càng rực rỡ, nhìn một mắt Lâm Thanh Trúc. Không nghi ngờ chút nào, ở Hồng Mông Phúc Địa bên trong, Ma Bi chi chủ khẳng định bày ra cạm bẫy. Nhưng là, hắn lậu tính chấn ma huyết thạch, bỏ quên vật này mạnh mẽ. Khối này chấn ma huyết thạch, liền hoang ma kiếm chủng và thái thượng thiên ma thể ma ý đều có thể áp chế. Một khi bị chấn ma huyết thạch bao phủ, Ma Bi chi chủ thực lực, nhất định thật to yếu bớt, khó mà tương đương Diệp Thần. Cho nên Diệp Thần lần thôi diễn này thiên cơ, trước đó chưa từng có rõ ràng, lập tức liền nhìn ra mình phần thắng cực lớn, cát vận đủ chiếm cứ 7 phần. Sa La cây trà nói, tôn chủ, vậy ngươi muốn đi quyết chiến? Diệp Thần cười một tiếng, nói tự nhiên phải đi, vậy Ma Bi chi chủ còn nói, chỉ cần ta chịu đi, hắn còn sẽ nói cho ta một cái liên quan tới Minh Long thần tộc bí mật, ta đây là rất muốn biết, điều bí mật này là cái gì? Diệp Thần nhìn Lâm Thanh Trúc một mắt. Nói, Lâm cô nương, xin ngươi hãy vậy cùng ta cùng đi. Lâm Thanh Trúc nghe được phải rời khỏi Nguyên Thiên Viện, hơi có điểm khủng hoảng, nhưng nhìn Diệp Thần ánh mắt tự tin, trong lòng lại chấn định lại, gật đầu nói, ừ, luân hồi chi chủ, ta cùng ngươi. Rất tốt. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đơn giản thu xếp tốt Nguyên Thiên Viện công việc, ngay sau đó mang Lâm Thanh Trúc, biến dạng hư không, chạy tới Hồng Mông Phúc Địa. Lâm Thanh Trúc là chấn ma huyết thạch người bảo vệ. Chỉ có mang theo nàng, mới có thể hoàn toàn phát huy chấn ma huyết thạch uy lực. Suy, hư không nứt ra, Diệp Thần mang Lâm Thanh Trúc, hạ xuống ở Hồng Mông Phúc Địa. Diệp Thần lần trước tới Hồng Mông Phúc Địa, vẫn là ở Đồ Sát Thánh Đại Hội trước, lúc ấy vì chữa trị Tiêu Thủy Hàn bị phế đan điền, tới nơi này đào lấy thiên tiên cá chép sao. Hôm nay trọng lâm Hồng Mông Phúc Địa, Đồ Sát Thánh Đại Hội đã sớm kết thúc, thế sự kinh biến, Đế Huyên Điện lâm vào là phế tích. Chư thiên vạn giới vô số sinh linh bị hiến tế, Diệp Thần không khỏi một hồi thổn thức. Thật may, Diệp Lạc Nhi còn không xuất giá, cuộc hôn nhân này còn có ngăn cản chỗ trống. Hồng Mông Phúc Địa, sơn thủy như cũ, vẫn là tiên khí mạnh mẽ, dáng ngũ sắc đầy trời, linh quang tự nhiên hình dáng. Một đạo áo bào đen bóng người, cô đơn cô quạnh, yên tĩnh đứng ở phương xa trên đỉnh núi. Luân hồi chi chủ, người tới. Vậy áo bào đen bóng người đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, chính là Ma Bi chi chủ. Cho dù cách nhau xa xôi, nhưng Ma Bi chi chủ ánh mắt bén nhọn, như cũ xuyên qua trùng trùng hư không, làm người ta khắp cả người phát rét. Lâm Thanh Trúc cả người nổi lên một cái rùng mình, khó hiểu một hồi sợ hãi, bắt được Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần nhưng là dửng dưng tự nhiên hình dáng, nói ta tới. Ma Bi chi chủ liếc về gặp Lâm Thanh Trúc, cau mày nói, ngươi lại thế nào mang theo một người phụ nữ. Diệp Thần cười nói, vạn nhất ta bỏ mình, ít nhất có người thay ta nhặt xác. Một bên Lâm Thanh Trúc, nhưng là không cười nổi, ở Ma Bi chi chủ hơi thở bao phủ hạ, cả người rợn cả tóc gáy. Nhặt xác? Đùa gì thế?
Một khi Diệp Thần bị giết, nàng ngay tức thì vậy phải bị giết, không thể nào chút nào sống sót cơ hội. Ma Bi chi chủ ánh mắt lóe lên, trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng. Diệp Thần kéo Lâm Thanh Trúc, tung người bay lên, ngay tức thì vượt qua hư không, hạ xuống ở Ma Bi chi chủ trước mặt. Luyện thành thái thượng thiên ma thể, Diệp Thần hoàn toàn không sợ Ma Bi chi chủ hơi thở, trực tiếp đối lập, cười nhạt nói, ta lấy vì ngươi sẽ cầm hoang ma kiếm chủng uy hiếp ta, nói ta nếu là không tới, ngươi liền công bố hoang ma kiếm chủng bí mật. Hoang ma kiếm chủng, quan hệ đến cao nhất nguyên binh bí mật, một khi công bố, Diệp Thần đem sẽ gặp phải chư thiên vạn giới nhằm vào, phiền toái cực lớn. Dẫu sao, cao nhất nguyên binh phong mang ác liệt như vậy, người người cũng muốn chấp trưởng. Thất phu vô tội, trong lòng Bích có tội, đạo lý này, Diệp Thần tự nhiên hiểu được. Ma Bi chi chủ nói, hoang ma kiếm chủng thiên cơ liên lụy quá lớn, ta một khi tiết lộ thiên cơ, ắt gặp cắn trả, cho nên ngươi đại khả yên tâm, ta sẽ không công bố ngươi bí mật, ngươi ngày hôm nay có thể an tâm nhắm mắt. Diệp Thần cười nói, vậy ta có thể phải cảm tạ ngươi. Dừng một chút, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lại hỏi, Minh Long thần tộc bí mật là cái gì? Ma Bi chi chủ nói, Minh Long thần tộc bí mật, thật ra thì ngươi biết cũng không dùng, dù sao ngươi ngày hôm nay cũng phải cần chết ở ta trong tay. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói trước khi chết, làm cái rõ ràng vậy là chuyện tốt, ngươi đã đáp ứng ta. Ma Bi chi chủ thanh âm trầm xuống, nói cho ngươi nghe cũng không sao, Minh Long thần tộc, sợ nhất Long Uyên Thiên Kiếm. Diệp Thần trong mắt hơi co rúm một cái, Long Uyên Thiên Kiếm. Ma Bi chi chủ hơi ừ một tiếng, nói, Long Uyên Thiên Kiếm, là Minh Long thần tộc khắc tinh, Minh Long thần tộc huyết mạch vô cùng cường đại, ở thời đại Thái Cổ, có cơ hội phi thăng thái thượng thế giới, nhưng cấp trên cửa, không cho phép người bất kỳ lại bước vào, cho nên đặc biệt đúc Long Uyên Thiên Kiếm, dùng để đối phó Minh Long thần tộc. Long Uyên hai chữ, đại biểu tiêu diệt Minh Long thần tộc vực sâu, nếu như ngươi có thể bắt được Long Uyên Thiên Kiếm bản thể, vậy Minh Long thần tộc, tuyệt đối phải bị ngươi tàn sát. Ngươi có thể đem ngươi quan tâm người phụ nữ đoạt trở lại, đến lúc đó ngươi muốn giết Vũ Văn Cơ, liền như đổ sát chó. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết được rất nhiều. Ma Bi chi chủ đứng chắp tay, nói, biết ngươi biết ta, mới khá trăm trận trăm thắng, đáng tiếc ta nói cho ngươi điều bí mật này, ngươi cũng không dùng được, Long Uyên Thiên Kiếm, ngươi chỉ có một khối mảnh vỡ, không thể nào tìm được bản thể, hôm nay quyết chiến, ngươi cũng không khả năng còn sống rời đi nơi này. Vậy ngược lại chưa chắc, ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên lãnh khốc, nắm chặt quả đấm, cả người xương cốt rắc 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 nổ vang, cuồn cuộn ma khí bạo dũng ra. Thái thượng thiên ma thể, mở. Diệp Thần trước tiên động thủ trước, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, ma khí nổ tung, sau lưng hiện ra một tôn thiên thủ thiên nhãn cự ma pháp tướng, dị thường dữ tợn. Ở Diệp Thần trên da, vậy xuất hiện từng đạo đen nhánh quỷ dị ma văn. Đối phó Ma Bi chi chủ, hồn thể đổi thành thậm chí còn những công pháp khác cũng không có dùng, chỉ có thái thượng thiên ma thể. Ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần trình độ cao nhất nhập ma, vô số ma khí tụ lại, khắp nơi đều nổi lên từng ngọn thiên ma cổ thần bóng người. Oanh! Diệp Thần một quyền đánh ra, trình độ cao nhất nhập ma một quyền, tràn đầy dã man, cuồng bạo, ngang ngược lực lượng. Không có một chút sặc sỡ, đánh phía Ma Bi chi chủ đầu. Thái thượng thiên ma thể, ngươi lại có thể không chịu cắn trả. Ma Bi chi chủ nhìn Diệp Thần nhập ma, mới vừa còn bình tĩnh gương mặt, nhất thời đổi được vô cùng kinh hãi. Nếu như là người bình thường, mở thái thượng thiên ma thể, nhất định phải tiến vào là máu trạng thái, cả người mất lý trí, tinh thần thác loạn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần ánh mắt, nhưng giống như giặt nước vậy bình tĩnh, trong suốt, trầm ổn. Không có một chút bị lạc hình dáng, rõ ràng cho thấy hoàn toàn nắm giữ thái thượng thiên ma thể lực lượng, không chịu chút nào cắn trả. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Ma Bi chi chủ rõ ràng nhớ, Diệp Thần mới vừa luyện thành thái thượng thiên ma thể không bao lâu, không thể nào nhanh như vậy liền giải quyết hết tu luyện cắn trả vấn đề. Chỉ là cái này một tí thái thượng thiên ma thể, sẽ để cho Ma Bi chi chủ cảm thấy sâu đậm nguy cơ, tựa như mình thật bị trấn áp. Diệp Thần gần đây từ thái thượng thiên ma thể bên trong lĩnh ngộ mà đến thiên ma bá quyền, cuồng oanh tới, Ma Bi chi chủ cơ hồ nghẹt thở. Hung mãnh như vậy một quyền, sợ là liền trời trăng sao cũng có thể đánh rơi, làm người ta khó mà ngăn cản. Nếu như người tu vi mạnh mẽ đi nữa một chút,
ta có thể thật không ngăn được. Thật may, ngươi chỉ là càn khôn cảnh mà thôi. Luân hồi ma bia, cho ta trấn áp. Ma bi chi chủ hít sâu một hơi, ngay tức thì tỉnh táo lại. Diệp thần trình độ cao nhất nhập ma, mặc dù mạnh mẽ, nhưng bản thân tu vi, nói cho cùng chỉ có càn khôn cảnh sơ kỳ mà thôi, đơn thuần bàn về cảnh giới tu vi, và hắn chênh lệch quá xa. Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, ma bi chi chủ có lòng tin giết ngược. Luân hồi ma bia sử dụng. Ma bi chi chủ linh khí không ngừng bơm vào, đúng khối luân hồi ma bia, lại là hóa thành ngàn trượng to lớn, từ 9 tầng trời trong bầu trời, chấn áp xuống tới, như núi cao vậy, hung mãnh đẻ hướng Diệp thần. Tầng tầng âm phong, kịch liệt biến dạng gào khóc, còn quấn luân hồi ma bia cuồn cuộn chấn động. Vô số yêu quái, vô số yêu ma ảo ảnh, vô số âm hồn quỷ quái, cũng từ luân hồi ma bia trên bạo dũng ra. Đúng khối ma bia, mặc dù là từ trên trời hạ xuống, nhưng phảng phất từ trong địa ngục giết ra tới, mang vô cùng kinh khủng ả khí, phải đem Diệp thần trực tiếp chân áp mà chết. Phá cho ta! Diệp thần cuồng quát một tiếng, thái thượng thiên ma thể bùng nổ, cả người gân xanh nổi lên, thiên thủ thiên nhãn cự ma pháp tướng, như muốn lật giang khuấy biển, hung hăng một quyền nghịch xông lên lên, đánh vào luân hồi ma bia bên trên. Phịch! Quyền bia va chạm, ma khí biến dạng bùng nổ. Diệp thần quả đấm, ngay tức thì nứt ra, máu tươi cút lưu. Nhưng ma bi chi chủ luân hồi ma bia, cũng bị đánh văng ra, thiếu chút nữa đánh mất. Lại có thể đánh văng ra ta ma bia. Ma bi chi chủ có vẻ kinh ngạc, xem tới mở liền thái thượng thiên ma thể Diệp thần, thực lực đối với tự mình tới nói, quá mạnh mẽ. Mặc dù bàn về tu vi hơi thở, Diệp thần như cũ không phải là địch thủ của hắn. Nhưng nếu như đơn thuần bàn về lực lượng, Diệp thần đã không thua với hắn, có cứng trọi cứng tư cách. Lâm Thanh Trúc nhìn hai người quyết chiến, chỉ kinh hãi được sắc mặt phát trắng, xa xa tránh liền đi ra ngoài, e sợ cho gặp chỉ ngư chi ương. Diệp thần và ma bi chi chủ, hai vị người thu ma, tuyệt thế đánh một trận, một tí va chạm, đều đủ để chấn vỡ hư không, dung chuyển nhật nguyệt bầu trời, hoàn toàn không phải Lâm Thanh Trúc có thể nhúng tay. Thái thượng thiên ma thể, quả nhiên cường hãn à. Diệp thần nắm quyền một cái, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng mãnh liệt, nội tâm nhiệt huyết không dứt. Cái này thái thượng thiên ma thể, so Diệp thần tưởng tượng còn muốn bá đạo mạnh mẽ, là thuần túy lực lượng hóa thân, mà uy cương mãnh vô cùng, ngăn cản người tán loạn. Oanh oanh oanh! Diệp thần hai quả đấm lộn, giống như đại ấn, bổ ra ba quyền. Cái này ba quyền bạo giết, như thái cổ thiên sơn, hạ xuống vạn giới, như thần sông ngang qua vũ trụ. Lại tựa như ma hồng, đầy trời qua lại, mênh mông bá đạo, tuyệt luân mãnh liệt. Bá đạo như vậy, thái thượng thiên ma thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Ma bi chi chủ một tiếng khen ngợi, mặc dù hắn cảnh giới tu vi, muốn so với Diệp thần cao hơn rất nhiều. Nhưng là, đối mặt thái thượng thiên ma thể mở hết Diệp thần, hắn cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Trong sâu thẳm, hắn đã bị áp chế. Diệp thần cái này ba quyền, mênh mông khoáng đạt. Như muốn oanh diệt muôn vàn thế giới. Ma bi chi chủ gương mặt hơi ngưng trọng, thân thể một cái lóe lên, phá vỡ hư không, trốn vào mất đi trong không gian, né tránh Diệp thần đánh. Diệp thần bá quyền cuồng sát, vô số tầng hư không sụp đổ, từng quyền đập về phía ma bi chi chủ. Ma bi chi chủ không ngừng né tránh, thân pháp đặc biệt linh hoạt, vung tay lên, liền xuyên qua trăm ngàn tầng mất đi không gian. Mà Diệp thần cũng là điên cuồng truy kích, ở hắn quả đấm mãnh nện xuống, hồng mông phúc địa cũng đang chấn động, treo ở hồng mông phúc trên đất chống tinh thần, lại có thể lảo đảo muốn rơi xuống, có bị Diệp thần đánh rơi dấu hiệu. Có thể tưởng tượng được, Diệp thần mở thái thượng thiên ma thể, lực lượng hung mãnh đến cái gì bước. Ở một bên xem cuộc chiến Lâm Thanh Trúc, hoàn toàn ngây dại. Nàng hoàn toàn không thấy rõ Diệp thần và ma bi chi chủ bóng người, chỉ cảm thấy hai người tựa như ngay tức thì di động vậy. Thân thể không ngừng lóe lên, xuất hiện, lại biến mất, toàn bộ hồng mông phúc địa tràn đầy kinh thiên vang lớn, kinh khủng đợt khí va chạm cuộn sạch tiêu vũ. Thật may hồng mông phúc địa địa mạch quy luật, đủ vững chắc, nếu không, ở Diệp thần và ma bi chi chủ mạnh như vậy mãnh liệt đánh nhau hạ, sợ rằng toàn bộ hồng mông phúc địa đều phải băng diệt. Thằng nhóc, ta đã không dám lại xem thường ngươi. Ngươi tiềm chất, quá mức đáng sợ, nếu như không chết hiểu. Tương lai tuyệt đối muốn vượt qua vận mệnh và tâm ma. Ma bi chi chủ thân thể bỗng nhiên dừng lại,
nguy cơ dày đặc nhìn Diệp Thần. Liên tục đánh nhau, Diệp Thần hơi thở lại còn liên miên có thừa, không có chút nào suy bại hình dáng, sinh mạng lực này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, mở thái thượng thiên ma thể, trình độ cao nhất nhập ma, giữ lẽ thường mà nói, vô luận là tinh thần vẫn là thân xác, cũng không thể duy trì quá lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần duy trì lâu như vậy, vậy không có chút nào thở hổn hển hình dáng. Hiển nhiên, Diệp Thần võ đạo nội tình, đã đến kinh khủng bước, mặc dù chỉ là càn khôn cảnh ba tầng thiên, nhưng đủ để và Ma Bi Chi Chủ địa vị ngang nhau. Nếu như Liều Chết Tương Bác nói, Ma Bi Chi Chủ vẫn là có chắc chắn chém chết Diệp Thần, dẫu sao cảnh giới chênh lệch bầy ở chỗ này, nhưng là, coi như có thể giết chết Diệp Thần, hắn vậy khẳng định sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nói nhảm thật nhiều, cho ta chết. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trình độ cao nhất nhập ma dưới, cả người đằng đằng sát khí, mũi nhọn lộ ra, lần nữa quả đấm bạo giết, đập về phía Ma Bi Chi Chủ đầu. Ma Bia đứng đầu trôi lơ lửng giữa không trung, cũng không có né tránh, trong miệng phát ra mãi mãi ngâm sướng. Vận mạng bánh răng xe, bắt đầu chuyển động. Chư thiên vạn giới, đều phải thần phục ở vận mạng trật tự dưới. Nắm giữ mệnh vận đạo, mở. Một tấm phù chiếu, từ Ma Bia đứng đầu trong tay bay ra, kịch liệt thiêu đốt. Đây là Huyền Cơ Nguyệt ban cho hắn phù chiếu. Phù chiếu một cháy, nhất thời toàn bộ Hồng Mông Phúc Địa, cũng mãnh liệt chấn động đứng lên. Rắc rắc, mặt đất rạn nứt, một phiến màu tím ngọc giản, từ sâu trong lòng đất từ từ dâng lên. Cái này phiến màu tím ngọc giản, phía trên khắc năm chữ. Tử vi số mệnh thuật. Đây là tử vi số mệnh thuật nguyên thủy tu luyện ngọc giản. Giờ khắc này, vô cùng vô tận nguyên khí, từ trong ngọc giản tản mát ra, cũng vào Hồng Mông cổ khí dung hợp, phát ra chấn động to lớn, ngay tức thì diễn biến thành triệu dặm ánh sao, xông lên lên trời. Rào 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 rào, thoáng chốc tới giữa, bầu trời hóa thành thái hư vậy màu sắc, thâm thúy thần bí, từng hạt tròn ngôi sao to lớn lơ lửng. Mỗi một cái tinh cầu, cũng tuân theo vận mạng quy luật, chậm rãi chuyển động. Đây là Hồng Mông nguyên thuật, nắm giữ mệnh vận đạo. Diệp Thần vừa nhìn thấy mảnh thế giới này, nhất thời rung động, chỉ cảm thấy uy áp ngập trời, không ngừng bao phủ xuống. Không sai, thằng nhóc, đây là Huyền Cơ Nguyệt hao phí mấy chục ngàn năm thời gian, suy diễn ra nắm giữ mệnh vận đạo, có thể chết ở mảnh thế giới này dưới, người vậy coi là không oan. Ma Bia đứng đầu cười lạnh một tiếng, cao cứ ở trên bầu trời cao, tựa như chấp trưởng vận mạng trật tự, muốn chấn áp tất cả tồn tại. Ở hào hùng vận mệnh uy áp hạ, Diệp Thần hông, đều bị chấn được hơi cong. Hồng Mông đại tinh không, cũng không xử ra được, hoàn toàn bị vận mạng trật tự áp chế. Nếu như là bản nguyên vẹn Hồng Mông đại tinh không, tự nhiên có thể xoay ngược lại vận mệnh, siêu thoát chư thiên hết thảy, nhưng Diệp Thần Hồng Mông đại tinh không, uy lực còn xa xa không đủ, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ mệnh vận đạo, nhất thời bị áp chế gắt gao, hoàn toàn không cách nào vận dụng. Sắc sắc, sắc sắc. Sắc sắc. Diệp Thần nghe được, vũ trụ chỗ sâu, vận mạng bánh răng xe, bắt đầu chuyển động. Hắn gân cốt máu thịt, khó hiểu một hồi rung động. Tựa như mình cả người, đều phải bị vận mạng bánh răng xe, vặn thành mảnh vỡ. Cái này phiến nắm giữ mệnh vận đạo, chân thực quá kinh khủng, vừa thi triển ra, chư thiên thế giới, chào đắng trước vận mạng hoa trương, khắp nơi đều là ca ngợi ca hát, triều bái cầu nguyện, chư thiên sinh linh. Đều ở đây ca ngợi vận mạng trật tự. Diệp Thần đặt mình vào ở nắm giữ mệnh vận đạo dưới, ngay cả động đánh cũng không nhúc nhích được, cả người bị thật sâu kéo nhập vận mạng trong nước xoáy, thân thể phải bị vận mệnh bánh răng xe nghiền nát, tinh thần phải bị vận mệnh trật tự chấn diệt, áp lực lớn vô cùng. Còn ở chết chống đỡ, còn không mau một chút quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Ma Bia đứng đầu hừ lạnh một tiếng, ở nắm giữ mệnh vận đạo nghiền ép hạ, Diệp Thần khổ khổ chống đỡ. Cả người ma khí đều bị vận mạng bánh răng xe cắn nát, nhưng hắn cũng không có chút nào khuất phục dấu hiệu, như cũ núi cao vậy đứng. Ma Bia đứng đầu vung tay lên, vũ trụ chỗ sâu vận mệnh bánh răng xe, chuyển động được kịch liệt hơn, từng vì sao, ở vận mạng uy nghiêm hạ, sụp đổ nghiền, vô số vẫn thạch hóa thành mưa sao xa, tựa như ngày tận thế thiên tai, đánh giết hướng Diệp Thần. Hoàng Tuyền thế giới, bảo vệ. Sống chết trước mắt. Diệp Thần đột nhiên sử dụng Hoàng Tuyền đồ. Một phiến Hoàng Tuyền thế giới, ngay tức thì từ vũ trụ bên trong bốc lên. Mảnh thế giới này, chim hót hoa thơm, sơn thanh thủy tú,
nước sông róc rách, tràn đầy mạnh mẽ sức sống, và chung quanh vắng lặng tĩnh mịch thế giới so với, lộ vẻ được tức giận dồi dào. Qua lại không dứt suối vàng Thánh Hà, còn quấn hoàng tuyền thế giới lưu chuyển, trong nước sông từng cái thái cổ thiên long hồn ảnh, như ẩn như hiện, còn có một bụi to lớn cây trà, cắm rễ ở bờ sông, rắc một phiến thanh huy. À, lại là trong truyền thuyết nắm giữ mệnh vận đạo. Ở 33 thiên hồng mông nguyên thuật bên trong, đứng sau luân hồi thiên đường tồn tại. Hoàng tuyền thế giới bên trong, xa la cây trà nhìn chung quanh kinh khủng cảnh tượng, phát ra rung động tiếng hô, hiển nhiên cũng bị chấn động kinh động. Hồng mông cổ pháp, có 33 chồng, đều có thể diễn hóa thành nguyên thuật, chính là 33 thiên hồng mông nguyên thuật. Cái này 33 thiên hồng mông nguyên thuật bên trong, lợi hại nhất chính là luân hồi thiên đường, do lục đạo luân hồi pháp diễn hóa thành. Mà nắm giữ mệnh vận đạo, là đứng sau luân hồi thiên đường hồng mông nguyên thuật. Luân hồi chi chủ, thật may ta đến từ Thái Thượng, không sợ vận mệnh quy luật, nếu không ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Sa la cây trà vội vàng rút ra từng cái nhánh cây, mỗi một cái nhánh cây cũng trong suốt như ngọc, mang một phiến thần hà, thơm phức mùi thơm, xanh biếc quang vũ tự nhiên ra, vô cùng thanh linh khí, Thái Thượng linh khí, ngăn cản vận mạng uy áp, chống lại vận mạng trật tự. Ở nắm giữ mệnh vận đạo trấn áp xuống, Diệp Thần liền hồng mông đại tinh không cũng không xử ra được, nhưng thật may, hắn đã tu bổ hoàng tuyền đồ, hơn nữa còn hàng phục sa la cây trà. Cái này một tí, hoàng tuyền thế giới nổi lên, Diệp Thần nhất thời ở vận mạng trong tinh không, lấy được một phiến thiên đường, người bay đến hoàng tuyền thế giới bên trong, đứng ở sa la cây trà hạ, thừa nhận sa la cây trà che chở. Bụi cây này sa la cây trà, mặc dù sức chiến đấu bình thường, nhưng phụ trợ tăng thêm hiệu quả vô cùng cường đại. Bản thân có thái thượng thế giới một tia linh khí, nhánh cây như cù long ban vung vẩy ra, lại có thể chặn lại vận mệnh bánh răng xe đánh vào. Huyền Cơ Nguyệt coi như có thể nắm giữ chư thiên vạn giới vận mệnh, cũng không khả năng nắm giữ cấp trên vận mệnh. Cho nên, vận mạng quy luật, trấn áp không được sa la cây trà. Ở sa la cây trà dưới sự che chở, Diệp Thần cả người thư thái, nhất thời buông lỏng rất nhiều. Đáng chết, sa la thụ yêu! Người quỳ thuận luân hồi chi chủ. Ma Bia đứng đầu thấy một màn này, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Nắm giữ mệnh vận đạo không phải hủy diệt võ đạo công kích, mà là dựa vào vận mệnh phép tắc uy nghiêm, trấn áp kẻ địch, thuộc về quy luật phương diện sát thương. Nhưng là, sa la cây trà là thái thượng thế giới, rớt xuống một hạt giống, nảy mầm lớn lên, nó thuộc về thái thượng, không chịu vận mạng quản hạt. Nắm giữ mệnh vận đạo mặc dù khủng bố, nhưng lại không tổn thương được sa la cây trà. Diệp Thần đạt được sa la cây trà che chở, đã không sợ nắm giữ mệnh vận đạo nghiền ép. Phong Tinh vẫn đã chết, ma hồn thần cung bị diệt, luân hồi chi chủ là thiên mệnh sở quy, ta quy thuận hắn, là thiên lý số, mà bia đứng đầu, ta khuyên ngươi cũng không muốn u mê không tỉnh, sớm quay đầu đi. Sa la cây trà phát ra thanh âm thê lương, từng cái nhánh cây rút ra đánh ra, phương thế giới này bên trong, khắp nơi sụp đổ. Vô số vận mệnh trật tự, cũng bị phá hủy, tinh không không ngừng than xúc, thời không chảy loạn cuồn cuộn bùng nổ. Cái này một tí, sa la cây trà dựa vào tự thân thái thượng hơi thở, rất miễn cưỡng phá hủy ma bia đứng đầu vận mệnh thế giới. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt đích thân tới, sa la cây trà có lẽ không địch lại, nhưng ma bia đứng đầu, chỉ có một tấm phủ chiếu, vận mệnh thế giới căn cơ đặc biệt nông cạn, hoàn toàn không ngăn được sa la cây trà quất mạnh. Thụ yêu, ngươi dám. Hắc Ngục Thiên Chiếu, giết. Thấy vận mệnh vũ trụ sụp đổ, Ma Bia đứng đầu nhất thời giận dữ, bàn tay giết ra, lòng bàn tay nứt ra, lại có thể nổi lên một viên đen nhánh con ngươi. Viên này tất tròng đen, còn quấn hồng mông và nguyên đạo hơi thở, tầng tầng đen nhánh lửa cháy mạnh, ngay tức thì từ trong con ngươi bộc phát ra, theo Ma Bia đứng đầu bàn tay, cuồn cuộn giết hướng sa la cây trà, phải đem sa la cây trà đốt nốt thành cho tẫn. Là hồng mông nguyên thuật, Hắc Ngục Thiên Chiếu. Sa la cây trà mặt liền biến sắc, rễ cây thật sâu đâm vào hoàng tuyền thế giới bên trong, không thể né tránh, ánh mắt vội vàng nhìn về Diệp Thần. Hồn thể đổi thành, thiên ma bá quyền. Diệp Thần ánh mắt run lên, thái thượng thiên ma thể một chút ma khí ngưng tụ, quấn quanh ở trên nắm tay, phách liệt hung mãnh hơi thở bộc phát ra, hung hăng đánh phía ma bia đứng đầu bàn tay. Ma bia đứng đầu một chiêu này, kêu Hắc Ngục Thiên Chiếu, là từ 33 thiên hồng mông cổ pháp. Hắc Ngục Phá Thiên Đồng bên trong diễn hóa ra tới thần thông, vừa thi triển ra, hắc viêm cuồn cuộn, giống như hắc nhật thiên chiếu,
tại chưa có đem kẻ địch đốt thành cho tấn trước, thiên chiếu hắc viêm là sẽ không tắt. Nếu như hắc ngục thiên chiếu ngọn lửa, đốt tới xa la trà trên thân cây, vậy đúng bụi cây cây cối, đều phải hóa thành cho tàn, sẽ không có chút nào sống sót có thể. Phịch! Diệp thần tự nhiên sẽ không nhìn xa la cây trà bỏ mình, hung hăng một quyền, và ma bia đứng đầu bàn tay va chạm. Một quyền một trường, trên không va chạm nổ, vô số ma khí và hắc viêm, như lưu hỏa bàn cồn cồn tàn phá, trích nốt trời không khí lưu, phát ra suy suy thanh âm. Ma bia đứng đầu lòng bàn tay vậy một con ngươi, rất miễn cưỡng bị Diệp thần đánh được khép lại đi xuống. Nhưng Diệp thần, vậy được nồng nặc hắc viêm tập kích, nửa cánh tay cũng dây dưa đen nhánh thiên chiếu lửa cháy bừng bừng, máu thịt tí tách vang dội, thừa nhận đáng sợ thiêu hủy, tựa như liền xương cũng đang đau đớn, đều phải bị đốt thành cho tẫn. Như vậy trạng thái, ngươi cũng dám theo ta cứng đối cứng, tự tìm cái chết. Ma bia đứng đầu hừ lạnh một tiếng. Mới vừa Diệp thần cả người ma khí đều bị vận mạng bánh răng xe nghiền nát, hiện tại xa la cây trà trong lúc nguy cấp, Diệp thần không kịp mở thái thượng thiên ma thể, chỉ là mượn một chút ma khí. Dựa hết vào cái này một chút ma khí, tự nhiên không thể nào chống lại ma bia đứng đầu. Trong thoáng chốc, Diệp thần cảm thấy từng cơn hào hùng lực lượng, từ ma bia đứng đầu trong lòng bàn tay truyền tới, hai người quyền trưởng va chạm giáp nhau, khí cơ đối lập, Diệp thần coi như muốn nhận tay, cũng không thể. Tôn chủ, xa la cây trà sắc mặt đại biến, Diệp thần cảnh giới tu vi, và ma bia đứng đầu chênh lệch lớn vô cùng, nếu như không trình độ cao nhất nhập ma, đơn thuần cứng đối cứng, tuyệt đối không phải ma bia đứng đầu địch thủ, sớm muộn phải bị nghiền nát. Ha ha, Diệp thần cười lạnh một tiếng, nhưng không có chút nào hốt hoảng hình dáng, nói, Lâm cô nương, ngươi nên ra tay. Ta, Lâm Thanh Trúc từ hoàng tuyển thế giới bên bờ bên trong đi ra. Thân thể hơi phát run, mới vừa nắm giữ mệnh vận đạo hạ xuống, thật may ma bia đứng đầu không phải nhằm vào nàng, cho nên nàng cũng không có bị trùng kích quá lớn. Bây giờ nghe Diệp thần kêu gọi, Lâm Thanh Trúc có chút sợ, mờ mịt không biết làm sao. Diệp thần và ma bia đứng đầu chiến đấu, chân thực quá khoáng đạt kinh khủng, rung động thật sâu tâm linh của nàng. Dùng chấn ma huyết thạch, mau. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, bây giờ đối với chỉ giây phút. Hắn và ma bia đứng đầu quyền trưởng giáp nhau, khí cơ tương bính, đều không thể thoát thân, trừ phi trước đem đối phương giết chết. Lúc này, chính là vận dụng chấn ma huyết thạch, áp chế ma bia đứng đầu lớn thời cơ tốt. Ta, Lâm Thanh Trúc xuất mồ hôi chán, trước kia không gặp qua lớn như vậy tình cảnh chiến đấu, hiện tại nàng có chút hốt hoảng. Vù vù, thật may lúc này, xa la cây trà ra tay, một cái nhánh cây huỳnh quang chói lọi, bảo vệ Lâm Thanh Trúc. Nhất thời, Lâm Thanh Trúc tâm cảnh sáng rực, cả người thư thái, cả người tinh thần đại chấn, cũng sẽ không sợ. Được, luân hồi chi chủ, ta tới giúp ngươi. Lâm Thanh Trúc cắn răng một cái, sử dụng chấn ma huyết thạch, niệm chú bắt pháp quyết, đúng viên chấn ma huyết thạch cũng thả ra máu đỏ chói lọi. Đây là, ma bia đứng đầu thấy chấn ma huyết thạch ánh sáng, nhất thời con ngươi co giúp một cái, cảm thấy thiên đại nguy hiểm. Hắn cảm giác được. Khối này chấn ma huyết thạch, là dùng thái thượng thế giới vật liệu đúc thành, hơn nữa phía trên có luân hồi chi chủ lưu lại uy áp, có thể hữu hiệu áp chế thế gian hết thảy ma khí. Coi như là hắn, một khi gặp phải chấn ma huyết thạch chấn áp, chỉ sợ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Đáng chết! Ma bia đứng đầu cắn răng, muốn rút người ra lui về phía sau, nhưng bàn tay vững vàng và Diệp thần quả đấm dính ở, đối lập dưới, căn bản không cách nào thoát thân. Phá cho ta! Ma bia đứng đầu hét lớn một tiếng, luân hồi ma bia trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, một cái to lớn chữ ma, từ hắn lòng bàn tay nổ lên, hung hăng đánh phía Diệp thần, lại là không tiếc hao phí ma bia linh khí, cũng phải thoát khỏi rằng co trói buộc. Nhất thời gian, Diệp thần vậy cảm thấy hào hùng ma đạo uy áp, hung hăng đánh thẳng tới. Chư thần lực lượng, có thể trấn áp quần ma. Chư thần nói muốn quang minh, thế gian ma khí liền sẽ tiêu trừ. Ngay tại lúc này, Lâm Thanh Trúc trong miệng ngâm sướng liền liền, cổ xưa phiền phức thần chú, tựa như trao đổi thái thượng thiên nói, chung quanh quy luật ầm ầm sấm sét, từng luồng hào hùng huyết quang, như chư thần thánh kiếm, chém về phía ma bia đứng đầu. Không tốt, ma bia đứng đầu thần sắc đại biến, nếu như ở ngày thường, coi như Lâm Thanh Trúc có chấn ma huyết thạch, cũng không khả năng thương tổn tới hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại hắn và Diệp thần đối lập, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Càng không cách nào lên đường.
Doạt! Từng luồng huyết quang, hóa thành chấn ma thánh kiếm, hung hăng chém ở ma bia đứng đầu trên mình. Ma bia đứng đầu vành mắt hết sức nứt ra, thân thể nhất thời xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương, cả người ma khí, cũng là nhanh chóng bị áp chế. Ở chấn ma huyết thạch huyết quang dưới sự xung kích, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, ma bia đứng đầu liền tổn thương nguyên khí nặng nề, gương mặt một phiến trắng bệch. Chấn ma huyết thạch, liền hoang ma kiếm chủng đều có thể áp chế, này cùng thánh vật, ma bia đứng đầu hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Phốc xích, một ngụm máu tươi, xen lẫn chút nội tạng, từ ma bia đứng đầu trong miệng phun ra. Ở chấn ma huyết thạch khắc chế hạ, hắn nhất thời bị trọng thương. Lục đạo luân hồi, ác quỷ huyền tẫn. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, thừa dịp này cơ hội, hung hăng một quyền bạo giết ra, trong quả đấm, nổ lên lục đạo luân hồi pháp ánh sáng, ngạ quỷ đạo và xúc sanh đạo quy luật, cuồn cuộn tàn phá, dường như muốn chấn áp hết thảy. Vô số mãnh quỷ oan hồn hơi thở, mang lục đạo luân hồi thiên uy, vần quanh ở diệp thần trên nắm tay, đánh phía ma bia đứng đầu. Nếu như ma bia đứng đầu, bị một quyền này đánh trúng, tuyệt đối muốn rơi vào luân hồi, vạn kiếp bất phục. Sống chết trước mắt, ma bia đứng đầu vội vàng sử dụng ma bia, ngăn cản diệp thần quả đấm. Phịch! Diệp thần hung hăng một quyền, đập vào ma bia bên trên. Đúng khối ma bia, cũng kịch liệt chấn động đứng lên, phát ra ông minh nghẹn ngào. Phốc! Ma bia đứng đầu lần nữa máu tươi cuồng phún, bị to lớn đánh vào, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn vỡ vụn. Thằng nhóc, người vô sỉ, dựa vào ngoại vật tới đánh lén ta, hôm nay là ngươi thắng. Nhưng sẽ có một ngày, ta gặp mặt Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Ma bia đứng đầu phát ra phẫn hận thanh âm, thân thể thoáng một cái, mượn ma bia linh khí, bể tan tành hư không, mang tử vi số mệnh thuật ngọc giản, xa xa chạy trốn đi. Dựa vào chấn ma huyết thạch, diệp thần cái này một tí, hoàn toàn bị thương nặng ma bia đứng đầu. Tên này, sinh mệnh lực quả nhiên cường hãn, lại còn không chết. Diệp thần gương mặt một hồi ngưng trọng. Không nghĩ tới lại có thể bị ma bia đứng đầu chạy. Trong truyền thuyết luân hồi ma bia, linh khí quả nhiên dư thừa, ma bia đứng đầu chấp trưởng này cùng huyền bia, coi như gặp phải chấn ma huyết thạch khắc chế, cũng không có chết. Bất quá, hắn bị ta tổn thương nặng, hẳn tạm thời lật không dậy nổi cái gì gợn sóng. Diệp thần bấm ngón tay tính toán, trong phảng phất cảm thấy ma bia đứng đầu, khí số đã mau hết, không nhịn được bao lâu. Lần này, ma bia đứng đầu mặc dù chạy khỏi, nhưng cũng chỉ là sắp chết vùng vẫy. Lần kế, Diệp thần có nắm chắc trực tiếp giết chết hắn, cướp lấy ma bia. Mặc dù ma bia đứng đầu, lại có thể vào Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, sau lưng lấy được nữ hoàng thiên cung chống đỡ. Nhưng là, Diệp thần cũng không có quá lo lắng. Dẫu sao, bây giờ Huyền Cơ Nguyệt, võ đạo căn cơ đã hủy diệt, tự thân vậy gặp phải lớn vô cùng phiền toái, còn muốn trấn thủ thượng giới khí vận. Không thể tùy tiện lên đường, trong thời gian ngắn, tự nhiên cũng không khả năng đích thân hạ xuống tổn thương Diệp Thần. Đơn thuần đối mặt ma bia đứng đầu, Diệp Thần có tuyệt đối chắc chắn. Luân hồi chi chủ, chúng ta thắng sao? Lâm Thanh chú đưa tay cầm chấn ma huyết thạch, một mặt mờ mịt chấn động ngạc hình dáng, không nghĩ tới Diệp Thần thật có thể tổn thương nặng ma bia đứng đầu. Mới vừa ma bia đứng đầu, mở nắm giữ mệnh vận đạo, kiêu căng hạng bàng bạc, ai có thể nghĩ tới trong thoáng qua. Lại có thể trọng thương sa sút mà chạy. Ừ, chúng ta thắng, may mà ngươi, Lâm cô nương. Diệp thần nhìn Lâm Thanh Trúc, ôn hú cười một tiếng. Lần này có thể tổn thương nặng ma bia đứng đầu, dĩ nhiên là may mà chấn ma huyết thạch uy lực, nếu như không có chấn ma huyết thạch, dựa hết vào Diệp thần mình nói, chiến đấu sợ rằng không kết thúc dễ dàng như vậy. Tôn chủ, người lần này lớn đả kích lớn liền ma bia đứng đầu kiêu căng, hắn khí số đã hết. Sau này cũng chỉ là sắp chết vùng vẫy, lật không dậy nổi cái gì sóng, tiếp theo, người muốn chú ý Minh Long thần tộc. Sa La cây trà thấy ma bia đứng đầu chạy trốn đi xa, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chiến đấu này, Diệp thần đại hoạch toàn thắng, ma bia đứng đầu người bị thương nặng, khí vận căn cơ vậy nghiêm trọng bị thương, sau này không tạo thành uy hiếp gì. Hiện tại Diệp thần đối mặt khẩn cấp nhất uy hiếp, là Minh Long thần tộc. Lâm gia lão tổ Lâm Hy Trạch. Vị này âm dương thần điện cường giả, bởi vì Minh Long thần tộc mà chết, như vậy khắc cốt đại thù, Diệp thần không thể nào không báo. Hơn nữa, Diệp Lạc Nhi hôn sự, Diệp thần vậy phải ngăn cản. Minh Long thần tộc, Vũ Văn Cơ. Diệp thần đầu óc bên trong,
nổi lên Vũ Văn Cơ bóng người, ánh mắt không khỏi lướt qua một chút sát ý. Vù vù. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm thấy thức hải chấn động, trong cơ thể Hồng Mông cổ khí và nguyên khí, lại có dung hợp dấu hiệu. Nơi này là Hồng Mông Phúc Địa, ở chỗ này tu luyện, có thể thăng cấp Hồng Mông cổ pháp, để cho Hồng Mông cổ pháp lột xác thành Hồng Mông nguyên thuật. Mới vừa Diệp Thần và Ma Bia đứng đầu đánh một trận, thu hoạch không cạn, hiện tại Hồng Mông cổ pháp và trong cơ thể nguyên khí dung hợp, lại có thăng cấp dấu hiệu. Hống. Một hồi tiếng rồng ngâm, từ Diệp Thần trong cơ thể phát ra. Tám cái kim quang sáng chói thiên long, vần quanh ở Diệp Thần trên mình, một phiến phiến cổ xưa Hồng Mông nốt nhạc lóe lên. Đây là thiên long bát thần âm khí tượng. Thiên long bát thần âm, là Diệp Thần nhất tu luyện sớm Hồng Mông cổ pháp. Giờ phút này, thiên long bát thần âm và nguyên khí kết hợp, lại muốn thăng cấp. Vô số kim quang, vô số Hồng Mông nốt nhạc, vô số long khí, không ngừng hội tụ xen lẫn, ùng ùng vang dội, cuối cùng diễn biến thành một tòa phù đồ bảo tháp. Tám bộ phù đồ khí. Diệp Thần con người co giúp một cái, ngay tức thì suy diễn ra Hồng Mông nguyên thuật bí ẩn. Thiên long bát thần âm, thăng cấp sau đó, chính là tám bộ phù đồ khí. Từng luồng tinh khiết khoáng đạt Phật môn hơi thở, ở Diệp Thần lòng bàn tay ngưng tụ, diễn hóa thành giống như thực chất bảo tháp. Cái này bảo tháp, không biết có nhiều ít tầng cao, kim quang lững lờ, thiên long quanh quẩn, phía trên hiển hóa ra tám bộ khí tượng. Phật gia có tám bộ truyền thuyết, tám bộ người, một ngày thần, nhị long đám người, ba dạ xoa, bốn càn đạt bà, năm A-tu-la, sáu Karura, bảy chặt vậy la, tám ma hầu Roga. Diệp Thần lòng bàn tay phù đồ bảo tháp, thì có long tám bộ khí tượng hiện lên, thiên thần, long thần, dạ xoa, kim xí đại bằng, A-tu-la vân. Vân Phật gia thần lạ hình dáng, tầng tầng còn quấn, đặc biệt nguy nga. Đây chính là tám bộ phù đồ khí. Hay, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Diệp Thần nhìn lòng bàn tay bảo tháp, trên mặt hiện ra vui mừng. Hồng Mông Phúc Địa, là chân chánh Phúc Địa, Diệp Thần đặt mình vào ở chỗ này, trong sâu thẳm, bắt được Hồng Mông chân đế, thiên long bát thần âm thăng cấp, lột vỏ thành tám bộ phù đồ khí, uy lực tăng lên gấp bội. Nếu như cái này tòa phù đồ bảo tháp, chân áp xuống đi, sợ rằng đủ để trong nháy mắt giết còn chân cảnh tiền kỳ cao thủ. Thiên long bát thần âm, là Diệp Thần cửa thứ nhất tu luyện Hồng Mông cổ pháp, căn cơ thâm hậu nhất, hiện tại lĩnh ngộ Hồng Mông chân đế, trước nhất thăng cấp cổ pháp, chính là trời long bát thần âm. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác được, có từng luồng Hồng Mông cổ khí, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tích góp ở hắn đan điền bên trong, nếu như cảnh giới tu vi đến, hắn còn có thể lĩnh ngộ cái khác Hồng Mông nguyên thuật. Ví dụ như pháp hoa mất đi trời, bát quái thiên đan thuật, thiên ma động minh mắt, vĩnh dạ đại ma trời, thiên tiên cá chép sao vân. Vân, đều có thăng lột xác, biến thành Hồng Mông nguyên thuật cơ hội. Bất quá nhất hạch tâm, lợi hại nhất lục đạo luân hồi pháp, muốn thăng cấp, căn bản không có thể. Liền huyền cơ nguyệt tử vi số mệnh thuật, thăng cấp cũng phải hao phí mấy chục ngàn năm thời gian, đem nguyên thủy tu luyện ngọc giản, chôn giấu đến Hồng Mông Phúc Địa lòng đất bên trong đi, không ngừng hấp thu Hồng Mông linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, mới có lột xác thành Hồng Mông nguyên thuật có thể. Mà Diệp Thần lục đạo luân hồi pháp, muốn lột xác, so huyền cơ nguyệt còn phải gian nan gấp trăm ngàn lần. Lục đạo luân hồi pháp thăng cấp, chính là trong truyền thuyết luân hồi thiên đường, kiếp trước luân hồi chi chủ khổ khổ theo đuổi tồn tại, ta muốn lái ích luân hồi thiên đường, trừ phi là phi thăng thái thượng thế giới, hoặc là chém chết chân chính cấp trên. Diệp Thần trong lòng nghĩ ngợi, cũng không hy vọng xa vời có thể thăng cấp lục đạo luân hồi pháp. Bởi vì, lục đạo luân hồi pháp môn thần thông này, chân thực quá bá đạo vô địch, thăng cấp đặc biệt khó khăn, coi như hao hết chư thiên vạn giới nơi có khí vận, tất cả linh khí cũng chưa chắc có thể tăng lên. Chỉ có phi thăng thái thượng thế giới, mới có thể lấy được đầy đủ tài nguyên tới thăng cấp, hoặc là giết chết một cái chân chính cấp trên, cầm cấp trên máu thịt linh hồn, bổ túc đến lục đạo luân hồi bên trong đi, như vậy cũng có thể thăng cấp. Một khi thăng cấp, mở ra ra luân hồi thiên đường, Diệp Thần liền có thể chân chánh chấp trưởng luân hồi thiên uy, đem chư thiên vạn giới bản đồ, toàn bộ thâu tóm vào mình luân hồi thiên đường bên trong, thành lập hoàn toàn thống trị trật tự. Bất quá, muốn đạt tới cảnh giới này, quá gian nan, liền kiếp trước luân hồi chi chủ, cũng không làm được. Đúng rồi, còn có một cái biện pháp. Nếu như gom đủ 10 khối luân hồi huyền bi, nói không chừng vậy có thể khai thác luân hồi thiên đường. Diệp Thần tim giật mình,
trong sâu thẳm, cảm ứng được luân hồi huyền bi diệu dụng. Luân hồi huyền bi, cái loại này thiên địa chí bảo, nếu như gom đủ, hết thảy sự việc cũng có thể phát sinh, mượn tất cả luân hồi huyền bi năng lượng, Diệp Thần thậm chí có cơ hội mở ra luân hồi thiên đường. Nếu như luân hồi thiên đường mở ra đi ra, Diệp Thần chấp trưởng luân hồi thiên uy, liền Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên đều có thể trong nháy mắt giết. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn. Bất quá, cái này nhiệt huyết, chỉ là kéo dài trong nháy mắt, rất nhanh nguội xuống đi xuống. Dẫu sao, mở ra luân hồi thiên đường, chân thực quá khó khăn, liền thời kỳ tột cùng luân hồi chi chủ cũng không làm được, Diệp Thần lại làm sao có thể làm được. Lâm cô nương, đi thôi, cần phải trở về. Diệp Thần lắc đầu một cái, thu liễm tâm thần, mang Lâm Thanh Trúc, nhanh chóng rời đi Hồng Mông Phúc Địa. Thăng cấp lục đạo luân hồi pháp, đời này cơ hồ cũng không thể, Diệp Thần cũng không có muốn quá nhiều, chỉ muốn chắc chắn trước mắt có thể nắm chặt đồ. Vừa về tới Nguyên Thiên Viện, Diệp Thần liền tĩnh tâm tu luyện, tính toán 8 bộ phù đồ khí cách dùng, đây là hắn lĩnh ngộ cửa thứ nhất Hồng Mông Nguyên Thuật, nếu như uy lực hoàn toàn phát huy, thậm chí có thể chống lại Minh Long công tử Vũ Văn Cơ. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm giác được, mình rất nhanh thì phải và Vũ Văn Cơ giao phong. Vũ Văn Cơ, đây chính là thiên nhân vực cường giả, tuyệt đỉnh thiên kiêu, Diệp Thần muốn chiến thắng hắn, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Lúc này Vũ Văn Cơ, đang mang mười mấy tên thủ hạ, nữ có nam có, hạ xuống Tổ Long Thần Điện. Hoang Ma Hải vực biến cố, để cho hắn lo lắng. Hoang Ma Kiếm Chủng và Trấn Ma Huyết Thạch, đều bị người cướp đi. Hắn chỉ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Hoang Ma Kiếm Chủng, là Vạn Khư Thần Điện chỉ đích danh muốn đoạt lại đồ, cái hạt giống này ma khí quá lớn, một khi ấp trứng, Hoang Ma Thiên Kiếm xuất thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, chỉ có đoạt lại Hoang Ma Kiếm Chủng, hắn mới có bước vào Vạn Khư Thần Điện cơ hội. Một khi bước lên Vạn Khư, đó là thật siêu thoát chư thiên vạn giới, đạt được cấp trên ban phúc, sau này khí vận vô cùng, coi như không có thể chân tránh phi thăng. Đời này vậy không cần lo. Tổ Long Thần Điện trên dưới, nghe Vũ Văn Cơ hạ xuống, đều là vô cùng chấn động. Bởi vì, Vũ Văn Cơ là thiên nhân vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, Minh Long thần tộc thiếu chủ, Diệp Lạc Nhi vị hôn phu, lấy hắn thân phận, là không thích hợp tới Tổ Long Thần Điện, bởi vì hiện tại hôn sự còn không cử hành. Vũ Văn thiếu chủ đại giá đến chơi, Phong Mỗ không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi. Tổ Long Thần Điện điện chủ lớn ti mệnh Phong Ngạo, nghe được Vũ Văn Cơ tới, vội vàng ra nghênh tiếp. Gió nhị thúc, vẫn khỏe chứ? Vũ Văn Cơ khẽ mỉm cười, hướng Phong Ngạo chắp tay thi lễ. Ồ, người gặp qua ta đại ca. Phong Ngạo kinh y một tiếng, từ Vũ Văn Cơ trên mình, bắt được Phong Vô Cực lưu lại nhân quả. Ừ, ta và Vô Cực bá bá mới vừa tách ra. Vũ Văn Cơ gật đầu. Hắn tình trạng gần đây như thế nào? Những cái kia cấp trên cửa, chịu nhận nạp hắn sao? Phong Ngạo hạ thấp giọng hỏi nói. Phong Vô Cực, năm đó có tư cách chấp trưởng Tổ Long Thần Điện, nhưng vì phi thăng Thái Thượng Thế Giới, tình nguyện chạy đến Thái Thượng Thiên Nữ tọa hạ làm người làm, cũng không muốn Tổ Long Thần Điện ngôi. Vũ Văn Cơ trầm ngâm một hồi, nói, Vô Cực bá bá thân thể an khang, vẫn là Vạn Khư Thần Điện đệ tử ký danh, hẳn rất mau là có thể phi thăng Thái Thượng. Phải không? Phong Ngạo nhướng mày một cái, Vũ Văn Cơ ý nói là Phong Vô Cực vẫn là như cũ, cũng không có chân chính bị cấp trên tiếp nhận, vẫn là một cái đệ tử ký danh, treo Vạn Khư danh tiếng mà thôi. Trong truyền thuyết Vạn Khư Thần Điện, là thế gian cấm kỵ, bên trong các cường giả, nhất niệm có thể chôn vùi tinh không, muốn chân tránh bước vào Vạn Khư, chân thực quá gian nan. Nếu như Phong Vô Cực thật thành cấp trên, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, Tổ Long Thần Điện cũng có thể được chư thần chúc phúc. Có vô cùng chỗ tốt. Bất quá muốn trở thành là cấp trên, căn bản không có có thể, những thứ này phía sau màn nhân vật lớn, quá thần bí, vậy quá mạnh mẽ, dậm chân một cái đều phải dung chuyển vạn giới, một đầu ngón tay có thể bóp chết luân hồi chi chủ, vận mệnh đứng đầu, tâm ma chi chủ loại cấp bậc này cao thủ, muốn tiến vào cái loại này vòng, nơi nào có như thế dễ dàng. Ta và Vô Cực bá bá, muốn cướp lấy Hoang Ma Kiếm Chủng, đáng tiếc xảy ra chút bất ngờ. Vũ Văn Cơ đem Hoang Ma Hải vực sự tình phát sinh, đơn giản nói một lần. Phong Ngạo nhướng mày một cái, nói, Hoang Ma Kiếm Chủng và Trấn Ma Huyết Thạch, đều bị người cướp đi. Vũ Văn thiếu chủ, người tới ta Tổ Long Thần Điện, là muốn gọi ta giúp ngươi điều tra.
Vũ Văn Cơ nói, đúng vậy, xin gió nhị thúc tương trợ một hai, ta Minh Long thần tộc địa bàn, ở thiên nhân vực, không tiện điều tra chuyện nơi đây, chỉ có thể mời gió nhị thúc Tổ Long thần điện ra tay. Tổ Long thần điện, là Dương Chân vực thế lực lớn, căn cơ thâm hậu, nếu như Tổ Long thần điện chịu ra tay, tự nhiên có thể điều tra rõ Trấn Ma huyết thạch và Hoang Ma kiếm chủng hướng đi. Phong Ngạo trầm ngâm một hồi, nói, được, không thành vấn đề. Chúng ta Tổ Long thần điện, và các ngươi Minh Long thần tộc thông gia sắp tới, sau này mọi người chính là xui ra, tự nhiên muốn giúp nhau canh gác, Vũ Văn thiếu chủ, ta sẽ mau sớm giúp ngươi điều tra. Vũ Văn Cơ đại hỉ, chắp tay nói, đa tạ gió nhị thúc. Phong Ngạo ha ha cười một tiếng, vuốt râu nói, ta Tổ Long thần điện thế lực, mặc dù không cách nào và Minh Long thần tộc so sánh, nhưng ở Dương Chân vực, cũng là một tôn cự phách, chúng ta muốn chuyện điều tra, không người có thể giấu giếm, Vũ Văn thiếu chủ, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Vũ Văn Cơ nói, được, vậy ta liền yên lặng hồi âm. Dừng một chút, Vũ Văn Cơ ánh mắt hơi chăm chú, nói, Lạc Nhi thánh nữ ở nơi nào? Ta muốn gặp gặp nàng. Phong Ngạo nói, ha ha, nàng ở trên trời lửa điện tu luyện, ngươi muốn gặp nàng mà nói, ta phái người truyền đạt một tiếng, có thể gả cho ngươi, là nàng thiên đại có phúc. Vũ Văn Cơ nói, ta cho tới bây giờ không gặp qua Lạc Nhi thánh nữ, ngày hôm nay nếu đã tới, dĩ nhiên là muốn gặp gặp, đáng tiếc ta xính lễ còn không có chuẩn bị đầy đủ, thiên nhân vực bên kia, cũng có không thiếu thế lực muốn nhiễu loạn chúng ta thông gia. Tổ Long thần điện, mặc dù chỉ là Dương Chân vực thế lực, nhưng Long tộc huyết mạch, đặc biệt tinh thuần, mang theo cổ xưa tổ khí. Nếu như Minh Long thần tộc, có thể cùng Tổ Long thần điện kết hợp, mượn Tổ Long nhất tộc đặc thù huyết mạch, có thể hóa giải tự thân minh tai khí, đối với tu luyện rất có ích lợi. Một khi Minh Long thần tộc hoàn toàn lột xác, đem sẽ trở thành là thiên nhân vực ngút trời thế lực, đây là cái khác thế lực không có thể khoan dung. Mà Tổ Long thần điện bên này, sau lưng vậy có thế lực ngăn trở, không muốn nhìn thấy Tổ Long thần điện quật khởi. Cho nên, Minh Long thần tộc và Tổ Long thần điện thông gia, trở ngại trùng trùng, trì hoãn lâu như vậy, vậy không có kết quả. Mặt khác, Diệp Lạc Nhi đây, cũng là bất đắc dĩ, căn bản chẳng muốn gả cho Vũ Văn Cơ, dùng tất cả loại mượn cớ trì hoãn. Hiện tại, Vũ Văn Cơ hạ xuống Tổ Long thần điện, cũng muốn gặp gặp Diệp Lạc Nhi, nói một chút quan hệ thông gia sự việc. Phong Ngạo cởi mở cười một tiếng, nói, xính lễ cái gì, không cần quá quan tâm, Vũ Văn thiếu chủ, người có lòng liền tốt. Lập tức Phong Ngạo phái người truyền đạt, nói Vũ Văn Cơ tới, kêu Diệp Lạc Nhi chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Văn Cơ ở Tổ Long thần điện đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi tới Lửa Trời Điện. Lửa Trời Điện, là Tổ Long thần điện một nơi đại điện, là Diệp Lạc Nhi chỗ tu luyện. Diệp Lạc Nhi pháp bảo, Cửu Long thần hỏa che chở, là mộ đạo thật bảo, năm đó Thái Thượng Thiên Nữ, ở bên trong để lại một môn đạo pháp, kêu Thái Thượng Thiên Hỏa Đạo. Từ ở Diệt Long ven núi, đáp ứng chuyện đám hỏi sau đó, Diệp Lạc Nhi một mực ở trên trời lửa trong điện, tính toán Thái Thượng Thiên Hỏa Đạo bí ẩn. Diệp Lạc Nhi rất rõ ràng, ở cái thế giới này, nhỏ yếu chính là nguyên tội, chỉ có mình không ngừng đổi được mạnh mẽ, mới có cơ hội nói chuyện. Oanh! Vũ Văn Cơ vừa đến Lửa Trời Điện, nhưng cảm thấy hào hùng nhiệt lượng, không ngừng từ trong đại điện tản ra. Sau đó, đúng phiến cửa điện, đều bị một cổ đỏ thấm ngọn lửa, hoàn toàn đánh vỡ. Hống! Rồng ngâm kinh thiên! Ngọn lửa lăn lộn gian, hóa thành từng cái hỏa long, dương nanh múa vuốt. Thần uy lẫm lẫm. Một đạo xinh xắn bóng người, ở rất nhiều hỏa long vây quanh, chậm rãi hiện lên. Chính là Diệp Lạc Nhi. Ngươi chính là Tổ Long thần điện thánh nữ, Diệp Lạc Nhi. Vũ Văn Cơ cau mày, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lạc Nhi. Bàn về dung mạo dáng vẻ, Diệp Lạc Nhi đều là nhất lưu, không thể bắt bẻ. Luận võ đạo tu vi, thời khắc này Diệp Lạc Nhi, hiển nhiên lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Nữ lưu lại lửa trời đạo pháp. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, Diệp Lạc Nhi ánh mắt, nhưng là trống rỗng lạnh nhạt hình dáng, tựa hồ cái này thế gian, không có bất kỳ vật gì có thể kích động nàng tâm trạng. Diệp Lạc Nhi trí nhớ, đã sớm ở Diệt Long ven núi thời điểm, cũng đã khôi phục, nhưng là, Diệp thần cách nàng đi, nàng muốn gả cho Minh Long thần tộc, trong lòng đã là một phiến cho tàn. Nghe nói Diệp thần ở đồ sát thánh trong đại hội, được nhiều thành tựu xuất sắc, liền đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt. Cũng giết không chết hắn. Diệp Lạc Nhi một mực mong mỏi, đồ sát thánh đại hội sau khi kết thúc, Diệp thần sẽ tới tìm nàng.
nhưng rất đáng tiếc, Diệp Thần từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hạ xuống ở nàng trước mặt, chỉ là Minh Long công tử Vũ Văn Cơ. Ngươi chính là Vũ Văn Cơ. Diệp Lạc Nhi giọng lãnh đạm, không che giấu chút nào mình chán ghét. To gan, lại dám dùng loại giọng nói này theo thiếu chủ nói chuyện. Vũ Văn Cơ sau lưng một tên thủ hạ, nghe được Diệp Lạc Nhi loại giọng nói này, nhất thời lớn tiếng quát đứng lên. Ha ha, không có sao. Vũ Văn Cơ nhàn nhạt ngừng người thủ hạ làm khó dễ, ngưng mắt nhìn Diệp Lạc Nhi, nói. Ta nghe nói ngươi không thích ta, bề ngoài đáp ứng thông gia, nhưng sau lưng từ đầu đến cuối không tình nguyện, nhưng có chuyện này. Diệp Lạc Nhi cắn răng, nói, ngươi ngày hôm nay nếu đã tới, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta không những không thích ngươi, còn đặc biệt ghét ngươi. Nếu như không phải là tổ long thần điện áp lực, ta không thể nào gả cho ngươi. To gan, lại dám chống đối thiếu chủ. Cuồng vọng đồ, ai cho ngươi dũng khí? Vũ Văn Cơ người thủ hạ cửa, nghe được Diệp Lạc Nhi một phen, nhất thời vô cùng tức giận, rối rít rút ra binh khí, sử dụng pháp bảo, đằng đằng sát khí. Vũ Văn Cơ nhưng mà thiên nhân vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, tuổi còn trẻ, cảnh giới tu vi tương lai đều phải đến gần thậm chí vượt qua vận mệnh tâm ma chi chủ, tương lai thành tựu không thể hạn chế, cho tới bây giờ không người nào dám như thế theo hắn nói chuyện. Vùng lân cận tổ long thần điện đệ tử đều là dọa sợ không nhẹ, chẳng ai nghĩ tới Diệp Lạc Nhi sẽ chống đối Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ ha ha cười một tiếng, trong mắt lướt qua một chút lạnh ý. Hắn từ Diệp Lạc Nhi trên mình, bắt được sát cơ nồng nặc. Nếu như mình tùy tiện đem Diệp Lạc Nhi lấy về nhà, sợ rằng gặp mặt sắp đặc biệt đáng sợ tai ách. Con bé này, cũng không phải là muốn hiệu pháp Huyền Cơ Nguyệt, ở tân hôn đêm giết chết ta chứ. Vũ Văn Cơ ánh mắt đông lại một cái, trong thoáng chốc bắt được cực kỳ nguy hiểm thiên cơ. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Lạc Nhi rất ghét hắn, không thể nào ngoan ngoãn hiến thân. Nếu như thông gia tiến hành, Vũ Văn Cơ phỏng đoán, Diệp Lạc Nhi đại khái sẽ ở tân hôn đêm, thừa dịp hắn sơ sót, ám sát hắn, liền một đầu ngón tay cũng không thể cho hắn đụng một tí. Vũ Văn Cơ cũng không muốn biến thành luân hồi chi chủ như vậy, mặc dù hắn thực lực tuyệt đối nghiền ép Diệp Lạc Nhi. Nhưng hôn ước lúc là cái người đàn ông cũng sẽ sơ sót, một khi gặp phải ám toán, đây tuyệt đối là chí mạng. Diệp Lạc Nhi, đừng lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi chỉ là một lợi dụng phẩm, ngươi không tư cách ở ta trước mặt phách lối. Vũ Văn Cơ hừ một tiếng, bàn tay vung lên, ánh sáng đen lóe lên, hóa thành đen nhánh long chảo, hung hăng hướng Diệp Lạc Nhi bắt đi. Trong thoáng chốc, Vũ Văn Cơ đánh ra dù sao cũng nặng thánh quang, huy hoàng chói mắt. Dường như muốn xuyên qua vạn cổ thời không, mênh mông bá đạo. Diệp Lạc Nhi chỉ cảm thấy từng cơn kinh khủng hơi thở, không ngừng tập sát tới, thật giống như cái kế tiếp ngay tức thì, nàng sẽ bị Vũ Văn Cơ long chảo biến dạng. Long thứ tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Lạc Nhi thanh quát một tiếng, nàng biết rõ Vũ Văn Cơ mạnh mẽ, mình coi như lĩnh ngộ thái thượng thiên hỏa đạo, ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, cũng không khả năng là Vũ Văn Cơ địch thủ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Lạc Nhi triệu hoán ra gió linh long thú. Hô! Một đầu màu xanh đen loài mãnh cầm, cả người trào đãng trước cuồng bạo thiên gió, đột nhiên từ Diệp Lạc Nhi trong cơ thể xông lên bay ra, cánh xòe ra, che khuất bầu trời, vô cùng to lớn thể hình, tản mát ra hào hùng uy nghiêm. Đầu này loài mãnh cầm, chính là thập đại nguyên thú bên trong gió linh long thú, cũng là Diệp Lạc Nhi thú bảo vệ. Gió linh long thú trên đầu, dài đối với hình rồng sừng. Rõ ràng đi qua tổ long thần điện sửa đổi, có long tộc huyết mạch, thực lực vô cùng cường đại. Lệ, gió linh long thứ dài đề một tiếng, quanh quẩn ở Diệp Lạc Nhi đỉnh đầu, cả người linh khí không ngừng bơm vào đến Diệp Lạc Nhi trên mình. Gió bão thiên tai, phá cho ta. Diệp Lạc Nhi sử dụng gió bão nguyên phù, tiêm vung tay lên, một cổ kinh khủng bạo gió, mãnh liệt thổi ra, vặn cổ hướng Vũ Văn Cơ long chảo. Vũ Văn Cơ nhất thời cảm thấy uy hiếp. Long chảo lùi về, đánh ra đạo đạo pháp quyết, hóa giải gió bão tập sát. Ha ha, có chút ý tứ. Vũ Văn Cơ nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, lại nhìn vọng gió linh long thứ, lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, vô luận là Diệp Lạc Nhi, vẫn là gió linh long thứ, cũng không thể là địch thủ của hắn. Nhưng là, Diệp Lạc Nhi và gió linh long thứ liên thủ, liền có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn, hắn muốn chân áp. Sợ rằng phải hao phí một phen khí lực. Thái thượng thiên hỏa đạo, giết. Diệp Lạc Nhi trong mắt rét lạnh,
cả người nổ lên một chùm oành lửa cháy mạnh. Những thứ này lửa cháy mạnh, mang thái thượng quy luật, huy hoàng nóng rực, một thả ra ngoài, liền thiêu hủy trăm ngàn nặng hư không, nướng rỗi rãnh khí suy suy vang dội. Lửa cháy mạnh sôi trào tới giữa, còn huyễn hóa ra hồng hoang cự thú, thiên thần thiên tiên dị tượng, uy thế đặc biệt bá đạo. Diệp Lạc Nhi biết rõ không phải Vũ Văn Cơ địch thủ, nhưng là, nàng ánh mắt như cũ kiên quyết, tràn đầy bất khuất, hoàn toàn không có nhượng bộ ý. Coi như giết không chết Vũ Văn Cơ, nàng cũng muốn đem hết toàn lực, cho Vũ Văn Cơ lưu lại một chút dạy bảo. Tốt đạo pháp, đáng tiếc, người tu vi còn chưa đủ, không phát huy ra lửa trời đạo uy lực. Vũ Văn Cơ nhìn tầng tầng lửa cháy mạnh, ùn ùn kéo đến bạo dũng tới, nhất thời cảm thấy từng cơn nóng bỏng, khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười. Trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Hỏa Đạo, nếu như tu luyện đạt tới đỉnh cấp, có thể phần thiên nấu biển, đem một cái đại thế giới đốt thành cho tẫn. Nhưng hiển nhiên, Diệp Lạc Nhi sức lửa còn chưa đủ, trước mắt cái này ngút trời lửa cháy mạnh, mặc dù mãnh liệt, nhưng không tổn thương được Vũ Văn Cơ. Chư thần hộ thân, thiên thủ chi đạo. Vũ Văn Cơ long chảo vung lên, cũng là thả ra từng luồng đạo khí, biến thành một viên vỏ trứng vậy quang cầu, vững vàng bảo vệ thân thể. Cái này quang cầu phía trên, có từng luồng vặn vẹo cổ xưa phù văn, không ngừng lóe lên, tựa như một cái vỏ rùa, gắn vào quang cầu bên ngoài, trong phảng phất còn có một tôn tôn thái thượng chư thần bóng người, nguy nga trưng bài, biểu dương ra uy nghiêm vô thượng. Mười càng bùng nổ, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha lại không đầu liền quá hạn rồi yêu các ngươi. Ung ung, Diệp Lạc Nhi chư thiên lửa cháy mạnh, hung hăng oanh kích, toàn bộ bị cái này mờ u rùa quang cầu ngăn trở, hoàn toàn không thể tổn thương Vũ Văn Cơ chút nào. Là Thái Thượng Thiên Thủ Đạo, Thái Thượng 36 đạo bên trong, am hiểu nhất phòng ngự, nhất là kiên cố hộ thân đạo pháp. Thánh nữ đại nhân, lần này phiền toái. Gió Linh Long Thứ vừa nhìn thấy Vũ Văn Cơ thần thông, nhất thời phát ra rung động kiêng kỵ thanh âm. Vũ Văn Cơ lần này thi triển ra thần thông. Kêu Thái Thượng Thiên Thủ nói, được gọi là tuyệt đối phòng ngự, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, coi như là vận mạng bánh răng xe, tinh không băng diệt, đều khó dung chuyển chút nào. Thần thông như vậy, khắc chế hết thảy thuật pháp công kích, võ đạo chiêu số, thậm chí liền vận mạng bánh răng xe đều có thể ngăn cản, chỉ có lục đạo luân hồi cái loại này tuyệt đỉnh sát phạt, còn có tâm ma cái loại này quỷ dị đánh vào, mới có thể tổn thương. Diệp Lạc Nhi mặt đẹp biến sắc, từng luồng Thái Thượng Thiên Lửa không ngừng bạo giết ra, thậm chí, nàng còn vận dụng gió bão nguyên phù, dùng gió bão tới thúc dục lửa trời, nhưng là, như cũng không thể dung chuyển cái đó mờ u rùa quang cầu. Vũ Văn Cơ sử dụng Thái Thượng Thiên Thủ nói, người ở mờ u rùa bên trong quang cầu, tựa như lấy được chư thần bảo vệ, bất kỳ công kích nào cũng không tổn thương được hắn. Diệp Lạc Nhi coi như muốn liều mạng, vậy không tổn thương được Vũ Văn Cơ một sợi lông tơ. Ung ung, vô tận phong tai lửa cháy mạnh. Không ngừng bùng nổ, tổ long thần điện phía trên bầu trời, cũng hóa thành một phiến đỏ thẫm màu sắc, gió bão cuồn cuộn, uy thế đặc biệt bá đạo. Nhưng tiếc là, lại bá đạo thiên uy, rơi vào Vũ Văn Cơ trên mình, đều tựa như nước mưa lướt qua lá sen, toàn bộ tuột xuống chạy đi, tổn thương chút nào không tới hắn. Thiếu chủ uy vũ, Minh Long người thần tộc cửa, đều là cao giọng ủng hộ đứng lên. Vũ Văn Cơ, không hổ là thiên nhân vực thiên kiêu, cả người thần thông. Tự nhiên không phải chuyện đùa. Coi như Huyền Cơ Nguyệt tới, vận mạng bánh răng xe chuyển động, cũng chưa chắc có thể thương tổn tới hắn. Vùng lân cận tổ long thần điện đệ tử, người người sắc mặt thay đổi. Vũ Văn Cơ thực lực, chân thực quá mạnh mẽ, Diệp Lạc Nhi hoàn toàn không phải là địch thủ của hắn. Thánh nữ đại nhân, ngoan ngoãn gả cho Vũ Văn Công Tử đi, không muốn phản kháng nữa. Đúng vậy, Vũ Văn Công Tử thần thông cái thế, có thể gả cho hắn. Là ngươi tám đời đã tu luyện có phúc. Thánh nữ đại nhân, Vũ Văn Công Tử điểm nào không tốt, ngươi lại có thể như vậy kháng cự. Một ít tổ long thần điện đệ tử, khuyên nhủ. Còn có một chút đệ tử, thì cúi đầu trầm mặc, không nói gì. Bọn họ nhìn ra được, mặc dù Vũ Văn Cơ mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là thật tâm thích Diệp Lạc Nhi, chỉ là đem nàng xem làm quan hệ thông gia tế phẩm thôi. Bọn họ không muốn nhìn Diệp Lạc Nhi bị ủy khuất, nhưng là... Tình thế so người mạnh, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Diệp Lạc Nhi mặt đẹp một hồi trắng bệch, nàng nhìn Vũ Văn Cơ, tựa như đang nhìn chặn một cái không cách nào vượt qua tường cao, coi như mình chọn đời tu luyện, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua. Diệp đại ca,
người có thể thắng được tên này sao? Hoảng hốt trực tiếp, Diệp Lạc Nhi nhớ lại Diệp Thần, nội tâm một hồi bi thương. Vũ Văn Cơ lớn mạnh như vậy, coi như Diệp Thần tới, chỉ sợ cũng không phải địch thủ chứ. Chẳng lẽ, thật không có những biện pháp khác? Diệp Lạc Nhi trong lòng, lật lên từng cơn thống khổ, tuyệt vọng, thê lương, không biết làm sao, sợ hãi tâm trạng, chỉ cảm thấy con đường phía trước mong manh, sợ rằng mình đời này, đều phải luân hãm vào Vũ Văn Cơ trong bóng tối, lại cũng không cách nào thoát khốn. Diệp Lạc Nhi, người trong lòng có khác biệt người. Vũ Văn Cơ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn ra Diệp Lạc Nhi lòng có chút chiếm hữu. Bất quá, ta không quan tâm, ngươi chỉ là một lợi dụng phẩm, ta lười được lãng phí thời gian. Vũ Văn Cơ bàn tay vung lên, một món ánh sáng đen hòa lẫn tự thân máu tươi, ngưng tụ thành một cái con run vậy cổ trùng, vẫy tay bắn ra. Đây là Minh Long cổ, có thể từng bước xâm chiếm huyết mạch ngươi và tinh thần. Ngay lúc nói chuyện, Vũ Văn Cơ đem điều này con run tựa như cổ trùng, đánh vào Diệp Lạc Nhi trong cơ thể. Nhất thời, Diệp Lạc Nhi thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy mình kinh mạch, tựa như bị một cái độc long dây dưa tới, bàng bạc dữ tợn hơi thở, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Rào! Trong thoáng chốc, Diệp Lạc Nhi ra bên trên, toát ra từng luồng màu đen sương mù. Đây là Minh Long cổ khí độc. Ở nơi này cổ độc hơi thở bị hành hạ, Diệp Lạc Nhi chợt cảm thấy vạn kiến phệ tim, cả người tê liệt ngứa ngáy, đặc biệt khó chịu, hai đầu gối mềm nhũn, lại là quỳ sụp xuống đất. Trong mắt mang to lớn thống khổ và hận ý, nói, Vũ Văn Cơ, người đối với ta làm cái gì? Vũ Văn Cơ cười nhạt, nói, ha ha, không việc gì, ai kêu ngươi không nghe lời, cái này Minh Long cổ, có thể để cho ngươi an phận một chút. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Diệp Lạc Nhi tức giận kêu to, hai tròng mắt cơ hồ phun ra ngọn lửa. Nàng cảm giác được, cái này Minh Long cổ, đang không ngừng tàm thực huyết mạch của mình và tinh thần, tối đa nửa năm thời gian. Nàng tinh thần, sẽ hoàn toàn thất thủ, trở thành tâm ma con rối như vậy cái xác biết đi, hoàn toàn bị Vũ Văn Cơ khống chế. Đến lúc đó, nàng liền sẽ biến thành Vũ Văn Cơ nô lệ, lại cũng sẽ không có phản kháng chút nào ý niệm, hoàn toàn bị lạc. Trước kia Diệp Lạc Nhi, mất đi trí nhớ, biết tinh thần bị lạc đáng sợ. Mà lần này, Minh Long cổ độc hại, so mất trí nhớ còn đáng sợ hơn, là hoàn toàn lâm vào làm nô lệ. Một khi cổ trùng hiệu quả hoàn toàn phát huy, Diệp Lạc Nhi cũng sẽ không lại còn khôi phục cơ hội, chỉ có thể vĩnh viễn lâm vào là Vũ Văn Cơ đồ chơi con rối. Tổ Long thần điện các đệ tử, trơ mắt nhìn một màn này, nhất thời rung động. Chẳng ai nghĩ tới, Vũ Văn Cơ lại có thể như vậy vô cùng gan dạ, ở dưới con mắt mọi người, đem Minh Long cổ, loại đến Diệp Lạc Nhi trong cơ thể. Đây quả thực là đạp Tổ Long thần điện đầu, hoàn toàn không đem Tổ Long thần điện đặt ở bên trong mắt. Có thể nói là vô cùng nhục nhã. Thánh nữ đại nhân, người thế nào? Gió Linh Long thứ thấy Diệp Lạc Nhi xảy ra chuyện, cũng là thần sắc đại biến, vội vàng mở ra hai cánh, bảo vệ Diệp Lạc Nhi, từng cơn linh khí bạo dũng ra, muốn hóa giải vậy Minh Long cổ. Ha ha, một đầu xúc sinh, ta trồng Minh Long cổ, cũng là người có thể hóa giải. Vũ Văn Cơ cười lạnh một tiếng, Long chảo bỗng nhiên giết ra, tí ti hắc mang nổ tung, chụp vào Gió Linh Long thứ. Rắc rắc, Gió Linh Long thứ không tránh kịp, thân thể lại bị cào xuyên, da thịt xương vỡ vụn, kêu thảm một tiếng, tại chỗ chết toi mạng. Long thứ tiền bối. Diệp Lạc Nhi thất thanh kêu đau, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Cơ, hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Văn Cơ như thế tàn bạo, lại có thể trực tiếp động sát thủ, đánh chết Gió Linh Long thứ. Dám phản kháng ta, đây chính là kết quả. Vũ Văn Cơ thu hồi móng vuốt, một mặt lãnh đạm hình dáng. Cũng không có chút nào cố kỵ ý. Một đám Tổ Long thần điện các đệ tử, hoàn toàn sợ ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, Vũ Văn Cơ lớn gan như vậy, dám ngay trước mọi người hướng về phía Diệp Lạc Nhi hạ cổ, còn cầm Diệp Lạc Nhi thú bảo vệ giết đi. Vô cùng nhục nhã. Đây là Tổ Long thần điện vô cùng nhục nhã. Thánh nữ bị người hạ cổ, thú bảo vệ bị giết, đơn giản là thiên đại sỉ nhục. Tại chỗ các đệ tử, người người lòng đầy căm phẫn. Nếu như đổi thành người ngoài, dám như thế chiết nhục Tổ Long thần điện, bọn họ tuyệt đối muốn bạo khởi phản kháng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác người này, là Vũ Văn Cơ, Minh Long thần tộc thiếu chủ, thiên nhân vực thiên kiêu. Tất cả người giận mà không dám nói gì, vội vàng trở về bẩm báo Phong Ngạo. Phong Ngạo nghe Diệp Lạc Nhi bị hạ cổ, Gió Linh Long thứ bị giết, cũng là cả kinh thất sắc,
vội vàng mang theo một đám tổ long thần điện cao tầng trưởng lão, còn có rất nhiều cường giả, sải bước lao tới tới. Làm Phong Ngạo chạy tới hiện trường, Diệp Lạc Nhi đã bị hành hạ được cả người phát run, đau đớn dị thường, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Vũ Văn thiếu chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Ngạo nhìn xem Diệp Lạc Nhi, lại nhìn xem gió linh long thứ thi thể, sắc mặt nhất thời đổi rất khó khăn xem. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hảo tâm để cho Vũ Văn Cơ và Diệp Lạc Nhi gặp mặt, lại có thể lấy tình cảnh này. Vũ Văn Cơ cười nhạt, nói, gió nhị thúc, nhà các ngươi thánh nữ có lòng người ngoài, hoàn toàn không muốn gả cho ta, cuộc hôn nhân này, ngươi cảm thấy còn có cần không? Vũ Văn Cơ cũng không có trả lời thẳng, ngược lại chất vấn Phong Ngạo. Phong Ngạo ánh mắt trầm xuống, hắn tự nhiên biết Diệp Lạc Nhi không thích Vũ Văn Cơ, nhưng cái này cọc thông ra, quan hệ đến tổ long thần điện tương lai, nơi nào là ý cá nhân có thể phản kháng. Chúng ta hai nhà thông gia, đại cuộc làm trọng, Diệp Lạc Nhi tư lợi, không cần cân nhắc, trọng yếu nhất là hai nhà huyết mạch kết hợp, lẫn nhau lấy thừa bù thiếu. Phong Ngạo nói, à, mặc dù chúng ta thông gia, đại cuộc làm trọng, nhưng Lạc Nhi thánh nữ không muốn gả cho ta, ta cũng không dám qua loa cưới nàng, vạn nhất nàng hiệu pháp Huyền Cơ Nguyệt, ở thời khắc mấu chốt ám sát ta, há chẳng phải là gai gâu. Vũ Văn Cơ như cũ mang nụ cười. Phong Ngạo nói, thánh nữ đại nhân không phải loại người này, làm sao sẽ làm ra ám sát vị hôn phu loại chuyện này, nàng cũng không phải là Huyền Cơ Nguyệt. Vũ Văn Cơ cười nói, mọi việc cẩn thận một chút, tóm lại không sai, hiện tại ta ở nàng trong cơ thể, trồng một đạo minh long cổ, tối đa nửa năm thời gian, nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không lại phá hoại chúng ta hai nhà thông gia đại cuộc. Minh long cổ. Phong Ngạo ánh mắt run lên, hắn tự nhiên biết minh long cổ đáng sợ, một khi cổ độc hoàn toàn phát huy, Diệp Lạc Nhi tinh thần thì sẽ hoàn toàn bị lạc, trở thành Vũ Văn Cơ đồ chơi con rối. Vũ Văn Cơ nói, gió nhị thúc, người cũng không muốn hiểu lầm, ta không phải chiết nhục các ngươi tổ long thần điện, chỉ là vì đại cuộc lo nghĩ mà thôi, chờ sau này Lạc Nhi thánh nữ chịu nghe lời, chúng ta minh long thần tộc, sẽ mang các ngươi tổ long thần điện phi thăng, bước vào thiên nhân vực thế giới. Phi thăng thiên nhân vực. Phong Ngạo giật mình trong lòng, hắn và minh long thần tộc thông gia, chính là vì cái này. Hiện tại Vũ Văn Cơ làm ra cam kết, tránh hợp ý hắn. Được, Vũ Văn thiếu chủ, vậy hết thảy đều nghe ngươi. Phong Ngạo cắn răng, hai nhà thông gia, quan hệ đến tổ long thần điện tương lai, còn như Diệp Lạc Nhi hạnh phúc, hắn không quản được nhiều như vậy, một chút hy sinh là nhất định. Người đâu, chăm sóc kỹ thánh nữ, cùng nửa năm sau đó, nàng chịu nghe lời, sẽ cùng Vũ Văn thiếu chủ thông gia. Phong Ngạo phân phó, không có xem Diệp Lạc Nhi ánh mắt, phái người đi trông coi nàng. Ừ, một cái trưởng lão đi ra. Diệp Lạc Nhi đầy mắt bi phẫn, mặc dù nghĩ đến mình vận mệnh thê thảm, nhưng không nghĩ tới lại thê thảm đến tình cảnh này. Nàng muốn phấn khởi chống lại, nhưng minh long cổ quấn quanh hạ, cả người đau nhức, căn bản không thể động thủ, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Gió nhị thúc, hay là để cho ta tới chiếu cố Lạc Nhi thánh nữ đi. Vũ Văn Cơ cười nhạt, phất tay nói, Thanh Nhu, cái này nửa năm thời gian, ngươi ở lại tổ long thần điện, chăm sóc kỹ Lạc Nhi thánh nữ. Thiếu chủ. Một người cô gái đi ra, nàng là Vũ Văn Cơ thiếp thân thuộc hạ, kêu Trần Thanh Nhu, trên da mơ hồ hiện lên thủy tinh vậy sáng mờ, bản thể hiển nhiên là một cái thủy tinh minh long, thực lực vô cùng cường đại, tu vi đạt tới còn chân cảnh ba tầng thiên, khoảng cách bốn tầng thiên chỉ có một bước xa. Ở minh long thần tộc bên trong, thủy tinh minh long là hết sức cao cấp tồn tại, huyết mạch bàng bạc. Trần Thanh Nhu lúc này đi tới Diệp Lạc Nhi bên người, trong tay nhảy ra một món thủy tinh lửa cháy mạnh, trước đem gió linh long thứ thi thể, đốt thành cho tẫn, lại một cái tay đao, chém vào Diệp Lạc Nhi trên gáy. Diệp Lạc Nhi rên lên một tiếng, lúc này hôn mê bất tỉnh, ở tầm mắt biến mất trước, chỉ thấy gió linh long thứ cho cốt. Phong Ngạo và rất nhiều tổ long thần điện các cường giả, trầm mặc không nói gì, chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Vũ Văn Cơ đối với Diệp Lạc Nhi hạ cổ, lại giết chết Diệp Lạc Nhi thú bảo vệ, lại sai người dám quản Diệp Lạc Nhi, đây quả thực là hung hăng quất tổ long thần điện mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở tuyệt đối thực lực sai biệt hạ, Phong Ngạo cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng hết thảy. Lạc Nhi, ủy khuất ngươi, chờ ta tổ long thần điện, phi thăng thiên nhân vực, ta sớm muộn sẽ thay ngươi trả thù. Phong Ngạo sâu trong nội tâm, bốc lên sát ý nồng nặc, bất quá không biểu lộ ra.
Hiện tại tình thế so người mạnh, chỉ có thể hướng Vũ Văn Cơ cúi đầu. Thanh Nhu, ta ban cho ngươi thiên thủ phù chiếu, có thể bảo đảm cái này nửa năm thời gian, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vũ Văn Cơ vung tay lên, đem Thái Thượng Thiên Thủ Đạo Thần Thông, ngưng luyện thành phù chiếu, ban cho Trần Thanh Nhu. Đa tạ thiếu chủ. Trần Thanh Nhu nhận lấy phù chiếu, nhất thời an tâm. Thái Thượng Thiên Thủ nói, được gọi là chư thiên phòng ngự thứ nhất, thậm chí liền vận mạng bánh răng xe đều có thể ngăn cản, có tờ này thiên thủ phù chiếu, cũng chưa có người có thể thương tổn tới nàng. Phong Ngạo và một ít tổ long thần điện cao tầng, nguyên vốn còn có chút tâm tư khác, nhưng thấy thiên thủ phù chiếu, bọn họ tất cả tâm tư, cũng hoàn toàn dập tắt. Coi như là Phong Ngạo tự mình ra tay, cũng không thể công phá thiên thủ đạo pháp phòng ngự. Cái này nửa năm thời gian, Diệp Lạc Nhi định trước thê thảm, chờ đợi nàng, chỉ có trở thành Vũ Văn Cơ đồ chơi kết quả. Toàn trường tổ long người của thần điện, đều cảm thấy vô cùng khuất nhục, vô cùng thống hận, nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp chút nào. Gió nhị thúc, hoang ma kiếm chủng và chấn ma huyết thạch sự việc, liền nhờ ngươi hỗ trợ điều tra. Vũ Văn Cơ mang trên mặt hiền hòa nụ cười, hắn cũng biết tổ long thần điện ám oán hận ý, nhưng hắn cũng không để bụng. Hắn yêu cầu, chỉ là tổ long thần điện huyết mạch, cùng thông gia kết thúc, bắt được vật mình muốn, hắn sẽ không chút do dự, trực tiếp nghiền diệt toàn bộ tổ long thần điện, đem hết thảy uy hiếp bóp chết ở manh nha bên trong. Còn như tổ long thần điện sau lưng Phong Vô Cực, hắn cũng sẽ không quan tâm. Muốn chân tránh bước vào vạn khư, Phong Vô Cực là không thể bỏ qua, vậy nhất định phải tiêu diệt. Vũ Văn Cơ ngoài mặt, lại không có biểu lộ ra chút nào sát khí, thủy chung là một mặt hòa khí hình dáng, có thể thấy người này thành phủ chi thâm. Phong Ngạo nói, Vũ Văn thiếu chủ xin yên tâm, ta sẽ mau sớm điều tra, một có tin tức, lập tức hướng ngươi bẩm báo. Vậy thì tốt, gió nhị thúc, ta cáo từ trước. Thanh Nhu, nhớ chăm sóc kỹ Lạc Nhi thánh nữ. Vũ Văn Cơ thật sâu nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, sau đó hướng Phong Ngạo chắp tay nói đừng, mang người làm rời đi. Thiếu chủ. Trần Thanh Nhu đưa mắt nhìn Vũ Văn Cơ rời đi, ngay sau đó mang hôn mê Diệp Lạc Nhi, lần nữa bước vào lửa trời điện. Lớn ti mạng lớn người, làm thế nào? Vũ Văn Cơ lấn hiếp người quá đáng. Ta tổ long thần điện, không phải như thế dễ khi dễ. Một ít tổ long thần điện cao tầng, tụ tập đến Phong Ngạo bên người, cắn răng nghiến lợi, có trả thù ý, liền cùng Phong Ngạo hạ lệnh. Phong Ngạo sắc mặt âm trầm, nói, đừng xung động, chúng ta còn có muốn mượn Minh Long thần tộc địa phương, tất cả trưởng lão và cao tầng, nghe mệnh lệnh ta, cũng cho ta đi ra ngoài, điều tra hoang ma kiếm chủng và chấn ma huyết thạch chuyện. Cái gì? Lớn ti mệnh, người bảo chúng ta toàn bộ đi ra ngoài, không cần phái người đóng giữ sao? Vạn nhất kẻ địch công nhập tổ long thần điện làm thế nào? Tất cả trưởng lão các cao tầng, nghe được Phong Ngạo mà nói, đều là một mặt ngạc nhiên. Vì thay Vũ Văn Cơ điều tra tình báo, xốc toàn bộ ra, vậy vạn nhất phát sinh bất ngờ, tổ long thần điện chẳng phải là muốn gây gâu. Dương chân vực thế lực đều biết chúng ta và Minh Long thần điện quan hệ, tự nhiên sẽ không có người công nhập. Ta tự có đúng mực, các ngươi cứ việc thi hành mệnh lệnh. Phong Ngạo vung tay lên, cũng không có giải thích quá nhiều. Đám người trố mắt nhìn nhau, cũng không biết Phong Ngạo ở tính toán gì. Thằng nhóc, ta cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể cứu vãn. Phong Ngạo sắc mặt yên lặng, nội tâm nhưng nổi lên Diệp Thần bóng người. Trong sâu thẳm, hắn cảm thấy Diệp Thần là phá cuộc nhân vật then chốt. Vũ Văn Cơ lấn hiếp người quá đáng, tổ long thần điện hoàn toàn bị áp chế, coi như thông gia thuận lợi đẩy phải, sợ rằng kết cục cũng sẽ không quá tốt. Nhưng nếu như, có thể đem Diệp Thần kéo xuống nước, có lẽ cục diện sẽ thay đổi. Phong Ngạo trong lòng đánh chỉ tính theo ý mình, chỉ muốn kéo Diệp Thần vào cuộc, nhiễu loạn Vũ Văn Cơ an bài, là tổ long thần điện tranh thủ được càng nhiều hơn cơ hội, nhiều tư nguyên hơn. Diệp Thần, là hắn cản tay Vũ Văn Cơ một con cờ. Mặc dù con cờ này, cuối cùng đại khái trước tiên sẽ bị Vũ Văn Cơ diệt trừ, nhưng chí ít, có thể là tổ long thần điện tranh thủ được thở dốc cơ hội, sẽ không quá bị động. Ở Phong Ngạo dưới mệnh lệnh, tổ long thần điện rất nhiều cao tầng, tất cả trưởng lão, rối rít xuất ngoại, điều tra tình báo. Trong này, thậm chí có vạn năm ẩn cư, không là mọi người biết siêu cấp cường giả. Rất nhanh. Tổ long bên trong thần điện, chỉ còn lại một ít đệ tử bình thường, cao tầng toàn bộ điều động, không có để lại bất kỳ cường giả trấn thủ.
Nếu như lúc này, có kẻ địch công nhập Tổ Long Thần Điện, vậy Tổ Long Thần Điện liền nguy hiểm. Tổ Long Thần Điện động tác, vậy đưa tới Dương Chân Vực không thiếu thế lực chú ý. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, Tổ Long Thần Điện rốt cuộc có kế hoạch gì, lại có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy. Dương Chân Vực bầu không khí, nhất thời đổi được có chút khẩn trương. Lúc này, một cái tuyệt sắc thiên tư cô gái, hạ xuống Nguyên Thiên Viện. Ta là thiên tinh các người điều khiển Tần Tử Vi, muốn gặp Diệp Thần Diệp Công Tử. Tần Tử Vi hướng Nguyên Thiên Viện trông chừng, bẩm minh ý đồ. Diệp Thần là Nguyên Thiên Viện phía sau màn chủ nhân, nhưng ở ngoài mặt, Diệp Thần vẫn là một cái trong đó học sinh phổ thông. Nguyên Thiên Viện trông chừng đệ tử, cũng không biết Diệp Thần thân phận chân thật, nghe được Tần Tử Vi mà nói, lúc này đi vào truyền đạt. Chỉ chốc lát sau, một người mặc học viện trường bào chàng thanh niên, đi ra, chính là Diệp Thần. Đoạn thời gian này, Diệp Thần một mực ở Nguyên Thiên Viện tu luyện, cảm ngộ Hồng Mông Nguyên thuật bí ẩn, hắn thấy Tần Tử Vi tới, nhất thời lấy làm kinh hãi, nói Tần tiểu thư, ngươi tới làm gì? Tần Tử Vi sắc mặt ngưng trọng, nói, đi vào nói sau. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, trong phảng phất cảm thấy sự quan trọng đại, mang Tần Tử Vi tiến vào Nguyên Thiên Viện, đi tới một phiến tĩnh lặng không người trong rừng cây nhỏ. Tần Tử Vi nói, ngươi có thể nghe Vũ Văn Cơ chuyện. Vũ Văn Cơ. Diệp Thần nghe được cái tên này, nhất thời một hồi chấn động. Ở đánh bại Ma Bia đứng đầu sau đó, Diệp Thần trước mắt địch nhân lớn nhất, chính là Vũ Văn Cơ. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm thấy mình và Vũ Văn Cơ, sớm muộn sẽ có một chàng sống chết huyết chiến, nhưng không phải hiện tại, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có chính diện tranh phong có thể. Nếu quả thật có quyết chiến có thể, Diệp Thần sẽ bắt được thiên cơ, không thể nào không có chút nào phát hiện. Tần Tử Vi nói, mấy ngày trước, Vũ Văn Cơ hạ xuống Tổ Long Thần Điện, ở bạn ngươi Diệp Lạc Nhi trong cơ thể, gieo một đạo minh long cổ, ngươi có thể nghe nói. Ngươi nói gì sao, Lạc Nhi xảy ra chuyện. Diệp Thần cả kinh thất sắc, vội vàng bấm ngón tay suy tính, các loại thiên cơ hình ảnh nhất thời cuồn cuộn tới, hắn tựa như chính mắt nhìn thấy mấy ngày trước, Tổ Long Thần Điện phát sinh hết thảy. Diệp Lạc Nhi vậy thống khổ hình dáng, trực tiếp chiếu vào Diệp Thần đầu óc bên trong, để cho hắn ngay tức thì kinh hãi. Vũ Văn Cơ, lại có thể làm ra loại chuyện này. Diệp Thần có vẻ tức giận, Vũ Văn Cơ vì khống chế Diệp Lạc Nhi, lại có thể gieo Minh Long Cổ. Cái này Minh Long Cổ, sẽ không ngừng từng bước xâm chiếm Diệp Lạc Nhi huyết mạch và tinh thần, tối đa nửa năm thời gian, Diệp Lạc Nhi tinh thần, thì sẽ hoàn toàn bị lạc, lâm vào là Vũ Văn Cơ đồ chơi, biến thành hoàn toàn con rối. Lần này bị lạc, cũng không giống như trước như vậy. Sẽ có khôi phục cơ hội, một khi Diệp Lạc Nhi tinh thần, bị cổ trùng từng bước xâm chiếm, đó là thật hoàn toàn mất hút, sẽ không lại chút nào khả năng khôi phục. Diệp công tử, tin tức ta đã nói cho ngươi, nên làm như thế nào, chính ngươi quyết đoán. Tần Tử Vi ngưng trọng nói. Diệp Thần không nói gì, sắc mặt rất là khó khăn xem, hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Văn Cơ sẽ làm ra loại chuyện này. Lần này Vũ Văn Cơ hạ cổ, là nhằm vào Diệp Lạc Nhi. Cũng không phải là nhằm vào Diệp Thần, cho nên Diệp Thần cũng không có cảm thấy được nguy hiểm. Nhưng Diệp Lạc Nhi, ở Diệp Thần trong lòng địa vị, vô cùng trọng yếu, hắn không thể nhìn nàng xảy ra chuyện. Tổ Long Thần Điện cao tầng, dốc toàn bộ ra, là muốn cho ta cơ hội, dẫn ta ra tay, đi khuấy loạn Vũ Văn Cơ bố trí. Diệp Thần trong lòng động một cái, mấy ngày nay thời gian, Tổ Long Thần Điện trắng trợn động tác, không biết đang điều tra chút gì, tất cả cao tầng trưởng lão. Rất nhiều cường giả, toàn bộ điều động. Hiện tại Tổ Long Thần Điện, trấn thủ cường giả thiếu, nếu như Diệp Thần đi, liền cơ hội có thể ngồi, có thể giúp được Diệp Lạc Nhi. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy được, đây là một cái cục. Tổ Long Thần Điện bố trí. Vũ Văn Cơ đối với Diệp Lạc Nhi hạ cổ, đây là Tổ Long Thần Điện vô cùng nhục nhã, nhưng bọn họ không dám chính diện phản kháng, mà là muốn dụ Diệp Thần ra tay, cầm Diệp Thần làm con cờ. Cản tay Vũ Văn Cơ. Tổ Long Thần Điện, đánh một tay tốt tính toán à? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thiên cơ thấy rõ dưới, các phe bố trí ngay tức thì rõ ràng, chiếu vào đầu óc. Vũ Văn Cơ muốn khống chế Diệp Lạc Nhi, Tổ Long Thần Điện chẳng muốn quá bị động, muốn kéo Diệp Thần xuống nước. Muốn cầm ta làm con cờ, ta cầm các ngươi bàn cờ cho hết lật. Diệp Thần ánh mắt run lên, trong thoáng chốc làm xong quyết đoán. Diệp Lạc Nhi. Nhất định phải đi cứu. Nhưng là,
Diệp Thần không thể nào làm Tổ Long Thần Điện bia đỡ đạn. Cùng đi đến Tổ Long Thần Điện, Diệp Thần dự định trực tiếp mang đi Diệp Lạc Nhi, lại cũng không để ý cái gì Tổ Long Thần Điện, cũng không để ý cái gì Vũ Văn Cơ. Hắn phải đem Diệp Lạc Nhi, vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình. Ngày xưa, đối mặt Tổ Long Thần Điện, Diệp Thần người vi ngôn nhẹ, khắp nơi cẩn thận, nhưng hiện tại, hắn đã có lật bàn cờ, nắm giữ mình vận mạng tư cách. Nếu Tổ Long Thần Điện cao tầng, toàn bộ rời đi, đó chính là Diệp Thần thật tốt cơ hội. Tần cô nương, đa tạ người đem tin tức mang cho ta, sau này có duyên tạm biệt. Diệp Thần hướng Tần Tử Vi, nói cảm ơn một tiếng, ngay sau đó rời đi Nguyên Thiên Việt, biến dạng hư không, lao tới Tổ Long Thần Điện. Lúc này Tổ Long Thần Điện, một phiến yên lặng, rất nhiều đệ tử tuần tra. Lửa trời điện bên trong, Diệp Lạc Nhi bị nhốt ở một cái đen nhánh tinh mang trận pháp bên trong, trận pháp ánh sáng rực rỡ lững lờ, diễn hóa ra từng cái minh long ảo ảnh. Đây là minh long thần tộc đặc thù giam cầm trận pháp, có thể trói buộc người tự do. Diệp Lạc Nhi vốn là gặp phải minh long cổ hành hạ, lại bị trận pháp nhốt, càng lộ vẻ được vô cùng thê thảm. Thánh nữ đại nhân, đừng trách ta vô tình, ai kêu ngươi không chịu nghe nhà chúng ta thiếu chủ nói. Trận pháp bên cạnh, Trần Thanh Nhu lạnh lùng đứng. Nàng phụng Vũ Văn Cơ mệnh lệnh, lưu lại giám quản Diệp Lạc Nhi, tự nhiên sẽ không để cho Diệp Lạc Nhi tốt hơn. Diệp Lạc Nhi cắn chặt hàm răng, không nói gì, trong tròng mắt đan vào thống khổ và cừu hận thần sắc. Ngay tại lúc này, Tổ Long Thần Điện phía trên bầu trời, bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, hào hùng ma khí cuồn cuộn phun trào, ngưng tụ ra một tôn thiên thủ thiên nhãn cự ma bóng người, tràn đầy thái thượng ma khí bá đạo. Năm cây đen thui như mực ngón tay, giống như thông thiên trụ, từ 9 tầng trời thương khung bắt rơi xuống, mỗi một ngón tay cũng còn quấn ngút trời ma khí. U quang lóe lên, bao phủ cả tòa Tổ Long Thần Điện. Chuyện gì xảy ra? Yêu nghiệt phương nào, lại dám ở Tổ Long Thần Điện làm loạn? Tổ Long Thần Điện các đệ tử, nhất thời một trận kinh hô, vô cùng chấn động ngạc. Là ai? Trần Thanh Nhu rút ra trường kiếm, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Diệp Lạc Nhi nhìn ùn ùn kéo đến cào xuống 5 ngón tay, trong phảng phất bắt được một chút quen thuộc hơi thở, tinh thần nhất thời đại chấn. Vũ Văn Cơ ở chỗ nào, kêu hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Một hồi uy mãnh thanh âm, từ trên bầu trời truyền xuống. Cái này 5 cây ma khí hừng hực ngón tay, bao phủ bát hoang, liền mặt trời đều bị che giấu, 4 phía tối om om một phiến. Ở bóng tối ma khí bên trong, Diệp Thần bóng người, chậm rãi hiện lên, tràn ra cuồng ngạo bá đạo uy nghiêm. Thời khắc này Diệp Thần, đầu đầy tóc đen tung bay, giống như phong ma. Hoàn toàn mở thái thượng thiên ma thể, như trấn áp vạn cổ thái thượng ma thần, thật cao chiếm cứ ở trên trời, rung động sơn hà. Thật là cường hãn khí thế, người này là ai? Trần Thanh Nhu thấy Diệp Thần, nhất thời thất kinh, trong sâu thẳm, cảm thấy Diệp Thần và Vũ Văn Cơ tới giữa, có thiên ti vạn lũ liên lạc, tựa như địch thủ cũ vậy tồn tại. Diệp đại ca, Diệp Lạc Nhi thấy được Diệp Thần, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, không nhịn được hô gọi ra. Lạc Nhi, ta tới cứu ngươi. Diệp Thần cao cứ 9 tầng trời, liếc mắt liền thấy được Diệp Lạc Nhi, lập tức hạ xuống. Ngăn lại hắn, mở bảo vệ đại trận. Tổ Long Thần Điện các đệ tử, thấy Diệp Thần ma khí dày đặc hình dáng, nhất thời cảm thấy uy hiếp, vội vàng mở bảo vệ trận pháp. Vù vù. Nhất thời, một cái vạn long kết giới đại trận, từ Tổ Long trong thần điện nổi lên. Cái này đại trận, thuần túy là máu rồng, long cốt. Gân rồng vân. Vân vật liệu đúc thành, vừa bắt đầu đi ra, lập tức thì có dù sao cũng đạo thiên long bóng người, ở trong hư không bay vút lên gầm thét, hung mãnh hướng Diệp Thần lướt đi. Chút tài mọn, cho ta trấn áp. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào, nếu như phong ngạo ở chỗ này, hắn có lẽ sẽ có kiêng kỵ. Nhưng là, hiện tại Tổ Long Thần Điện cao tầng, toàn bộ không có ở đây, cái này vạn long kết giới đại trận, không có cao thủ trấn giữ. Uy lực đặc biệt có hạn, Diệp Thần hoàn toàn không buông ở bên trong mắt. Vù vù. Diệp Thần lòng bàn tay bên trên, ma khí tan đi, xông ra từng luồng Phật quang. Vô số Phật quang dâng trào, hóa thành một tòa phù đồ bảo tháp. Ở bảo tháp bên trên, thiên thần long thần, kim bằng dạ xoa, tu la Siva vân. Vân các loại Phật gia thần quái, tầng tầng vần quanh ngâm sướng. Chính là 8 bộ phù đồ khí. 8 bộ phù đồ bảo tháp. Ở Diệp Thần trong tay không ngừng phóng đại,
cuối cùng hóa thành ngàn tầng cao, từ trên bầu trời ùng ùng chấn rơi xuống. Oanh! Tổ Long Thần Điện kết giới đại trận, gặp phải phù đồ bảo tháp chấn áp, ngay tức thì băng diệt. Đúng tòa phù đồ bảo tháp, hung hăng rơi vào Tổ Long Thần Điện trung ương nhất, thả ra vạn trượng Phật quang, tám bộ ngút trời khí tượng, không ngừng tách thả ra, vô số Phật giới rồng thần ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra hám tâm hồn người thanh âm. Đây là, trong truyền thuyết Hồng Mông Nguyên Thuật, tám bộ phù đồ khí. Tổ Long Thần Điện các đệ tử nhất thời cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch, lại có thể đều có bị áp chế cảm giác. Cái này tám bộ phù đồ khí, có Phật gia Thiên Long Bát Bộ thở mạnh voi, đối phó tu vi giống vậy Long tộc, có to lớn hiệu quả áp chế. Nếu như Diệp Thần thật muốn động sát thủ, vậy toàn trường Tổ Long Thần Điện đệ tử, đều phải bị bảo tháp chấn áp, tiêu diệt, hài cốt không còn. Thật may, Diệp Thần cũng không có giết tuyệt Tổ Long Thần Điện ý, chỉ muốn cứu vãn Diệp Lạc Nhi mà thôi. Tám bộ phù đồ khí, tên này, Phật ma song tu, không đơn giản. Trần Thanh Nhu thấy Diệp Thần ngón này, cũng là rung động vạn phần, không nghĩ tới Diệp Thần mở thái thượng thiên ma thể đồng thời, lại còn có thể thả ra tuyệt đỉnh Phật môn thần thông, hiển nhiên tu vi đã đến không câu nệ như ý cảnh giới, vô luận là ma đạo vẫn là Phật pháp, đều tin tay lấy. Đương thời giây phút, Trần Thanh Nhu vậy không dám khinh thường, lắc mình một cái, hóa ra thủy tinh minh long hình dáng, cả người thủy tinh vậy hắc quang không ngừng tách thả ra, ngăn cản Diệp Thần Phật pháp đánh vào. Ừ, ngươi hơi thở, Trần Thương Sinh là ngươi người nào? Diệp Thần nhìn gặp Trần Thanh Nhu bóng người, trong phảng phất bắt được thiên cơ, nhất thời nhướng mày một cái. Trần Thương Sinh, cũng chính là bá tánh thần tôn, năm xưa 12 thần tôn một trong, là Minh Long thần tộc cao tầng trưởng lão. Ban đầu, Diệp Thần vì ở Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền, cứu vãn Tiêu Thủy Hàn, đã từng đi qua một chuyến giết đạo nhai, cầu ma thiên tà thần rời núi. Cái đó ma thiên tà thần, cũng chính là Tuyệt Viêm Hỏa Mãng chủ nhân, Thất Sát Vạn Nha Hồ đã từng là ký chủ, thay giả thiên ma đế rèn luyện qua lục tiên kiếm, cũng là 12 thần tôn một trong. Diệp Thần là từ ma thiên tà thần trong miệng, lần đầu tiên biết Thái Thượng Thiên Nữ nuôi heo kế hoạch. Ban đầu, chính là ma thiên tà thần ủy thác Diệp Thần, chém chết bá tánh thần tôn. Cái này ủy thác, Diệp Thần tự nhiên nhớ. Bây giờ thấy Trần Thanh Nhu, hắn trong sâu thẳm, lại có thể bắt được một chút thiên cơ nhân quả. Ngươi biết ta phụ thân. Trần Thanh Nhu thất kinh, thân rồng chấn động một cái. Lúc đầu Trần Thương Sinh là ngươi phụ thân. Diệp Thần trong mắt nhất thời lướt qua một chút sát ý, khóe miệng nhếch một cái giữ tợn nụ cười, nói. Thiên lý tuần hoàn, nhân quả luân hồi, thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới ngày hôm nay, ta lại có thể sẽ đụng phải Trần Thương Sinh con gái. Ngươi và ta phụ thân quan hệ thế nào? Trần Thanh Nhu nhất thời rợn cả tóc gáy, trong phảng phất cảm thấy thiên đại nguy hiểm, cuồn cuộn tới. Ngươi sau này dĩ nhiên là biết. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không có chút nào nói nhảm, lớn nhấc tay một cái, tám bộ phù đồ tháp nhô lên, các loại Phật quang long khí, không ngừng nổ tung. Ùng ùng hướng Trần Thanh Nhu trấn áp xuống đi. Diệp Thần tu vi, chỉ có càn khôn cảnh ba tầng thiên. Mà Trần Thanh Nhu tu vi, ước chừng đạt tới còn chân cảnh sơ kỳ. Nhưng là, đối mặt Diệp Thần bảo tháp trấn áp, Trần Thanh Nhu nhưng cảm thấy vô cùng áp lực, vô cùng nguy hiểm, tựa như cái kế tiếp ngay tức thì, mình sẽ bị nghiền nát. Tên này, thật là một cái quái vật. Chính là càn khôn cảnh ba tầng thiên, lại có thể cường hãn như vậy. Nếu như cho hắn một chút lớn lên thời gian, vô luận là Vũ Văn thiếu chủ, vẫn là ta phụ thân, cũng không thể là địch thủ của hắn. Trần Thanh Nhu cảm thấy sâu đậm nguy hiểm, đối mặt Diệp Thần tám bộ phù đồ trấn áp, lại có thể dâng lên một chút cảm giác vô lực, đường đường còn chân cảnh cường giả, đối mặt Diệp Thần tiện tay nhất kích, lại có loại không thể ngăn cản cảm giác. Diệp Thần trình độ cao nhất nhập ma dưới, đơn giản là vô địch, ma khí thúc dục Phật tháp, ngăn cản người tán loạn. A tỷ cửa, mở. Trong lúc nguy cấp, Trần Thanh Nhu cấp vội vàng hai tay kết ấn, từ rất xa trong hư không, triệu hoán ra một tôn pháp bảo hư ảnh. Một tòa địa ngục cự môn, từ trong hư không hiện lên. Cái này phiến cự môn, chạm trổ cổ xưa u ám hoa văn, phía trên còn quấn từng tầng một quỷ khí, vừa mở ra, lập tức thì có dù sao cũng đầu ác quỷ gào khóc tiếng, không ngừng truyền ra. Chính là A tỷ quỷ khóc cửa hư ảnh. A tỷ quỷ khóc cửa, là thái thượng 12 thật bảo một trong, Diệp Thần trước kia vậy gặp qua. Cái này A tỷ cửa, là Trần Thương Sinh bổn mệnh pháp bảo,
Minh Long thần tộc các đệ tử, chỉ cần thờ phượng hắn, đều có thể kêu gọi pháp bảo này hư ảnh, tiêu diệt kẻ địch. A tỷ cửa vừa mở ra, nhất thời ngút trời quỷ khí, liền bộc phát ra. Diệp thần tám bộ phù đồ tháp, tựa như đều phải bị muôn vàn ác quỷ ô nhiễm, chiếm đoạt, chôn vùi. Thiên tiên cá chép sao, cho ta xua tan. Diệp thần thong thả, bàn tay các loại tiên khí dâng trào, hóa thành từng cái cá chép, hạ xuống. Xuy xuy xuy. Ở các loại thiên tiên cá chép vờn quanh hạ, vậy tàn phá bừa bãi quỷ khí, trong nháy mắt bị làm tan rã, băng tiêu tuyết tan ra, liền liền A tỷ cửa hư ảnh, cũng bị đánh vào được tán loạn, hoàn toàn biến mất. Thiên tiên cá chép sao? Lúc đầu thiếu chủ mong muốn hồng mông cổ pháp, là bị ngươi cướp đi. Trần Thanh Nhu thấy Diệp thần ngón này, nhất thời bộ dạng sợ hãi thất sắc. Thái thượng thiên ma thể, tám bộ phù đồ khí, thiên tiên cá chép sao, ba loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng thần thông, Diệp thần tiện tay lấy, tiên ma Phật ba pháp đồng tu, nước chảy mây trôi, không câu nệ thoải mái, không có chút nào mâu thuẫn, biểu dương ra hùng hậu võ đạo nội tình. Trần Thanh Nhu một trái tim, hoàn toàn băng lạnh xuống. Mặc dù nàng tu vi, so Diệp thần cao hơn rất nhiều, nhưng cũng không có cao đến không thể bù đắp bước. Diệp thần các loại thần thông, thần uy cái thế, trực tiếp vượt qua cảnh giới chênh lệch, áp chế gắt gao trước nàng. Còn chân cảnh cường giả thì như thế nào, người ở trước mắt ta, một đầu con kiến hôi thôi. Lạc Nhi, đừng sợ, ta tới ngay cứu ngươi. Diệp thần ánh mắt lãnh ngạo, phù đồ bảo tháp lần nữa đánh ra, phải đem Trần Thanh Nhu nghiền thành phấn vụn. Diệp đại ca, Diệp Lạc Nhi vô cùng kích động, từng cái thiên tiên cá chép, vậy vần quanh ở nàng quanh thân, bảo vệ nàng huyết mạch tinh thần, tận lực không bị Minh Long cổ ảnh hưởng. Bây giờ Diệp Lạc Nhi, tinh thần vô cùng phấn chấn, trong lòng đối với Diệp thần tràn đầy cảm kích và sùng bái. Tổ Long thần điện các đệ tử, cũng là nhìn đến ngây dại, chẳng ai nghĩ tới Diệp thần như thế cường hãn, Trần Thanh Nhu đường đường bá tánh thần tôn con gái, còn chân cảnh cao thủ, lại có thể bị đè được không còn sức đánh trả chút nào. Thiên thủ phù chiếu, tuyệt đối phòng ngự. Mắt gặp Diệp thần phù đồ bảo tháp, kinh thiên trấn áp xuống tới, Trần Thanh Nhu cũng là vô cùng kiêng kỵ, vô cùng khủng hoảng, vội vàng sử dụng một tấm phù chiếu. Tấm phù chiếu này, chính là Vũ Văn Cơ để lại cho nàng lá bài tẩy, Thái Thượng Thiên Thủ Đạo phù chiếu. Vù vù. Phù chiếu vừa ra, nhất thời, một cái to lớn quang cầu vòng bảo vệ, nổi lên, bọc lại Trần Thanh Nhu thân thể. Quang cầu này vòng bảo vệ bề ngoài, còn lưu chuyển các loại cổ xưa phù văn, tựa như mờ u rùa vậy, vững vàng che lấp. Phịch. Diệp thần phù đồ bảo tháp, hung hăng đập lên, lại có thể không cách nào dung chuyển vòng bảo vệ chút nào, ngược lại bị chấn động được đổ bay lên, xông thẳng tới chân trời, khí lưu phun trào, Phật quang thiếu chút nữa đều phải tán loạn. Thái Thượng Thiên Thủ Đạo, được gọi là chư thiên vạn giới thứ nhất bảo vệ, tuyệt đối phòng ngự thần thông. Diệp thần nhìn cái này mờ u rùa quang cầu, cũng là ánh mắt co rúm một cái, cảm thấy không ổn. Ở các loại đạo pháp bên trong, thiên thủ đạo pháp lực phòng ngự cường đại nhất, được gọi là vạn pháp bất xâm, ra tà không vào, một khối thế giới băng diệt, đều không cách nào dung chuyển chút nào, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi phòng ngự. Thiếu chủ, có cường địch xâm phạm, tốc tới cứu viện. Trần Thanh Nhu ổn định lại, lập tức đánh ra một phiến vảy rồng, đem nơi này tin tức, bẩm báo cho Vũ Văn Cơ. Diệp thần muốn ngăn cản, thế nhưng phiến vảy rồng, tựa hồ cũng có thiên thủ đạo pháp phòng vệ, hắn căn bản không thể dung chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn vảy rồng bắn về phía chân trời, đem nơi này phát sinh hết thảy tình báo, cũng hồi báo cho Vũ Văn Cơ. Ngươi chết chắc, cùng Vũ Văn thiếu chủ hạ xuống, chính là bằng thây ngươi vạn đoạn thời điểm. Trần Thanh Nhu mắt lạnh nhìn Diệp thần, lộ ra một cái tàn bạo vẻ mặt. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, thiên ma bá quyền bạo giết ra, hung hăng đánh vào Trần Thanh Nhu trên mình. Trần Thanh Nhu không tránh không tránh, nhàn nhạt đứng tại chỗ. Oanh! Diệp thần một quyền oanh kích, liền nàng một cái cọng tóc đều không thể dung chuyển, ngược lại mình quả đấm, bị hộ thân quang cầu chấn động được mơ hồ cảm giác đau đớn, khớp xương cơ hồ nổ tung. Đáng chết! Diệp thần sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trần Thanh Nhu hộ thân màn hào quang, lực phòng ngự mạnh như vậy hãn. Trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Thủ nói, không hổ là chư thiên một số hộ thân phương pháp, căn bản không có bất kỳ lực lượng có thể dung chuyển. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi vậy phát giác không ổn, nhất thời lộ ra lo lắng thần sắc. Đừng lo lắng, ta lập tức cứu ngươi đi ra.
Diệp Thần nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, cắn răng, nhưng cảm thấy từng cơn nguy hiểm hơi thở, không ngừng tập sát tới. Tối đa hai nén hương thời gian, Vũ Văn Cơ liền sẽ hạ xuống nơi đây. Đến lúc đó, Diệp Thần sắp đối mặt một tràng ác chiến, sống chết khó liệu. Người muốn cứu người, trước hết giết ta nói sau. Trần Thanh Nhu ánh mắt lãnh khốc, đứng ở Diệp Lạc Nhi trước mặt. Diệp Thần muốn cứu người nói, trừ phi trước bước qua nàng thi thể. Cút ngay cho ta. Diệp Thần có vẻ tức giận, Long Uyên Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng chém về phía Trần Thanh Nhu. Đây là Long Uyên Thiên Kiếm. Trần Thanh Nhu nhất thời cả kinh, Long Uyên Thiên Kiếm, đây chính là năm đó cấp trên cửa, đặc biệt nhằm vào Minh Long thần tộc đúc nên cao nhất nguyên binh, đối phó Minh Long thần tộc có cực lớn khắc chế hiệu quả. Lúc đầu chỉ là mảnh vỡ. Trần Thanh Nhu quả thực sợ hết hồn, nếu như Diệp Thần thật sự có Rồng Uyên Thiên Kiếm, vậy Minh Long thần tộc ngày tận thế đến, thật may nàng cẩn thận vừa thấy, Diệp Thần kiếm trong tay, chỉ là một khối mảnh vỡ diễn hóa thôi. Cũng không phải chân chánh bản thể. Suy, Diệp Thần một kiếm chém ra, ở Trần Thanh Nhu hộ thân quang cầu trên, chém ra một đạo vết kiếm. Nhìn như bền chắc không thể phá được thiên thủ đạo pháp, rốt cuộc có một chút bị dung chuyển dấu hiệu. Có thể gặp Long Uyên Thiên Kiếm, đúng là có khắc chế Minh Long thần tộc hiệu quả, liên quan Minh Long thần tộc thi triển thần thông, cũng bị khắc chế. Nhưng tiếc là, Diệp Thần kiếm trong tay, cuối cùng chỉ là một khối mảnh vỡ, chém ra một đạo vết kiếm, chính là cực hạn, cũng không thể chân chính phá vỡ thiên thủ đạo pháp vòng bảo vệ. Giao! Đạo khí chào đáng, Trần Thanh Nhu trên mình vòng bảo vệ, lại lần nữa khôi phục, lực phòng ngự mạnh, thật là làm người ta tuyệt vọng. Ngươi rời đi bây giờ, còn có mạng sống cơ hội, nếu như cùng thiếu chủ của chúng ta hạ xuống, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Thanh Nhu vậy khôi phục trấn định, cười lạnh nhìn Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt rất là khó khăn xem, Diệp Lạc Nhi ngay tại hắn trước mắt chịu khổ, hắn làm sao nhịn trong tâm mở. Dựa vào một cái vỏ rùa đen, ngươi liền muốn cản rỡ trước mặt ta. Chí Hàn U Minh Thương, phá cho ta. Diệp Thần vô cùng tức giận, ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, trong tay hiện ra một cán lạnh lùng rét lạnh, đằng đằng sát khí chiến thương. Chính là Chí Hàn U Minh Thương. Cái này cán thương, Diệp Thần đã rất lâu không có dùng qua, năng lượng tích góp bàng bạc tới cực điểm, một nổi lên, nhất thời sắc bén nổ tung, thương mang như rồng, xuyên qua trăm ngàn nặng hư không, sát khí vô cùng hung dữ. Chư thiên lục đạo, luân hồi thiên uy, hạ xuống. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, lục đạo luân hồi pháp hiện lên, chư thiên lục đạo hơi thở, hung hăng quấn quanh ở thân súng bên trên. Diệp Thần rất rõ ràng, dựa hết vào Chí Hàn U Minh Thương, cũng chưa chắc có thể phá vỡ thiên thủ đạo pháp phòng ngự, nhưng hơn nữa lục đạo luân hồi pháp, vậy là đủ rồi. Thiên thủ đạo pháp, có thể ngăn cản tinh không băng diệt đánh vào, vận mệnh bánh răng xe nghiền ép, nhưng không thể nào ngăn trở luân hồi thiên uy đánh giết. Luân hồi quy luật, đại biểu chư thiên chí cao, tiêu diệt hết thảy, xuyên qua hết thảy. Cùng lúc đó, Diệp Thần tay trái dâng lên hắc ám nguyên phù, vĩnh hằng nửa đêm, ngay tức thì bao phủ toàn bộ tổ long thần điện. Ở tuyệt đối trong bóng tối, Chí Hàn U Minh Thương là thương mang, là duy nhất quang minh. Trần Thanh Nhu con người co rúm lại, ở bóng tối che giấu, nàng cũng không nhìn thấy lục đạo luân hồi pháp ánh sáng, chỉ thấy cái này lau một cái dường như muốn xuyên qua thế giới thương mang, hung hăng phá giết tới. Phịch! Diệp Thần hung hăng một thương, thật giống như thọt mặc một cái đại thế giới, ở luân hồi thiên uy bơm vào hạ, rốt cuộc thọt phá Trần Thanh Nhu đạo pháp vòng bảo vệ. Phốc xích! Trần Thanh Nhu há mồm phun ra máu tươi, đầu vai cũng bị thọt mặc, đau đớn kịch liệt truyền tới. Đây là, lục đạo luân hồi pháp hơi thở. Ngươi là. Trần Thanh Nhu rung động thất sắc, ở trong một cái chớp mắt này, nàng cảm nhận được liền luân hồi thiên uy. Thọt mặc nàng hộ thân pháp cái lồng, ngoài mặt là Chí Hàn U Minh Thương, nhưng trong thực tế, là sau lưng lục đạo luân hồi pháp đang chống đỡ. Luân hồi thiên uy, nghiền ép tất cả đạo khí. Cho nên Diệp Thần cái này một thương, mới dễ dàng thọc đi vào. Không sai, ta chính là luân hồi chi chủ. Một ngày nào đó, ta sẽ giết tới Minh Long thần tộc, đem các ngươi cái gì bá tánh thần tôn, Vũ Văn thiếu chủ, cho hết tàn sát. Diệp Thần ánh mắt tàn bạo, thanh âm truyền tới Trần Thanh Nhu trong lỗ tai, phi thân bạo lướt qua đi, bắt Trần Thanh Nhu thân thể, trực tiếp vứt xuống hoàng tuyển đồ trong thế giới đi. Chợt, Diệp Thần bay đến Diệp Lạc Nhi bên người.
ôm lấy Diệp Lạc Nhi thân thể, một cái hắc ám ảnh đột, trực tiếp rời đi Tổ Long Thần Điện. Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên hắc ám, dần dần biến mất. Tổ Long Thần Điện các đệ tử, liền thấy Diệp Thần bóng người, hoàn toàn biến mất. Diệp Lạc Nhi bóng người, cũng không thấy. Còn có Trần Thanh Nhu, cũng không biết đi nơi nào. Không tốt, Lạc Nhi thánh nữ bị tên kia đoạt đi. Đám người lớn tiếng kêu lên, hiển nhiên, Diệp Lạc Nhi là bị Diệp Thần mang đi. Tổ Long Thần Điện tính toán, là muốn kéo Diệp Thần xuống nước, cản tay Vũ Văn Cơ. Nhưng Diệp Thần, cũng không có làm con cờ dự định, trực tiếp cướp đi Diệp Lạc Nhi. Từ nay về sau, Diệp Thần muốn cho Diệp Lạc Nhi, vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình, lại cũng không muốn tách ra. Rào! Diệp Thần mới vừa đi không lâu, Tổ Long Thần Điện phía trên bầu trời, kim quang phun trào. Một người mặc hoàng kim long bào nam tử, biến dạng hư không xuất hiện, chính là Vũ Văn Cơ. Vũ Văn thiếu chủ. Mọi người thấy Vũ Văn Cơ hạ xuống, đều là kinh hãi. Hiện tại Trần Thanh Nhu sống chết không biết, Diệp Lạc Nhi lại không thấy, Tổ Long Thần Điện làm sao hướng Vũ Văn Cơ giao phó. Vũ Văn Cơ không nói gì, sắc mặt hơi hơi mang theo một chút âm trầm, long chảo một chảo, nhiếp đoạt trong không khí lưu lại nhân quả, một hồi suy diễn tính toán. Tám bộ phù đồ khí, thái thượng thiên ma thể, thiên tiên cá chép sao, còn có. Lục đạo luân hồi pháp. Trùng trùng thiên cơ suy diễn, Vũ Văn Cơ phát hiện lục đạo luân hồi pháp dấu vết, nhất thời ánh mắt sáng lên. Mặc dù Diệp Thần đã dùng vĩnh hằng nửa đêm, hết sức che giấu, nhưng là, Vũ Văn Cơ là thiên nhân vực thiên tài yêu nghiệt, thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, vẫn là bắt được một chút dấu vết. Lúc đầu Diệp Lạc Nhi tiện nhân kia, trong lòng nghĩ người đàn ông. Lại là luân hồi chi chủ. Hoang ma kiếm chủng, chấn ma huyết thạch, đều ở đây luân hồi chi chủ trên tay. Còn có ta minh long thần tộc khắc tinh, long uyên thiên kiếm một khối mảnh vỡ, cũng ở đây trong tay hắn. Trong thoáng chốc, Vũ Văn Cơ thiên cơ thấy rõ, bắt được vô cùng nhân quả. Xem hắn loại cao thủ này, chỉ cần có một chút chút dấu vết, liền có thể thấy mầm biết cây, thấy rõ sau lưng căn nguyên. Hiện tại Diệp Thần lưu lại một tia lục đạo luân hồi pháp dấu vết, Vũ Văn Cơ lập tức, suy diễn ra hàng loạt giá trị ngập trời tình báo. Luân hồi chi chủ, là vạn khư chỉ đích danh muốn giết người. Không nghĩ tới, ta lại muốn và luân hồi chi chủ giao phong. Nếu như có thể chém chết người này, ta có thể ngay tức thì đạt được đại khí vận, bị vạn khư tiếp nhận, trực tiếp phi thăng, trở thành cấp trên. Vũ Văn Cơ một hồi nhiệt huyết hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ tới sau lưng hết thảy. Đều có luân hồi chi chủ bóng người. Đây là một cái thiên đại cơ hội. Nếu như bị hắn giết chết đối phương, hắn lấy được vạn khư ban phúc, phi thăng thái thượng, trở thành cấp trên. Nhưng mà luân hồi chi chủ chuyển thế, khí vận ngút trời, Vũ Văn Cơ muốn tranh thắng, không như vậy dễ dàng, không làm được mình ngược lại phải bỏ mạng. Cơ hội sau lưng, ẩn giấu sâu đậm nguy hiểm. Trở về theo Trần Thúc Thúc thương lượng một chút, luân hồi chi chủ khí vận quá lớn. Liền Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cũng giết không chết hắn, ta há có thể khinh thường. Đáng chết, Thanh Nhu cũng không thấy, khẳng định bị luân hồi chi chủ bắt đi, sợ rằng khó bảo toàn trong sạch, ta làm sao hướng Trần Thúc Thúc giao phó. Vũ Văn Cơ nháy mắt tức thì, trong lòng lướt qua vô số ý niệm, muốn đuổi giết Diệp Thần, nhưng một thân một mình, lại không có nắm chắc, cân nhắc luôn mãi, không thể làm gì khác hơn là quay người hồi thiên nhân vực, chuẩn bị tìm bá tánh thần tôn thương lượng một chút. Mà Diệp Thần, vậy ôm trước Diệp Lạc Nhi, xa xa bay khỏi Tổ Long Thần Điện. Vũ Văn Cơ tới. Bay khỏi tới giữa, Diệp Thần cảm thấy phương xa long khí chảo đáng, một đạo khí tức cường đại hạ xuống, rõ ràng cho thấy Vũ Văn Cơ. Bất quá, Vũ Văn Cơ hơi thở, chỉ ngắn ngủi lưu lại trong nháy mắt, lập tức biến mất không thấy, cũng không có đuổi giết ý. Hắn biết ta thân phận, không dám khinh thường. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Ngay tức thì liền suy diễn ra thiên cơ, biết thân phận mình bại lộ, cho nên đưa tới Vũ Văn Cơ cảnh giác, đối phương không dám đuổi theo. Sau này ta và Minh Long thần tộc, coi như là không chết không thôi. Diệp Thần trong mắt run lên, Vũ Văn Cơ không đến đuổi giết, khẳng định trở về thiên nhân vực, tìm Trần Thương Sinh thương lượng. Xem Diệp Thần và Vũ Văn Cơ loại cấp bậc này cao thủ, đầu óc đặc biệt nhạy bén, chỉ cần đối phương có một chút điểm động tính, để lại dấu vết. Là có thể ngay tức thì đẩy ngược thiên cơ, trước thời hạn cảm ngộ cát hung, nhìn thấu hết thảy âm mưu kế hoạch. Cho nên, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Vũ Văn Cơ, cũng thật sâu rõ ràng,
hai bên tranh đấu, âm mưu quỷ kế là vô dụng, chỉ có thể hợp lại ngạnh thật lực. Một khi Vũ Văn Cơ chỉnh hợp Minh Long thần tộc tất cả lực lượng, vậy chờ đợi Diệp thần, đúng là một tràng tuyệt đối tai nạn, uy hiếp không thua gì đổ sát thánh đại hội. Ha ha, vậy thì xem ai thủ đoạn cường hãn. Diệp thần cười lạnh một tiếng, hiện tại Vũ Văn Cơ trở lại thiên nhân vực, muốn chỉnh hợp thế lực, Diệp thần tạm thời là thanh tịnh, sẽ không lại có người quấy rầy. Nhưng cái này cái thanh tịnh, chỉ là trước bão táp yên tĩnh. Một khi Vũ Văn Cơ trọng lâm, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ. Lạc Nhi, không có sao chứ. Diệp thần tỉnh táo lại, mặc dù sau này bão tố mãnh liệt, nhưng chí ít, hiện tại hắn là an toàn. Ôm thật chặt Diệp Lạc Nhi, Diệp thần trong tay tiên quang dâng trào, thả ra từng cái thiên tiên cá chép, còn có từng luồng hoàng tuyền thánh thủy, vần quanh Diệp Lạc Nhi toàn thân, muốn thay nàng xua tan Minh Long cổ ăn mòn. Diệp đại ca, ta không có sao. Diệp Lạc Nhi sắc mặt đỏ thắm, trạng thái tinh thần tựa hồ rất tốt, lộ ra một cái cười ngọt ngào ý. Diệp thần nhìn Diệp Lạc Nhi nụ cười, nhưng không có chút nào buông lỏng ý, nhẹ nhàng sửa sang lại một tí nàng tóc bị gió thổi loạn, lại đem trước nàng mạch đập. Nhất thời, Diệp thần phát hiện, Diệp Lạc Nhi tình huống, cũng không quá lạc quan. Ở Diệp Lạc Nhi trong cơ thể, có một cái vô cùng ác độc cổ trùng, khắp nơi tán loạn, không ngừng tạm thực nàng huyết mạch tinh thần. Diệp thần hoàng tuyền thánh thủy, cũng không cách nào đem điều này cổ trùng lọc sạch, chỉ có thể phối hợp thiên tiên cá chép sao, chậm tách ra Diệp Lạc Nhi thống khổ, không để cho nàng bị hành hạ. Nhưng cái biện pháp này, chỉ là chỉ phần ngọn không chỉ gốc, chỉ hoãn nữa, Diệp Lạc Nhi huyết mạch, sớm muộn có bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn một ngày. Đến lúc đó, nàng tinh thần, thì sẽ hoàn toàn thất thủ, trở thành Vũ Văn Cơ con rối đồ chơi. Đáng chết! Diệp thần cắn răng. Nhưng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, ôm trước Diệp Lạc Nhi, thân thể thoáng một cái, trốn vào hoàng tuyền đồ trong thế giới đi. Hoàng tuyền thế giới bên trong, Trần Thanh Nhu bị từng cái cây mây, bó cột vào xa la cây trà trên thân cây. Vậy từng cái cây mây, bó sát người trói buộc, tựa như ác ma xúc tu, buộc vòng quanh nàng tuyệt hảo vóc người. Bất quá, Diệp thần cũng không có bất kỳ thưởng thức ý, trong tròng mắt tràn đầy cừu hận và căm ghét. Luân hồi chi chủ. Có ngon ngươi giết ta. Lục đạo luân hồi pháp, hoàng tuyền đồ, Trần Thanh Nhu đã biết Diệp thần thân phận, nhất thời cắn răng nghiến lợi, chỉ cầu vừa chết, miễn được bị ô nhục. Cho ta im miệng. Phệ hồn đạo ấn, phá. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung ra, thả ra phệ hồn đạo ấn, hung hăng đánh vào Trần Thanh Nhu trên mình. À! Trần Thanh Nhu nhất thời phát ra một tiếng hét thảm, linh hồn gặp to lớn hành hạ, cả người co quắp. Tựa như đúng phó tâm hồn, đều phải bị chiếm đoạt chôn vùi. Diệp đại ca, coi là. Diệp Lạc Nhi đứng rơi xuống đất, kéo Diệp thần tay, trong mắt mang một chút thổn thức. Nguyên bản, nàng cũng vô cùng căm ghét Trần Thanh Nhu, nhưng bây giờ thấy Trần Thanh Nhu bị hành hạ, nàng nhưng không có gì báo thù thoải mái, ngược lại cảm thấy một hồi trống rỗng. Dẫu sao, Trần Thanh Nhu chỉ là một vai phụ thôi, chân chính nguyên hung Vũ Văn Cơ, còn ẩn giấu ở sau lưng. Không có phát hiện thân đi ra. Coi như giết chết Trần Thanh Nhu, vậy sẽ không ảnh hưởng đến Vũ Văn Cơ chút nào. Sa La, đem nàng chôn vào lòng đất, ta không muốn nhìn thấy nữa nàng. Diệp thần ôm Diệp Lạc Nhi bả vai, mắt lạnh nhìn Trần Thanh Nhu. Ừ, Sa La cây trà rễ cây, rút ra động lực, kéo Trần Thanh Nhu thân thể, đem nàng chôn vào lòng đất bên trong đi. Luân hồi chi chủ, một ngày nào đó, cha ta sẽ thay ta trả thù. Thiếu chủ sẽ thay ta trả thù, ngươi chết chắc. Trần Thanh Nhu phát ra thê lương gào thét, ánh mắt tràn đầy hận ý, cuối cùng bị chôn xuống đất để. Diệp thần cũng không có giết chết nàng, dẫu sao, nàng là Trần Thương Sinh con gái, lưu nàng một cái mạng, sau này ít nhiều có chút giá trị. Hiện tại Trần Thanh Nhu bị trấn áp đến suối vàng lòng đất, thừa nhận tối tăm không ánh mặt trời hành hạ, vậy coi là Diệp thần trả thù. Diệp Lạc Nhi nhẹ nhàng nắm Diệp thần tay, không nói gì nữa. Huyền tiên tử, ta nếu như đem hết toàn lực, vận dụng lục đạo luân hồi pháp, tám bộ phù đồ khí, bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, hoàng tuyền thánh thủy, tam nguyên thái nhất công, tinh hồn trảm vân. Vân tất cả thủ đoạn, lại cháy máu tươi của mình, không tiếc giá phải trả, có khả năng hay không diệt trừ vậy Minh Long cổ. Diệp Lạc Nhi tình huống như vậy, cũng để cho Diệp thần lo lắng. Nhưng là, Diệp thần mơ hồ cảm thấy, nếu như mình đem hết toàn lực nói.
vẫn là có thể tiêu diệt Minh Long Cổ, cứu vãn Diệp Lạc Nhi. Bất quá, cái này muốn trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, hắn muốn hỏi một chút Huyền Hàn Ngọc ý kiến. Tuyệt đối không thể. Huyền Hàn Ngọc nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng là trực tiếp phản đối. Vậy cái Minh Long Cổ, và nàng huyết mạch quấn lấy nhau, một khi chóc, nàng người hẳn phải chết. Vậy còn có biện pháp khác không? Diệp Thần cau mày. Huyền Hàn Ngọc nói, hoặc là ngươi giết chết Vũ Văn Cơ, chỉ cần Vũ Văn Cơ chủ nhân này vừa chết, Minh Long Cổ vậy sẽ ngay tức thì biến mất. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, Vũ Văn Cơ đã hồi thiên nhân vực, trong thời gian ngắn, không thể nào lại hạ xuống, ta và hắn không có giao thủ cơ hội. Vũ Văn Cơ tính cách, vậy là đặc biệt cẩn thận, biết Diệp Thần là luân hồi chi chủ thân phận, lập tức trở lại chuẩn bị, cũng không dám một mình tác chiến. Huyền Hàn Ngọc nói, hoặc là ngươi tìm được Tịnh Long Tuyền, ta nghe nói thế gian có một loại để cho Tịnh Long Tuyền thánh vật, là từ thái thượng thế giới dòng nước chảy xuống, đối với long tộc có nghịch thiên tăng thêm hiệu quả, sử dụng sau đó, có thể giữ long tộc huyết mạch tinh khiết thấu rõ, không chịu bất kỳ tà khí dính. Tịnh Long Tuyền. Diệp Thần nhướng mày một cái, bấm ngón tay tính toán, nhất thời bắt được một chút Tịnh Long Tuyền tung tích. Này cùng thánh vật, ở mấy chục ngàn năm trước, liền bị cấp trên cắt đứt, ta đi nơi nào tìm. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần nhất thời thấy được Tịnh Long Tuyền truyền thuyết. Lúc đầu cái loại này thánh vật, ở thời đại thượng cổ, là từ thái thượng thế giới dòng nước chảy xuống. Năm đó cấp trên cửa, đúc Long Uyên Thiên Kiếm dùng nhúng lửa vật liệu, cũng là Tịnh Long Tuyền. Sau đó cấp trên cửa phát hiện Tịnh Long Tuyền tiết lộ, liền cắt đứt nguồn, không để cho Tịnh Long Tuyền lại dòng nước chảy khi đến giới. Hiện tại cái loại này thánh vật, chỉ có thái thượng thế giới mới có, nhân gian đời không còn tồn tại. Nếu như có thể bắt được Tịnh Long Tuyền, vậy Diệp Lạc Nhi Minh Long Cổ, liền được cứu rồi. Dẫu sao, Tịnh Long Tuyền ngọn nguồn, đến từ thái thượng thế giới, chất liệu đặc biệt tinh khiết, nếu như lấy được, cái gì cổ độc đều có thể hóa giải. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tịnh Long Tuyền sớm đã ngừng chảy, Diệp Thần cũng không biết đi nơi nào tìm. Huyền Hàn Ngọc nói, theo ta biết, Dương Chân Vực có một cái kêu là Ngọa Long Điện thế lực, giữ một chút Tịnh Long Tuyền, nếu như ngươi có thể tìm được Ngọa Long Điện chỗ, nói không chừng có thể bắt được Tịnh Long Tuyền, giải quyết vấn đề trước mắt. Ngọa Long Điện. Diệp Thần tim giật mình, vội vàng bấm ngón tay suy diễn, trong phảng phất thấy được một ngôi đại điện đường danh, tòa đại điện này trên, thậm chí còn có một phiến hồng mông tinh không bóng dáng. Ngọa Long Điện, cái này thế lực, vẫn cùng Thiên Võ Ngọa Long Kinh có liên quan. Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Thiên Võ Ngọa Long Kinh, từ võ tổ chết sau đó, thế gian lại cũng không còn bóng dáng, liền cấp trên cũng không có gặp qua Thiên Võ Ngọa Long trải qua bóng dáng. Nhưng trong phảng phất, Diệp Thần cảm thấy được, cái này Ngọa Long Điện vượt quá và Tịnh Long Tuyển có liên quan, thậm chí sau lưng và Thiên Võ Ngọa Long Kinh, cũng có một chút liên quan, tuyệt đối là một cái vô cùng thần bí thế lực. Diệp Thần suy diễn dưới, mơ hồ thấy được Ngọa Long Điện sơn môn, nhưng lại nhìn không thấu vị trí cụ thể chỗ. Huyền Hàn Ngọc tiền bối, cái này Ngọa Long Điện rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần hỏi. Huyền Hàn Ngọc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói, bọn họ mấy đời chấn thủ một trang Thiên Võ Ngọa Long trải qua kinh thư, người lĩnh ngộ hồng mông lớn tinh không thần thông, thiên cơ phù hợp, theo lý thuyết hẳn có thể suy diễn ra bọn họ vị trí. Ta có thể thấy Ngọa Long Điện sơn môn, nhưng không nhìn ra vị trí cụ thể, chỉ thiếu chút xíu nữa. Đáng chết, nếu như ta có càn khôn cảnh 4 tầng thiên tu vi, tuyệt đối có thể thấy rõ. Diệp Thần cắn răng, trước mắt thiên cơ hình ảnh, chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể toàn bộ thấy rõ. Nhưng hết lần này tới lần khác, một điểm này điểm thiên cơ, từ đầu đến cuối bao phủ sương mù dày đặc, xua tan không ra. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Thần tu vi không đủ, nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, thực lực và cảnh giới song song đột phá, vậy cái gì đều được thấy rõ. Người phải nhanh một chút động thủ, ngàn vạn lần không thể trì hoãn. Chúng ta ở chỗ này thương lượng Tịnh Long Tuyền sự việc, vậy sẽ kích động thiên cơ, đưa tới Ngọa Long Điện chú ý. Một khi bọn họ cảnh giác phòng bị, rời đi sơn môn, người đời này cũng không thể lấy thêm đến Tịnh Long Tuyền. Huyền Hàn Ngọc trầm giọng cảnh cáo Diệp Thần. Thế cục bây giờ, cũng không quá lạc quan. Tịnh Long Tuyền là thái thượng vật, thiên cơ dính dấp quá lớn, nàng và Diệp Thần thương lượng một tí, cũng sẽ bị xa tại chân trời Ngọa Long Điện phát hiện, vô cùng nguy hiểm.
Diệp Thần muốn cướp lấy Tịnh Long Tuyền, phải mau sớm tra rõ Ngọa Long Điện vị trí, đi qua cùng bọn họ thương lượng, mới có cứu vãn Diệp Lạc Nhi có thể. Diệp Thần lĩnh ngộ Hồng Mông Đại Tinh Không, có võ tổ đạo tâm, nhiều hơn thiếu thiếu cũng cùng Ngọa Long Điện có sâu xa, muốn đến đối phương cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Diệp Thần phải cố gắng đột phá, tăng lên tới càn khôn cảnh 4 tầng thiên, mới có đủ thực lực, suy diễn ra Ngọa Long Điện vị trí. Trong thời gian ngắn, ta như thế nào có thể đột phá? Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, hắn võ đạo nội tình, đặc biệt hùng hậu, muốn đột phá, so với thường nhân khó khăn gấp trăm ngàn lần. Hiện tại Diệp Thần tu vi, đã đạt tới càn khôn cảnh 3 tầng thiên, mặc dù khoảng cách 4 tầng thiên chỉ có một bước xa, nhưng muốn đột phá một bước, đều là vô cùng khó khăn, cần minh mông khí vận, tài nguyên, dù là chiến trường thượng của tu luyện thành tam nguyên thái nhất công đều không cách nào để cho hắn đột phá. Ngươi tự nghĩ biện pháp, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Huyền Hàn Ngọc than thở một tiếng, tiếng thở dần dần không nhìn thấy đi xuống. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, trong lòng lướt qua vô số ý niệm. Sốt cuộc, Diệp Thần trong lòng quyết đoán, cắn răng, móc ra một đoạn xương. Cái này đoạn xương, chính là kiếp trước luân hồi chi chủ một chặn đường cốt. Cái này chặn đường cốt, Diệp Thần từ ma hồn thần cung trong tay đoạt lại sau đó, vẫn không có hoàn toàn luyện hóa dung hợp. Bởi vì, luân hồi chi chủ đạo cốt, năng lượng quá bàng bạc, không phải càn khôn cảnh thân thể có thể chịu đựng. Diệp Thần nếu như tùy tiện luyện hóa, rất có thể gặp cắn trả. Luân hồi thiên uy sát phạt, siêu thoát chư thiên, đủ để oanh diệt vạn giới, một cái sơ sẩy, Diệp Thần liền sẽ chôn vùi ở luân hồi dưới sự uy áp, vô cùng nguy hiểm. Muốn đột phá, chỉ có biện pháp này. Diệp Thần chặt siết chặt luân hồi đạo cốt, hít sâu một hơi. Kế hoạch quyết định, Diệp Thần đem Diệp Lạc Nhi an trí ở Hoàng Tuyền đồ bên trong, để cho Sa La cây trà bảo vệ. Hoàng Tuyền thánh thủy, hơn nữa Sa La cây trà bản thân linh khí, đủ để tạm thời áp chế Diệp Lạc Nhi Minh Long cổ, không để cho nàng bị hành hạ. Mà Diệp Thần, ở bên ngoài tìm một phiến tĩnh lặng dãy núi, bắt đầu tu luyện. Tu luyện đột phá, cần cảm ngộ đại lộ, ngoại giới đại lộ hơi thở nồng hậu nhất, tự nhiên muốn so với giúp lại Hoàng Tuyền đồ bên trong thân nhau. Hồn thể đổi thành, tam nguyên thái nhất công, đốt máu quyết. Mở. Luân hồi thiên uy, đạo cốt đúc lại. Diệp Thần đôi nắm giữ luân hồi đạo cốt, vận chuyển lục đạo luân hồi pháp, bắt đầu luyện hóa. Một cái to lớn luân hồi chi bàn, từ Diệp Thần sau lưng nổi lên. Diệp Thần lòng bàn tay, vậy nổi lên luân hồi văn lạc. Cái này từng tia luân hồi văn lạc, giống như chi củ cải vậy leo lên luân hồi đạo cốt, đúng đoạn xương rất nhanh dây dưa tia máu vậy đường vân, dần dần và Diệp Thần khí huyết dung hợp. Oanh! Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy hào hùng luân hồi thiên uy, từ vậy chặn đường cốt thượng truyền tới. Hắn ngũ tạng lục phủ, quanh thân kinh mạch, gặp phải đạo cốt thiên uy đánh vào, nhất thời một hồi chấn động kịch liệt, truyền ra bị chấn bể vậy đau đớn. Thật là cường hãn uy áp. Diệp Thần cắn răng, kiếp trước luân hồi chi chủ lưu lại đạo cốt, linh khí quả nhiên là cường hãn, muốn hấp thu luyện hóa, đúc nhập thân thể, đặc biệt khó khăn. Thiên yêu thánh thể, đại hoang thiên lôi thể, thái thượng thiên ma thể, cho ta cắn nuốt. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, cũng không để ý luân hồi uy áp đánh vào, đem tự thân rất nhiều thể chất, toàn bộ mở đến trình độ cao nhất. Vù vù. Nhất thời, từng luồng yêu quang, lôi quang, ma quang, từ Diệp Thần trong cơ thể bạo dũng ra, ùn ùn kéo đến che lấp đúng đoạn luân hồi đạo cốt, cũng đem cái này đoạn xương, cưỡng ép cắn nuốt hết. Sắc sắc. Cái này đoạn luân hồi đạo cốt, hóa thành một món thần quang, trốn vào Diệp Thần trong cơ thể. Nhất thời, Diệp Thần cả người xương cốt, liền bạo đậu tử vậy vang động lực, sắc 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 sắc, tựa như bị đúc lại, mỗi một khối xương cốt, cũng lượn lờ luân hồi hơi thở, mỗi một nhánh kinh mạch, đều tràn đầy sáu đạo bí ẩn. Thật là đau. Diệp Thần chán nhất thời thấm vào suốt mồ hôi nước, mồ hôi này nước mang màu đen dơ bẩn, là trong cơ thể hắn tạp chất. Đau đớn kịch liệt, lan tràn toàn thân. Diệp Thần cắn nuốt luân hồi đạo cốt, cái này đoạn luân hồi đạo cốt, trực tiếp trọng tố hắn thân thể. Đem cả người xương cốt ra thịt, kinh mạch hoa văn, toàn bộ đúc lại một lần. Giống như phượng hoàng niết bàn. Luân hồi hơi thở, từ Diệp Thần trong cơ thể bùng nổ. Sáu đạo ánh sáng, hội tụ thành cuồn cuộn nước lũ, phóng lên cao, trong phảng phất, lại có thể diễn hóa ra liền một cái mênh mông thiên đường hình dáng.
Cái này thiên đường, cuộc sống hàng tỷ triệu sinh linh, mỗi một cái sinh linh, đều có thiện ác hồng trần chi tâm, nhưng là, không có bất kỳ người dám làm loạn. Bởi vì, cái này mênh mông thiên đường bên trong, khắp nơi tràn ngập luân hồi quy luật, ngẩng đầu một mét có thần minh, luân hồi chi chủ cao cứ ở trên trời, chấp trưởng chư thiên luật lệ, thường thiện phạt ác. Đây là luân hồi thiên đường hư ảnh. Dung hợp luân hồi chi chủ đạo cốt, Diệp Thần đẫm máu niết bàn, lại trong phảng phất bắt được luân hồi thiên đường quy luật. Cái này luân hồi thiên đường, là xếp hạng thứ nhất hồng mông nguyên thuật, siêu thoát chư thiên, vô cùng cường đại, liền kiếp trước luân hồi chi chủ, cũng không có lĩnh ngộ. Nhưng là, đời này Diệp Thần, thiên phú tư chất vượt xa kiếp trước, đạt được kiếp trước một chặn đường cốt, hắn trong sâu thẳm, lại có thể mò tới luân hồi thiên đường một chút ngưỡng cửa. Cái này luân hồi thiên đường, so với đế thích thiên trong ảo tưởng lý tưởng nước, còn có huyền cơ nguyệt vận mệnh vũ trụ, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Ở luân hồi thiên đường bên trong, người người cũng cạnh tranh, cả thế giới tràn đầy sức sống, tất cả mọi người đều nắm giữ mình vận mệnh, cũng vì cảnh giới cao hơn, không ngừng phấn đấu. Ở luân hồi phép tắc bao phủ hạ, tất cả mọi người cạnh tranh, cũng tuân theo đại lộ luật lệ, không có lừa dối, không có u ám, không có sát phạt. Mọi người đại lộ tranh phong, là đường đường tránh tránh, khoáng đạt bằng bạc. Đây mới thực sự là tràn đầy sức sống thế giới, có thể siêu thoát chư thiên, thành tựu thái thượng nghiệp vị thế giới. Đế thích thiên trong ảo tưởng lý tưởng nước, số người quá thiếu, hơn nữa không có tranh đấu, và cái xác biết đi không có khác biệt. Huyền cơ nguyệt vận mệnh vũ trụ, vận mạng trật tự áp lực quá lớn, đè được người không thở nổi, cũng khó mà đột phá trở nên mạnh mẽ. Mà Diệp Thần luân hồi thiên đường, lại không có những khuyết điểm này, phơi bày một loại đường đường tránh tránh, sức sống bừng bừng, mênh mông đại khí cảnh tượng. Đáng tiếc, cái này luân hồi thiên đường, chỉ là hiện lên trong nháy mắt, liền nhanh chóng biến mất. Luân hồi thiên đường, là chư thiên cao nhất hồng mông nguyên thuật, nếu như Diệp Thần có thể lãnh ngộ, đủ để trấn áp huyền cơ nguyệt và đế thích thiên. Nhưng là, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, hiển nhiên vẫn không thể chấp trưởng thần thông như vậy. Muốn thành lập luân hồi trật tự, chấp trưởng thiên hạ luật lệ, thường thiện phạt ác, cần gần như nghịch thiên thực lực, còn phải có một chi đội ngũ khổng lồ, đi duy trì trật tự. Ví dụ như kiếp trước luân hồi chi chủ, liền nuôi dưỡng luân hồi sáu ma thần, là thành lập luân hồi trật tự làm chuẩn bị. Mà đời này Diệp Thần, càng nhiều là đơn đả độc đấu. Diệp Thần trong cơ thể, bộc phát ra núi lửa vậy nổ âm, cả người gân cốt đúc lại, niết bàn sống lại. Diệp Thần cả người kim quang bung ra, giống như thái thượng thiên thần. Vô số tầng hư không, ở Diệp Thần quanh thân chôn vùi. Từng cái thế giới, không ngừng sụp đổ hủy diệt. Càn khôn cảnh bốn tầng thiên. Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện mình tu vi, thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh bốn tầng thiên. Luân hồi đạo cốt năng lượng, đặc biệt bàng bạc, cơ hồ đem hắn toàn thân gân cốt toàn bộ đúc lại, toàn bộ rèn luyện một lần. Kiếp trước cái đó tự tại thiên lại có thể không? Đột phá tu vi, Diệp Thần cũng không có quá lớn mừng rỡ. Bởi vì, hắn phát hiện mình một cái tự tại thiên, ở luân hồi dưới sự xung kích, đã tan vỡ biến mất. Cái đó 3.000 thế giới tự tại thiên, đã hoàn toàn phai mờ. Trước Diệp Thần trừ phần thiên ra, lại lĩnh ngộ một cái mới tự tại thiên, kêu 3.000 thế giới, nhưng hiện tại, cái này 3.000 thế giới, cũng toàn bộ bị nghiền nát. Cưỡng ép hấp thu luân hồi đạo cốt, đây chính là Diệp Thần trả giá cao. Mất đi một cái tự tại thiên, Diệp Thần khí vận căn cơ, nghiêm trọng bị thương. Thật may, ta tu vi không có bị ảnh hưởng. Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, cũng không có một chút khó chịu. Mất đi 3.000 thế giới tự tại thiên, ảnh hưởng chỉ là khí vận căn cơ, đối với võ đạo tu vi vô hại. Khí vận ảnh hưởng, đặc biệt huyền diệu, cát hung họa phúc. Chân thực khó mà suy tính. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có còn muốn quá nhiều, chỉ muốn nắm chặt trước mắt có thể nắm bắt sự việc. Thiên ma động minh mắt, mở. Diệp Thần vừa định thần, trực tiếp mở thiên ma động minh mắt, rình rập thiên cơ, tìm kiếm ngọa long điện vị trí. Suy suy suy. Diệp Thần trong mắt, một phiến đen nhánh, ma quang xuyên qua sương mù dày đặc. Sốt cuộc, hắn lại thấy được ngọa long điện sơn môn, mà lần này, lại cũng không có bất kỳ sương mù dày đặc ngăn che. Diệp Thần rõ ràng bắt được ngọa long điện vị trí. Lúc đầu ở hoang ma hải vực vùng lân cận. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, phong tỏa ngọa long điện vị trí,
lập tức biến dạng hư không, nhanh chóng chạy tới đi. Tấn thăng càn khôn cảnh 4 tầng thiên sau đó, Diệp Thần Thiên Cơ suy tính năng lực, quả nhiên biên độ lớn tăng lên, cái này một tí lại cũng không có bất kỳ mê mang, tinh chuẩn phong tỏa. Lúc đầu Dương Chân Vực Ngọa Long Điện, chỉ là một chi nhánh, tông chi ở thiên nhân vực. Diệp Thần không ngừng biến dạng hư không, càng đến gần Ngọa Long Điện, liền dòm ngó thấy càng nhiều tin tức. Lúc đầu trong truyền thuyết Ngọa Long Điện, tổng điện ở thiên nhân vực, mấy đời chấn thủ một trang Ngọa Long Kinh Thư. Vậy một trang Ngọa Long Kinh Thư, phủ đầy phong ấn, ở phong ấn không mở ra trước, ai cũng không cách nào dòm ngó gặp thiên võ Ngọa Long trải qua tung tích. Ngọa Long Điện điện chủ, tên là Ngọa Long Thần Tôn, là Thái Thượng Thiên Nữ tọa hạ 12 thần tôn một trong, năm đó đầu dựa vào Thái Thượng Thiên Nữ, là muốn mượn Thái Thượng Thiên Nữ thủ đoạn, phá vỡ Ngọa Long Kinh Thư phong ấn. Đáng tiếc, bởi vì quy tắc có hạn, Thái Thượng Thiên Nữ chân thân không cách nào hạ xuống, tờ kia kinh thư phong ấn từ đầu đến cuối không phá nổi. Nếu như có thể phá vỡ phong ấn nói, dựa vào vậy một trang kinh thư hơi thở, có thể ngược dòng thiên cơ, từ đó suy diễn ra bản nguyên vẹn thiên võ Ngọa Long Kinh, rốt cuộc ở nơi nào. Một khi tìm được bản nguyên vẹn thiên võ Ngọa Long Kinh, đây tuyệt đối là long trời lở đất. Dẫu sao, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, thiên võ Ngọa Long Kinh thần bí nhất, là ngày xưa võ tổ tu luyện công pháp, mặc dù hạng cuối cùng một tên, nhưng chú trọng hậu tích bạc phát, một khi tích lũy bùng nổ, uy lực sẽ không so lục đạo luân hồi pháp kém. Hơn nữa, cái này thiên võ Ngọa Long Kinh, vẫn là lĩnh ngộ hồng mông lớn tinh không chỗ mấu chốt, tự nhiên vô số người đổ xô vào. Ngọa Long Điện trụ sở chính, chiếm cứ ở thiên nhân vực, mấy chục ngàn trong thời kỳ, không biết lại có bao nhiêu người mơ ước rình rập, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ người dám động thủ. Bởi vì, Ngọa Long Điện sau lưng, có Thái Thượng Thiên Nữ bóng người, không ai dám đắc tội Thái Thượng Thiên Nữ. Xem ra cái này nhất thế, ta và Thái Thượng Thiên Nữ, nhân quả khó mà cắt đứt, sớm muộn sẽ có đánh một trận. Diệp Thần ánh mắt hơi ngưng trọng, mình đối kháng Vũ Văn Cơ, giải cứu Diệp Lạc Nhi, cái loại này tám gậy che đánh không sự việc, lại có thể trong sâu thẳm, vẫn là cùng Thái Thượng Thiên Nữ liên hệ quan hệ. Cái này trong chỗ u minh nhân quả vận mệnh, thật là làm người khiếp sợ. Suy, hư không biến dạng, Diệp Thần đầu tiên xuất hiện ở Hoang Ma Hải Vực. Lâm gia bị tàn sát, Hoang Ma kiếm chủng bị Diệp Thần mang đi, hiện tại toàn bộ Hoang Ma Hải Vực, mất đi khí vận căn cơ, khắp nơi sụp đổ, khắp nơi đều là vách núi thác nước vậy nước biển, khắp nơi đều là lỗ xoáy đen, gió lớn sóng thần, một phiến ngày tận thế thiên tai hình ảnh. Diệp Thần thân thể thoáng một cái, lướt qua cái hải vực này, nhưng gặp hải vực cuối, là một phiến mờ mịt sương mù, không thấy được bất kỳ đồ. Thật may, Diệp Thần đã phong tỏa Ngọa Long Điện vị trí, lúc này đi về trước bay vút, phá vỡ sương mù dày đặc. Rốt cuộc, Diệp Thần ở mờ mịt sương mù dày đặc bên trong, gặp được một phiến liên miên cung điện. Cái này phiến cụm cung điện rơi, phong cách cổ xưa thở mạnh, trên đại điện treo một tấm bảng, phía trên in Ngọa Long Điện ba chữ. Giờ phút này, cả tòa Ngọa Long Điện, răng đèn kết hoa, tựa hồ đang ăn mừng cái gì. Diệp Thần con người đông lại một cái, hạ xuống đi xuống, thuận tiện thay đổi dung mạo, chuyến này không đơn giản như vậy, cho nên tốt nhất không để cho hình dáng bại lộ. Thủ ở cửa đại điện đệ tử, gặp được Diệp Thần bóng người, nhất thời thất kinh, nói các hạ là ai, làm sao xông vào ta Ngọa Long Điện lãnh địa. Ở Dương Chân Vực bên trong, Ngọa Long Điện vị trí đặc biệt bí mật, không có người ngoài biết, vậy không người có thể suy diễn ra thiên cơ. Cho nên, tên đệ tử này thấy được người ngoài hạ xuống, nhất thời rất khiếp sợ. Tại hạ, Hoang Trần, cầu gặp Ngọa Long Điện chủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Thần chắp tay, người khác không tra được Ngọa Long Điện vị trí, nhưng Diệp Thần lĩnh ngộ hồng mông đại tinh không, có cái này võ tổ nhân quả tồn tại, tự nhiên có thể suy diễn ra Ngọa Long Điện tung tích. Ngươi lại vân, vân. Đệ tử kia chau mày, gặp Diệp Thần tu vi, chỉ có càn khôn cảnh 4 tầng thiên. Vậy không coi vào đâu cường giả, nhưng Diệp Thần nếu có thể tìm tới nơi đây, chắc hẳn có kinh người sâu xa, hắn vậy không dám khinh thường, vội vàng trở về bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, một cái ăn mặc trường bào màu xanh ông già, từ Ngọa Long trong điện đi ra. Cái này ông già, tu vi đạt tới còn chân cảnh 4 tầng thiên, hơi thở vô cùng là cường hãn, mặt mũi mang một cổ võ dũng khí, cũng không lộ vẻ già yếu. Tại hạ Ngọa Long điện điện chủ Lý Thanh Vân. Không biết các hạ là ai, làm sao tìm được ta Ngọa Long Điện tung tích.
Kêu Lý Thanh Vân ông già, cũng là cao mày đánh giá Diệp Thần. Ngọa Long Điện Tổng Bộ Điện Chủ, là Thái Thượng Thiên Nữ người làm, Ngọa Long Thần Tôn, hiện tại đứng ở Diệp Thần trước mặt, chỉ là Dương Chân Vực chi nhánh Điện Chủ. Tại Hạ Hoang Trần, gặp qua Lý Điện Chủ, ta có là một muốn nhờ, muốn cùng Lý Điện Chủ thương lượng một chút. Diệp Thần hướng Lý Thanh Vân chắp tay một bái, âm thầm thi triển bát quái thiên đan thuật, dùng sa la cây trà lá cây là vật liệu, luyện chế một nhóm thiên trà đan, lại phối hợp hoàng tuyền thánh thủy, coi là lễ vật, đưa cho Lý Thanh Vân. Thiên trà đan, hoàng tuyền thánh thủy. Lý Thanh Vân thấy đại lễ như vậy, nhất thời cả kinh, âm thầm suy đoán Diệp Thần thân phận, nói. Hoàng Trần công tử, người rốt cuộc là như thế nào tìm được ta Ngọa Long Điện? Lý Thanh Vân cũng không có thu nhận Diệp Thần lễ vật, mà là lần nữa hỏi, muốn biết rõ lai lịch. Dẫu sao, Ngọa Long Điện vị trí, cực kỳ kín đáo, như nơi thế ngoại, người ngoài căn bản không thể nào tìm được, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần liền đã tới. Lý Thanh Vân nhất thời cảm thấy cảnh giác, dẫu sao Ngọa Long Điện sau lưng, quan hệ đến Thiên Võ Ngọa Long Kinh. Trong những năm này, Lý Thanh Vân ở Dương Chân Vực, một mực điều tra trước Thiên Võ Ngọa Long trải qua tung tích. Vậy thu tập được hàng loạt đầu mối, nếu như những thứ này đầu mối tình báo, bị người ngoài đoạt đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù Diệp Thần tu vi, chỉ có càn khôn cảnh 4 tầng thiên, nhưng Lý Thanh Vân cũng không có khinh thường, như cũ hỏi rõ vấn đề. Lý Điện Chủ, thật ra thì ta và các ngươi Ngọa Long Điện, có rất sâu xa. Diệp Thần cũng không giấu giếm, linh khí động một cái, thả ra hồng mông đại tinh không. Nhất thời. Thiên địa chấn động, hào hùng tinh không, chống đỡ lên, các loại hồng mông cổ khí tràn ngập, xua tan Ngọa Long Điện bốn phía sương mù, thương khung liền rõ ràng. Đây là, hồng mông đại tinh không, chẳng lẽ người gặp qua Thiên Võ Ngọa Long Kinh? Lý Thanh Vân thất kinh, chỉ có gặp qua Thiên Võ Ngọa Long Kinh, mới có thể lĩnh ngộ hồng mông tinh không. Ngọa Long Điện tồn tại mục đích, chính là vì tìm Thiên Võ Ngọa Long Kinh, bây giờ thấy Diệp Thần chống đỡ mở hồng mông đại tinh không. Lý Thanh Vân nhất thời chấn động vạn phần, chỉ lấy là Thiên Võ Ngọa Long Kinh ngay tại Diệp Thần trong tay. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói ta không gặp qua Thiên Võ Ngọa Long Kinh, nhưng ta thừa kế võ tổ một chút nhân quả, cho nên có thể khai thác hồng mông tinh không, và các ngươi Ngọa Long Điện vậy coi là đồng nguyên, mọi người đều là bạn bè. Diệp Thần nói chuyện 10 phần khách khí, bởi vì hắn phải cầu cạnh người. Tịnh Long Tuyền ngay tại Ngọa Long Điện trong tay, đây là giải cứu Diệp Lạc Nhi mấu chốt. Diệp Thần tự nhiên không dám khinh thường. Diệp Thần có võ tổ đạo tâm, mà Ngọa Long Điện, vậy mấy đời truy tìm Thiên Võ Ngọa Long Kinh, muốn trọng trấn võ tổ huy hoàng. Cho nên, Diệp Thần và Ngọa Long Điện, rất có sâu xa, có thể thành lập nhân quả tình cảm. Lúc đầu Hoang Trần công tử, lại có thể thừa kế võ tổ nhân quả, tuổi còn trẻ, lại có như thành tựu này, thật là làm người khen ngợi. Lý Thanh Vân sờ một cái râu. Giọng nói nhưng mang một chút chua xót và ghen tị. Dẫu sao, bọn họ Ngọa Long Điện thích chữ ở nhiều năm như vậy, vậy không tìm được Thiên Võ Ngọa Long Kinh, càng không có được võ tổ một chút truyền thừa. Nhưng Diệp Thần, lại có thể có võ tổ hơi thở, có thể khai thác hồng mông đại tinh không, quả thực làm người ta hâm mộ. Thật là người so người, tức chết người. Lý Điện Chủ, ta nghe nói Quý Điện có một thánh vật, kêu Tịnh Long Tuyền. Ta có một vị long tộc bằng hữu. Huyết mạch bị cổ độc ô nhiễm, cần Tịnh Long Tuyền chữa trị, không biết Lý Điện Chủ có thể hay không cắt nhường chút. Tại hạ vô cùng cảm kích. Nếu như Lý Điện Chủ chịu cắt nhường, ta nguyện ý dâng ra hồng mông lớn tinh không phương pháp tu luyện. Diệp Thần giọng thành khẩn, vì bắt được Tịnh Long Tuyền, giải cứu Diệp Lạc Nhi, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí, liền hồng mông đại tinh không cái loại này nghịch thiên thần thông, Diệp Thần đều nguyện ý dâng ra tu luyện pháp môn, dùng để trao đổi Tịnh Long Tuyền. Có thể tưởng tượng được, Diệp Lạc Nhi ở Diệp Thần trong tay, địa vị trọng yếu bực nào. Hắn tình nguyện cầm ra hồng mông lớn tinh không pháp quyết, cũng phải đổi Tịnh Long Tuyền. Nghe vậy, Lý Thanh Vân sắc mặt chợt biến, lui về phía sau một bước, không nghĩ tới Diệp Thần hào phóng như thế hào phóng. Tịnh Long Tuyền tuy chân quý, nhưng tuyệt đối so với không được hồng mông tinh không pháp quyết tu luyện chân quý. Nếu như có thể luyện thành hồng mông đại tinh không, Ngọa Long Điện có thể lấy tinh không làm căn cơ, nghịch đẩy Thiên Võ, truy tra ra Thiên Võ Ngọa Long trải qua tung tích. Dẫu sao, Ngọa Long Điện cắm rễ mấy chục ngàn năm, không biết làm nhiều ít điều tra, trong tay tích góp hàng loạt tình báo,
chỉ cần có một cái thích hợp thời cơ, là có thể thành công suy diễn ra tất cả. Mà Hồng Mông Đại Tinh Không, chính là cái này hoàn mỹ thời cơ. Hoàng Trần Công Tử ra tay thật lớn, ta đáp ứng ngươi, Hoàng Trần Công Tử, ngươi hiện tại cho ta Hồng Mông lớn tinh không pháp quyết tu luyện, ta lập tức cho ngươi Tịnh Long Tuyền. Lý Thanh Vân một mặt cười tủm tỉm, nếu như có thể bắt được Hồng Mông lớn tinh không pháp quyết tu luyện, hắn vậy nguyện ý giao ra Tịnh Long Tuyền. Không biết Tịnh Long Tuyền ở nơi nào, xin Lý Điện Chủ lấy ra, trước hết để cho tại hạ xem qua. Diệp Thần cũng không có lập tức giao ra pháp quyết, bởi vì nơi này là Ngọa Long Điện địa bàn, Lý Thanh Vân là còn chân cảnh 4 tầng thiên cao thủ, trong đại điện khẳng định còn có rất nhiều cường giả. Vạn nhất Diệp Thần đưa pháp quyết, đối phương không nhận nợ, vậy thì phiền toái. Tịnh Long Tuyền ở tệ điện cấm địa, tạm thời tới giữa, vậy không tiện lấy ra, Hoàng Trần Công Tử. Ngươi trước cho ta pháp quyết tu luyện, bên trong 3 ngày, ta tuyệt đối đem Tịnh Long Tuyền đưa đến bên trong tay ngươi. Lý Thanh Vân thề thành khẩn, rất nhiều hạ lời hứa. Diệp Thần chau mày, nói, Lý Điện Chủ, ta trước cho ngươi một phần tổng cương, chờ ngươi lấy ra Tịnh Long Tuyền, chúng ta lại giao dịch không muộn. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần linh khí ngưng tụ thành một phiến ngọc giản, đem tự thân đối với Hồng Mông lớn tinh không cảm ngộ. Một bài tu luyện tổng cương, in ở ngọc giản bên trên. Hồng Mông đại lộ, nguyên thủy bí mật, tinh không mở ra, uy chấn vạn giới. Hồng Mông giả, hỗn độn, nguyên thủy, thái sơ, hạo mang minh minh, bất kiến thiên nhật. Tại trong bóng tối, tách thả ra tinh không. Tại nháy mắt tức thì, điện định vĩnh hằng. Chư thần hoàng hôn, chống lên Hồng Mông vĩnh hằng. Chư thần chết, hài cốt hóa thành Hồng Mông tinh thần. Cái này thiên tu luyện tổng cương, đặc biệt thần bí, đặc biệt huyền ảo, đặc biệt khoáng đạt bàng bạc. Hồng Mông đại tinh không, tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, có thể trấn áp cấp trên, đem thái thượng chư thần, kéo nhập hoàng hôn ngày tận thế, đem chư thần hài cốt, đúc luyện thành Hồng Mông tinh thần. Này các loại bí pháp, nghịch thiên vậy mạnh mẽ, cũng là cấp trên cửa số lượng không nhiều, vô cùng là kiêng kỵ đồ. Mặc dù Diệp Thần Hồng Mông tinh không, còn chỉ là luyện thành một chút gia lông. Nhưng hắn rất rõ ràng, một khi tu luyện tới đỉnh cấp, liền cấp trên đều có thể trấn áp. Lý Thanh Vân bắt được cái này phiến ngọc giản, tinh thần quét nhìn, thấy bên trong tu luyện tổng cương, nhất thời tâm thần rung động, hoàn toàn ngây tại chỗ, như bị sét đánh. Cái này thiên tu luyện tổng cương, chân thực quá mênh mông, quá khoáng đạt, hắn cảm nhận được liền Diệp Thần vạn trượng hào hứng. Đó là liền thái thượng chư thần, đều phải chôn quyết tâm. Liền trong truyền thuyết cấp trên, đều phải chém chết. Lý Thanh Vân một bắt được tổng cương, rung động được tột đỉnh. Ở rung động sau này, Lý Thanh Vân sắc mặt thì trở nên được đặc biệt khó khăn xem, trong đầu nghĩ, cái này Hồng Mông đại tinh không, lại có thể bá đạo như vậy, ta Ngọa Long trên điện hạ, sợ rằng không người có thể luyện thành. Diệp Thần cái này Hồng Mông đại tinh không, bên trong hàm chứa cực lớn dũng khí, quyết tâm, võ tổ đạo tâm, liền cấp trên đều phải chém chết. Ngọa Long trên điện hạ, không người có này cùng quyết tâm, coi như bắt được pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh, cũng không khả năng có người luyện thành. Diệp Thần thấy Lý Thanh Vân sắc mặt liền liền biến hóa, hỏi, Lý Điện Chủ, như thế nào? Lý Thanh Vân hơi dừng lại một chút, thu hồi ngọc giản, cười nói, Hoàng Trần Công Tử hào khí hào phóng, ta Ngọa Long Điện tự nhiên cũng không thể nhỏ tức giận, xin Hoàng Trần Công Tử vào bên trong tụ họp một chút, bên trong 3 ngày, ta lấy ra Tịnh Long Tuyền cho ngươi. Ha ha! Diệp Thần nghe Lý Thanh Vân mà nói, nhưng bắt được sau lưng ý định giết người, ngoài mặt tỉnh bơ, nói, đa tạ. Sau đó, hắn liền đi theo Lý Thanh Vân bước vào Ngọa Long Điện. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, chỉ cần người khác ở trước mặt hắn, động sát niệm, vô luận ẩn núp được biết bao sâu, hắn cũng có thể ngay tức thì bắt được nguy hiểm. Hiện tại, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, Lý Thanh Vân động sát cơ. Lão này, phỏng đoán thiên phú không được. Không luyện được ta Hồng Mông đại tinh không, muốn đem ta giết, thôn phệ tinh không bí ẩn. Diệp Thần trong lòng ngay tức thì coi là bẩm Lý Thanh Vân kế hoạch. Hồng Mông đại tinh không, chân thực quá khó tu luyện, nếu như không có thấy qua tất cả 33 thiên Hồng Mông cổ pháp mà nói, cưỡng ép tu luyện, nhất định phải có thiên đại dũng khí và quyết tâm, phải có chém chết chư thần ý chí, nếu không không thể nào thành công. Mà Lý Thanh Vân, hiển nhiên không có cái loại này quyết tâm. Cho nên coi như Diệp Thần đưa lên tất cả tu luyện pháp quyết, toàn bộ Ngọa Long trên điện hạ, cũng không thể có người tu luyện thành công. Cho nên,
Lý Thanh Vân trực tiếp động sát tâm. Muốn giết Diệp Thần, thôn phệ tinh không, từ đó lĩnh ngộ hồng mông lớn tinh không bí ẩn. Tịnh Long Tuyền còn không bắt vào tay, Diệp Thần dĩ nhiên là tỉnh bơ, trực tiếp bước vào Ngọa Long Điện. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, coi như Lý Thanh Vân mạnh hơn nữa, cũng không khả năng giết chết hắn. Cho nên, Diệp Thần có gan khí tiến vào Ngọa Long Điện. Ngọa Long Điện các nơi, răng đèn kết hoa, một phiến cảnh tượng náo nhiệt. Lý Điện Chủ, không biết hôm nay là cái gì ngày lễ, như vậy vui mừng. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, ngoài mặt làm bộ như rốt nát vô tri hình dáng, tựa như còn không phát hiện Lý Thanh Vân dã tâm. Lý Thanh Vân khẽ mỉm cười, nói ta có tên học trò, kêu Lý Nhược Trần, may mắn bị Tông Chi nhìn chúng, chuẩn bị phi thăng thiên nhân vực, ngày hôm nay chính là chúc mừng, Hoàng Trần công tử tới đúng lúc. Thì ra là như vậy, vậy thì chúc mừng Lý Điện Chủ. Diệp Thần chắp tay nói hạ, cái này Ngọa Long Điện chỉ là chi nhánh, Tông Chi ở thiên nhân vực. Hiện tại Lý Thanh Vân học trò, có phi thăng thiên nhân vực cơ hội, dĩ nhiên là thiên đại chuyện vui, đáng chúc mừng. Lý Thanh Vân mang Diệp Thần, bước vào Ngọa Long Điện phòng khách, nơi này đã xe phân khối lớn tiệc rượu, Ngọa Long Điện cao tầng trưởng lão, rất nhiều các đệ tử, đều đang bận rộn. Diệp Thần là duy nhất khách nước ngoài, hắn vừa tiến đến, nhất thời đưa tới toàn trường ánh mắt chú ý. Vị này Hoàng Trần công tử, là võ tổ truyền nhân, và chúng ta Ngọa Long Điện sâu xa cực sâu, ngày hôm nay phi thăng tiệc rượu, Hoàng Trần công tử cũng tới chúc mừng. Lý Thanh Vân mang trên mặt mỉm cười, hướng đám người giới thiệu. Đám người một hồi giật mình, không nghĩ tới Diệp Thần lại là võ tổ truyền nhân, vội vàng chắp tay thi lễ. Diệp Thần chắp tay đáp lễ, nói, gặp qua các vị. Hoàng Trần công tử xin ở chỗ này chờ một chút, tiệc rượu lập tức bắt đầu. Lý Thanh Vân thu xếp ổn thỏa Diệp Thần, hướng Ngọa Long Điện rất nhiều cao tầng trưởng lão, nháy mắt, cất bước đi ra phòng khách. Tất cả trưởng lão một hồi nghi ngờ, vậy đi theo ra phòng khách. Ngọa Long Điện trưởng lão, chừng mười mấy vị, người người đều là còn chân cảnh cao thủ. Điện chủ, cái đó gọi cái gì Hoang Trần người, thật sự là võ tổ truyền nhân. Ra phòng khách, một cái trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi. Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Nói, võ tổ chết đã lâu, làm sao có thể sẽ có truyền nhân lưu lại, thằng nhóc kia chỉ là vận khí tốt, không biết từ nơi nào thừa kế võ tổ một chút nhân quả, còn luyện thành hồng mông đại tinh không? Hồng mông đại tinh không? Chẳng lẽ thằng nhóc kia, lại có thể gặp qua thiên võ Ngọa Long Kinh? Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều là một hồi kinh hãi. Xưa nay bây giờ tới, hồng mông đại tinh không môn thần thông này, chỉ có võ tổ một người luyện thành. Những người khác cũng không có tu luyện thành công qua, bởi vì không người gặp qua thiên võ Ngọa Long trải qua bí ẩn. Không có, thằng nhóc kia vậy không gặp qua kinh thư, nhưng hắn thừa kế võ tổ một chút nhân quả, vận khí quá tốt, hay là cho hắn luyện thành. Đây là hồng mông lớn tinh không tu luyện tổng cương, các người xem. Lý Thanh Vân sử dụng Diệp Thần cho hắn ngọc giản. Tất cả trưởng lão quét nhìn một phen, cảm nhận được hồng mông tinh không bàng bạc, đều là rung động. Trong truyền thuyết hồng mông đại tinh không, quả nhiên khoáng đạt mênh mông. Thần thông như vậy, nếu như cưỡng ép tu luyện, không có kết quả tốt, ắt gặp cắn trả. Đáng tiếc, nếu như chúng ta bên trong, có người có thể luyện thành hồng mông lớn tinh không nói, là có thể lấy tinh không làm căn cơ, nghịch đẩy ra thiên võ Ngọa Long trải qua tung tích. Tất cả trưởng lão lại là một hồi tiếc nuối. Lý Thanh Vân âm u cười một tiếng, nói, hồng mông đại tinh không, sự quan trọng đại. Nếu chúng ta không luyện được, vậy không thể làm gì khác hơn là động sát thủ. Điện chủ, chẳng lẽ ngươi muốn? Tất cả trưởng lão dùng cả mình. Lý Thanh Vân nói, không sai, thôn phệ tinh không, ngay tại hôm nay. Thằng nhóc kia dám xông vào ta Ngọa Long Điện, chính là tự tìm cái chết, chỉ cần giết hắn, chúng ta liền có thể chiếm đoạt hồng mông tinh không quy luật, từ đó lĩnh ngộ này cùng tuyệt thế thần thông. Nếu như cuối cùng có thể tìm được thiên võ Ngọa Long Kinh, thậm chí có thể tế nói với Thái Thượng Thiên Nữ, cầu nàng dẫn chúng ta đi cấp trên thế giới. Cấp trên thế giới. Tất cả trưởng lão ngược lại hít một hơi khí, tim đập bịch bịch. Phi thăng đi cấp trên thế giới, cám dỗ này thực sự quá lớn. Chỉ cần bọn họ tìm được thiên võ Ngọa Long Kinh, lập được thiên công lao lớn, đúng là có cơ hội lấy được Thái Thượng Thiên Nữ coi trọng, phi thăng Thái Thượng, vĩnh hưởng tiên phúc. Cứ quyết định như vậy, các ngươi trở về ổn định thằng nhóc kia. Đừng để cho hắn chạy, ta đi theo Nhược Trần nói một tiếng,
kêu hắn mượn cớ so tài, lại nhân cơ hội giết người. Lý Thanh Vân trong tròng mắt hàn mang lóe lên, rất nhanh làm xong quyết định. Tất cả trưởng lão rối rít hồi đến đại sảnh, giả vờ và Diệp Thần nói chuyện phiếm. Diệp Thần tâm cảnh sáng rực, đã suy diễn ra tất cả nguy hiểm, cười nhạt một tiếng không nói lời nào. Mà Lý Thanh Vân, đi tới Ngọa Long Điện chỗ sâu. Nơi này, có một hoàng thanh tuyền. Nước suối phía trên, lơ lửng một cây hàn băng, hàn bên trong băng mặt, lại có một màn long ảnh. Từng tia khí lạnh, từ nơi này cây hàn long nhũ băng bên trong không ngừng tản ra, ngưng tụ thành hơi nước, trăm ngàn năm hòa hợp, cuối cùng hóa thành cái này một hoàng thanh tuyền. Hiển nhiên, cái này cây hàn long nhũ băng, chính là Diệp Thần khổ khổ theo đuổi Tĩnh Long Tuyền, chỉ cần hòa tan thành nước suối, cho Diệp Lạc Nhi sử dụng, liền có thể hóa giải minh long cổ khí độc. Giờ phút này, ở đó hàn băng thanh tuyền bên trong, một người thanh niên nam tử ngồi xếp bằng, quanh mình hơi nước vần quanh, diễn hóa thành âm dương bát quái hình vẽ, từng cơn thái thượng đạo khí tràn ngập. Cái này cái chàng thanh niên, lại là nắm giữ thái thượng thiên cực đạo, cả người tràn ngập thiên cực bát quái linh khí, tu vi đạt tới còn chân cảnh tầng hai thiên. Nhược Trần, người thiên cực đạo pháp, càng ngày càng tinh thâm. Lý Thanh Vân híp mắt, mỉm cười. Cái này cái chàng thanh niên, chính là hắn đắc ý học trò, Lý Nhược Trần, tuổi còn trẻ, liền đạt tới còn chân cảnh tầng hai trời, hơn nữa nắm giữ thiên cực đạo pháp, đạt được thiên nhân vực tông chi xem trọng, sắp muốn phi thăng, có thể nói tiền đồ vô hạn. Ở Thái Thượng 36 đạo bên trong, thiên cực đạo pháp chú trọng bát quái tuần hoàn, có bữa lý tự nhiên bí ẩn, đặc biệt huyền diệu. Sư phụ, có người ngoài tới. Hoàng Trần. Tên này, luyện thành hồng mông đại tinh không? Lý Nhược Trần thân thể một cướp, từ hàn băng thanh tuyền bên trong đi ra, chau mày. Hắn tu luyện thái thượng thiên cực đạo, chỉ cần là ở Ngọa Long trong điện sự tình phát sinh, đều có thể suy diễn rõ ràng, lập tức cũng biết Diệp Thần đến. Lý Thanh Vân nói, không sai, thằng nhóc kia luyện thành hồng mông đại tinh không, không phải chuyện đùa. Sư phụ, người muốn động tay giết người, thôn phệ tinh không? Lý Nhược Trần hạ thấp giọng, vậy cảm giác được Lý Thanh Vân kế hoạch. Hồng mông đại tinh không tu luyện quá khó khăn, không bằng trực tiếp giết Diệp Thần, thôn phệ tinh không quy luật. Lý Thanh Vân cười nói, Nhược Trần, lần này muốn xem ngươi, nếu như ta ra tay, rất dễ dàng đưa tới thằng nhóc kia cảnh giác, vạn nhất hắn tự bạo tinh không, vậy thì phiền toái. Lý Nhược Trần ánh mắt chớp động, nói, sư phụ mời yên tâm, ta sẽ mượn cớ so tài, thừa dịp thằng nhóc kia chưa chuẩn bị, trực tiếp làm thịt hắn, không cho hắn bất kỳ tự bạo cơ hội. Lý Thanh Vân ha ha cười một tiếng, hài lòng gật đầu một cái, nói, rất tốt, Nhược Trần, người thiên tư thông minh, cùng cắn nuốt hồng mông tinh không, sau này thành tựu hơn nữa không thể giới hạn. Lý Nhược Trần cũng là mỉm cười gật đầu, Diệp Thần tu vi, chỉ có càn khôn cảnh 4 tầng thiên mà thôi, mà hắn tu vi, ước chừng đạt tới còn chân cảnh tầng 2 thiên. Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, Lý Nhược Trần có lòng tin, có thể chém chết Diệp Thần. Lập tức Lý Thanh Vân mang Lý Nhược Trần, trở lại phòng khách. Diệp Thần thấy cái này hai thầy trò trở về, trong lòng cười không nói, đã biết rõ tất cả âm mưu. Lý Thanh Vân cười nói, Hoàng Trần công tử, ta hướng ngươi giới thiệu, vị này là ta không ra hồn học trò, Lý Nhược Trần. Lý Nhược Trần chắp tay nói, lần đầu gặp mặt, xin Hoàng Trần công tử chỉ giáo nhiều hơn, Hoàng Trần công tử tuổi còn trẻ, lại có thể luyện thành hồng mông đại tinh không, thật là làm người khen ngợi. Diệp Thần vậy mỉm cười chắp tay, nói, Lý công tử chê cười, một chút không quan trọng mánh khóe, sao dám cùng Lý công tử tranh huy. Lý Nhược Trần cảnh giới, là còn chân cảnh tầng hai trời, ngoài mặt xem, vượt xa Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên cũng không có bại lộ chân chính sức chiến đấu, chỉ là chắp tay mỉm cười. Lý Nhược Trần nói, ta nghe hồng mông đại tinh không, là đủ để mai táng cấp trên tuyệt thế thần thông, muốn cùng Hoàng Trần công tử luận bàn một chút. Kiến thức một chút hồng mông tinh không bí ẩn, xin Hoàng Trần công tử không keo kiệt dạy bảo. Diệp Thần trong đầu nghĩ, rốt cuộc đã tới. Cái gì so tài, cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Một khi động thủ đánh, Diệp Thần có thể khẳng định, cái này Lý Nhược Trần, tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Ta chỉ có càn khôn cảnh 4 tầng thiên tu vi, tuyệt đối không phải Lý công tử địch thủ, sao dám bêu xấu. Diệp Thần không có lập tức đáp ứng, giả vờ trang khiêm tốn đẩy nhờ. Lý Nhược Trần nói, chúng ta chỉ là so tài, điểm đến thì ngưng, Hoàng Trần công tử không cần lo âu,
huống chi ngươi luyện thành Hồng Mông đại tinh không, ta cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Lý Nhược Trần lời nói này nói ra, phòng khách bên trong, rất nhiều Ngọa Long Điện trưởng lão đệ tử, đều là cười lên. Ở trong mắt bọn họ, Lý Nhược Trần thắng chắc, muốn giết Diệp Thần như đồ sát heo chó, Hồng Mông đại tinh không coi như mạnh hơn nữa, ở đây sao ngoại hạng cảnh giới chênh lệch hạ, muốn đến cũng không khả năng phát huy tác dụng gì. Diệp Thần cười một tiếng, nói tốt lắm, xin Lý công tử dạy bảo. Vừa nói đứng lên, đồng ý so tài. Lý Thanh Vân và tất cả trưởng lão nhìn nhau, đều là mừng như điên. Lý Nhược Trần nội tâm bên trong, cũng là kích động mừng như điên, nhưng ngoài mặt tỉnh bơ, làm một động tác tay mời, nói, mời. Tiếng nói rơi xuống, Lý Nhược Trần bàn tay một chảo, nhiếp đoạt hư không, bên trong đại sảnh không gian quy luật, nhất thời trăm ngàn tầng mở ra, ngay tức thì diễn hóa ra liền một cái hư không chiến trường. Lý Nhược Trần thân thể một cướp, nhảy đến hư không chiến trường bên trong. Diệp Thần cũng không nói nhảm, cướp thân bước vào hư không chiến trường. Lý Nhược Trần nói, Hoàng Trần công tử ở xa tới là khách, người trước hết mời. Vậy tại hạ sẽ không khách khí. Diệp Thần khẽ mỉm cười, bỗng nhiên rút ra sát kiếm, tiện tay một kiếm đâm ra. Một kiếm này, Diệp Thần cũng không có dùng toàn lực, thậm chí không có dùng tam nguyên thái nhất công và hồn thể đổi thành, chỉ là thoáng sử dụng hắc ám nguyên phù, bôi đen ám kiếm quang, dò xét tính hướng Lý Nhược Trần chém tới. Hắc ám nguyên phù, lúc đầu Hoàng Trần công tử còn có này loại bảo vật. Lý Nhược Trần cười một tiếng, mắt gặp Diệp Thần khua kiếm đâm tới, vậy rút ra trường kiếm đón đỡ. Đang! Hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Diệp Thần thân thể, trực tiếp bị đẩy lui mười mấy bước, nhìn như không địch lại, cười nói ta và Lý công tử cảnh giới chênh lệch, vẫn là quá lớn. Lý Nhược Trần cười nói, không sao, chỉ cần Hoàng Trần công tử thả ra Hồng Mông đại tinh không, ta chưa chắc là người địch thủ. Đã như vậy, vậy tại hạ đắc tội. Diệp Thần ánh mắt bỗng ác liệt, lướt qua lau một cái uy nghiêm dùng mình, lần nữa một kiếm chém ra. Lý Nhược Trần sắc mặt chợt biến, chỉ cảm thấy Diệp Thần ngay tức thì xem đổi một người tựa như, mới vừa vẫn là người vô hại hình dáng, một cái chớp mắt đổi được sát phạt ác liệt, nhuệ khí ngút trời. Suy! Kiếm quang mãnh liệt. Diệp Thần trường kiếm động một cái, sau lưng liền trống lên một phiến hào hùng tinh không, trực tiếp bao phủ toàn bộ hư không chiến trường, vô số viên ngôi sao to lớn treo, cuồn cuộn ánh sao không ngừng nổ tung bùng nổ. Tinh hồn chạm. Diệp Thần đằng đằng sát khí, một kiếm như vạn tinh vẫn rơi, phách liệt phi phàm, chém thẳng Lý Nhược Trần bả vai. Thật là cường hãn kiếm khí. Lý Nhược Trần bộ dạng sợ hãi thất sắc, Diệp Thần một kiếm này, mũi nhọn đáng sợ, để cho hắn ngay tức thì nghẹt thở, bàn tay lại có thể cũng đang phát run, tựa như tinh thần ý chí đều bị nghiền nát, không dám có phản kháng chút nào ý niệm. Đây không phải là càn khôn cảnh bốn tầng thiên thực lực. Ngọa Long Điện điện chủ Lý Thanh Vân, còn có tất cả trưởng lão cửa, thấy Diệp Thần đáng sợ như vậy kiếm khí, đều là kinh hãi, người người đứng lên, ra đầu tê dại. Thằng nhóc này, thật sự là càn khôn cảnh bốn tầng thiên sao. Hắn hơi thở, tỉ thí thế nào Nhược Trần còn lợi hại hơn. Cái này không thể nào, một cái càn khôn cảnh bốn tầng thiên, hơi thở lại có thể vượt qua phổ thông còn chân cảnh. Đám người không dám tin tưởng, Diệp Thần lộ ra thực lực, xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng, đây tuyệt đối không phải càn khôn cảnh bốn tầng thiên, bàn về chân thật sức chiến đấu, Diệp Thần thậm chí vượt qua Lý Nhược Trần. Phải biết, Lý Nhược Trần nhưng mà còn chân cảnh tầng 2 thiên cao thủ à, Diệp Thần lại có thể vượt qua hắn, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Thái Thượng Thiên Cực Đạo. Trong lúc nguy cấp, Lý Nhược Trần quát lên một tiếng lớn, sau lưng hiện ra một bức bát quái đồ dọn ra, càn khôn khảm ly, chấn đoái tốn cấn vân. Vân tinh vị, không ngừng toát ra thanh hư tự nhiên, thiên địa một khối huyền diệu thần quang. Phá! Lý Nhược Trần lại vung lên kiếm, bát quái đạo quang lóe lên, bốn lạng địch ngàn cân, nhẹ nhàng rung động, liền đẩy ra liền Diệp Thần tinh hồn chảm kiếm khí. Nguyên lai là Thái Thượng Đạo Pháp. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, Lý Nhược Trần ngón này thần thông, chính là Thái Thượng Thiên Cực Đạo. Này cùng đạo Pháp, bốn lạng địch ngàn cân, mượn lực đả lực, lấy yếu thắng mạnh, đặc biệt huyền diệu. Nhất thời gian, Diệp Thần cũng cảm giác được, Lý Nhược Trần một kiếm kia, vượt quá đẩy ra liền kiếm khí của hắn, thậm chí mượn lực đả lực, muốn cho hắn tinh hồn chảm, chém hướng mình thân thể. Bát quái đạo Pháp, ta cũng biết.
Diệp Thần trong mắt run lên, sử dụng bát quái thiên đan thuật, ổn định thân thể động tác, ngay tức thì điều động xa la cây trà hơi thở, luyện chế thành 100.000 viên thiên trà đan, cũng đồng loạt hiến tế. Oanh! Tất cả thiên trà đan hiến tế, nhất thời hội tụ thành một cổ năng lượng bàng bạc, bơm vào đến Diệp Thần trên trường kiếm, một món bát quái kiếm khí, hòa lẫn cuồn cuộn hồng mông ánh sao, lần nữa chém về phía Lý Nhược Trần. Bát quái thiên đan thuật, không chỉ là luyện đan pháp, còn có thể dùng để chiến đấu, thông qua hiến tế đan dược, trong nháy mắt bùng nổ bát quái kiếm khí, sát thương kẻ địch. Bát quái chiến bát quái, Lý Nhược Trần thiên cực đạo pháp, đối mặt Diệp Thần bát quái kiếm quang, nhất thời mất đi tác dụng, vô luận là muốn mượn lực đả lực, vẫn là bốn lạng địch ngàn cân, cũng không có từ ra tay. Bởi vì, hắn phải đối mặt, đồng dạng là bát quái huyền diệu, căn bản không biết nhược điểm ở nơi nào. Không tốt. Lý Nhược Trần cả kinh, cứ như vậy vừa thất thần gian, Diệp Thần bát quái kiếm quang giết tới, phá vỡ quần áo hắn, vạch ra một cái nhàn nhạt vết thương, máu tươi chảy như dòng nước. Đa tạ. Diệp Thần lui về phía sau một bước. Thủy kiếm chắp tay, dựa theo võ đạo so tài, điểm đến thì ngưng đạo lý, hắn đã thắng. Cái này một chàng so tài, Diệp Thần đơn giản, bài tẩy gì cũng không cần, hai chiêu bên trong, liền dễ dàng đánh bại Lý Nhược Trần, biểu dương ra tuyệt đối cường hãn võ đạo nội tình. Diệp Thần tin tưởng, Lý Thanh Vân các người không phải người ngu, thấy hắn biểu lộ ra thực lực, nên có cảm giác ngộ. Chỉ cần Lý Thanh Vân chịu ngoan ngoãn giao ra Tĩnh Long Tuyền, Diệp Thần vậy nguyện ý lưu một chút chỗ trống, sẽ không lộn xộn sát phạt. Dẫu sao, Diệp Thần hiện tại muốn nhất, là cứu vãn Diệp Lạc Nhi. Lý Thanh Vân và rất nhiều Ngọa Long Điện trưởng lão, trố mắt nhìn nhau, không dám tin tưởng Lý Nhược Trần sẽ bại được nhanh như vậy. Phải biết, Lý Nhược Trần nhưng mà Ngọa Long Điện thiên tài, thậm chí đã bị Tông Chi nhìn chúng, chuẩn bị phi thăng thiên nhân vực, nhưng hiện tại, lại có thể không mấy hiệp, liền thua ở Diệp Thần dưới quyền. Diệp Thần vẫn là khí định thần nhàn hình dáng, hiển nhiên cũng không có dùng toàn lực. Ta còn không bại. Lý Nhược Trần cắn răng nghiến lợi, nắm thật chặt trường kiếm, nhưng là không cam lòng lúc này nhận thua. Hắn nhưng mà còn chân cảnh tầng 2 thiên cao thủ, nếu như cứ như vậy bại ở nơi này kêu hoang trần người xa lạ dưới quyền, sự đả kích này quá lớn, tuyệt đối sẽ biến thành võ đạo nghiệt chướng, đời này đều không cách nào trừ tận gốc. Thiên võ long đằng, một kiếm chân võ. Lý Nhược Trần gầm thét một tiếng, sau lưng bỗng nhiên kim quang lững lờ, diễn hóa thành một cái tuyệt thế thiên long, chiếm cứ ở hắn trên trường kiếm, cuồn cuộn võ đạo sát khí bộc phát ra, chém thẳng Diệp Thần đầu. Một kiếm này, là Ngọa Long Điện đè đáy dương bí kỹ. Ngọa Long Điện điều tra thiên võ Ngọa Long Kinh mấy chục ngàn năm, mặc dù không có tra được kinh thư tung tích, nhưng mấy chục ngàn năm tích lũy, vẫn là lĩnh ngộ ra liền một môn thần thông, kêu thiên võ long đằng pháp. Coi như là lấy được thiên võ Ngọa Long trải qua một chút nhân quả ra lông. Cửa này thiên võ Long đằng pháp, ngưng tụ linh khí, diễn hóa thiên long, có chân võ sát phạt đại khí phách, hùng hồn vĩ đại, bá đạo phi phàm. Lý công tử, không phải nói xong so tài, ngươi làm sao động sát thủ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Lý Nhược Trần một kiếm này, chém về phía đầu hắn, nói rõ là không lưu chỗ trống, muốn một kiếm chém chết. Ở thiên võ long đằng pháp bơm vào hạ, Lý Nhược Trần kiếm khí huy hoàng vạn trượng, liền Diệp Thần hồng mông tinh không, đều bị ánh chiếu được ánh vàng rực rỡ một phiến. Thằng nhóc, đừng ngông cuồng, chết đi cho ta. Lý Nhược Trần vành mắt hết sức nứt ra, đã biết Diệp Thần là ẩn giấu thực lực, chân chính sức chiến đấu tuyệt đối không phải càn khôn cảnh bốn tầng thiên, một kiếm này xen lẫn căm giận ngút trời, thế phải đem Diệp Thần bầm thây vạn đoạn. Ha ha, Lý công tử, nếu ngươi động trước sát thủ, đừng trách ta vô tình. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, bàn tay vung ra, vạn trượng Phật quang cuồn cuộn nổ tung, đúng phiến hồng mông tinh không ủng ủng chấn động đứng lên. Rắc rắc, tinh không nứt ra, một tòa ngàn tầng cao to lớn Phật tháp, từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng Lý Nhược Trần đập xuống đi xuống. Chính là tám bộ phù đồ khí. Cái gì? Lý Nhược Trần nhìn từ trên trời giáng xuống phù đồ bảo tháp, nhất thời cả kinh thất sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần còn có loại thủ đoạn này. Cái này tòa phù đồ bảo tháp, sáng chói huy hoàng, tám bộ khí tượng cuồn cuộn lững lờ, không biết có đáng sợ dường nào, tựa như có thể trấn áp thế gian hết thảy kẻ địch. Ung ung, to lớn bảo tháp, ngút trời trấn áp xuống tới, Lý Nhược Trần kiếm khí, ngay tức thì liền bị áp chế. Hắn trên thân kiếm thiên long chân võ khí tượng, cũng là ngay tức thì tán loạn.
cái gì thiên võ long đằng, cái gì chân võ kiếm khí, ở Diệp Thần phù đồ bảo tháp nghiền ép hạ, đều là bụi bặm mây trôi, không chịu nổi một kích. Phịch. Cuối cùng, vô cùng nặng nề bảo tháp, hung hăng đặt ở Lý Nhược Trần trên mình. Phốc xích. Lý Nhược Trần tại chỗ hộc máu, máu tươi bên trong thậm chí hòa lẫn nội tạng mảnh vỡ, cả người bị đè ngã xuống đất, liều mạng vùng vẫy, nhưng ở phù đồ bảo tháp dưới áp chế, chút nào nhúc nhích không được. Sư phụ cứu ta. Lý Nhược Trần luống cuống, hoàn toàn luống cuống, ánh mắt nhìn về Lý Thanh Vân, mang cầu xin và sợ hãi. Nhược Trần. Lý Thanh Vân cả kinh thất sắc, không nghĩ tới Diệp Thần thần thông như thế lợi hại, hồng mông tinh không, hắc ám nguyên phù, bát quái kiếm khí, phù đồ bảo tháp vân. Vân, liên tiếp thủ đoạn, tiện tay lấy, làm người ta hoa cả mắt, xem thế là đủ rồi. Lý Thanh Vân năm ngón tay cầm gộp lại, liền muốn tiến vào hư không bên trong chiến trường cứu người. Nhưng Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, sử dụng mậu thổ nguyên phù, chế tạo ra một phiến thiên đường. Đem Lý Nhược Trần thu vào mậu thổ nguyên phù thiên đường trong thế giới đi, hoàn toàn phong ấn. Thằng nhóc, ngươi làm gì? Lý Thanh Vân giận dữ, bàn tay sát khí mãnh liệt, như rời núi lấp biển, vỗ về phía Diệp Thần. Diệp Thần bàn tay Phật khí vần quanh, thiên long bát bộ khí tượng dày đặc, ung dung ngăn trở Lý Thanh Vân một trường, trôi giạt lui về phía sau, cười nói, Lý Điện Chủ, ta cho ngươi hai nén hương thời gian, ngươi cầm Tịnh Long Tuyển đi ra, ta sẽ tha cho ngươi học trò. Nói xong, Diệp Thần bước lui ra hư không chiến trường, bước lui ra phòng khách, trực tiếp bay đến Ngọa Long ngoài điện mặt. Hiện tại đã đến đồ cùng chủy kiến thời điểm, Diệp Thần tự nhiên sẽ không lại có nhân từ. Lý Nhược Trần, là người hắn thế chấp và tiền đặt cuộc. Lý Thanh Vân muốn cứu người, trừ phi đem Tịnh Long Tuyển lấy ra. Diệp Thần chỉ cho hai người họ nén nhang thời gian. Sự việc ầm ĩ bước này, tự nhiên không phải Diệp Thần chủ ý. Hắn là muốn cùng Hiểu Quyết, dùng tất cả loại tài nguyên đổi Tịnh Long Tuyền. Nhưng tiếc là, Ngọa Long Điện hết lần này tới lần khác muốn động thủ giết người, hết lần này tới lần khác muốn thôn phệ tinh không, hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể cầm Lý Nhược Trần làm tiền đặt cuộc. Ngươi dám uy hiếp ta? Lý Thanh Vân nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, nhất thời khí được kêu la như sấm. Điện chủ bớt giận. Thằng nhóc kia thực lực đáng sợ, lại có thể như thế ung dung tiếp lấy ngươi một trường. Nếu quả thật xé rách ra mặt, sợ là chúng ta vậy không chiếm được tốt gì chỗ. Điện chủ, xin bình tĩnh. Ngọa Long Điện các trưởng lão, rối rít trầm giọng khuyên. Mới vừa Diệp Thần dễ dàng, chặn lại Lý Thanh Vân một trường, để cho bọn họ hoàn toàn rung động, đoạn tuyệt cử động nữa võ lực tâm tư. Dẫu sao, Lý Thanh Vân nhưng mà còn chân cảnh 4 tầng thiên cao thủ, hắn giận đùng đùng một trường, Diệp Thần lại có thể cũng có thể ung dung tiếp, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần võ đạo nội tình, có khủng phố dường nào? Thằng nhóc kia, rốt cuộc là thân phận gì? Lý Thanh Vân vậy tỉnh táo lại, cắn răng nghiến lợi, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần như thế mạnh mẽ. Đồng thời, hắn trong lòng, lại tràn đầy ghen tị. Nếu như Diệp Thần là đồ đệ của mình, vậy thì hoàn mỹ. Như vậy tài ngút trời, chính là càn khôn cảnh 4 tầng thiên, lại có thể kháng nhận định còn chân cảnh cao thủ, đơn giản là làm người ta khen ngợi. Điện chủ, nhanh lên một chút cầm Tịnh Long Tuyền cho hắn đi, mặc dù Tịnh Long Tuyền chân quý, nhưng vậy kém hơn Nhược Trần tánh mạng chân quý. Có trưởng lão khuyên nhủ. Diệp Thần chỉ cho bọn họ hai nén hương thời gian, một khi thời hạn qua, trời mới biết sẽ có hậu quả gì không. Lý Thanh Vân cắn răng, chân thực không cam lòng lúc này thất bại, trầm giọng nói, không, Tịnh Long Tuyền này cùng thánh vật, tại sao có thể như thế đơn giản đưa cho người ngoài, mau tế nói với Tông Chi. Kêu bọn họ lập tức hạ xuống, nói có cường địch xâm phạm, muốn mưu đoạt Tịnh Long Tuyền. Ngày hôm nay, là Lý Nhược Trần phi thăng thiên nhân vực thời điểm, Ngọa Long Điện Tông Chi cao thủ, sẽ ở tối nay hạ xuống, đem người mang đi. Nhưng hiện tại, thế cục nguy cấp, Lý Thanh Vân đã cùng không đến ban đêm, phải lập tức kêu gọi Tông Chi cường giả, để cho bọn họ ra tay, chém chết Diệp Thần, giải cứu Lý Nhược Trần, như vậy thì không cần giao ra Tịnh Long Tuyền. Phương pháp này có thể được. Cùng Tông Chi cường giả đến một cái, thằng nhóc kia hẳn phải chết. Tất cả trưởng lão nhìn nhau, cũng cảm thấy được Lý Thanh Vân kế hoạch có thể được. Dẫu sao, Ngọa Long Điện Tông Chi, ở thiên nhân vực. Thiên nhân vực cao thủ, thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa, hết sức thần thông quảng đại. Có bọn họ ra tay, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Lập tức tất cả trưởng lão và Lý Thanh Vân đi tới Ngọa Long Điện tế đàn, tế nói với Thiên Nhân Vực, mời Tông Chi Cường giả lập tức hạ xuống. Bọn họ muốn chém chết Diệp Thần, thôn phệ tinh không, cái loại này câu làm, tự nhiên không dám bại lộ, chỉ nói là Diệp Thần hèn hạ vô sỉ, muốn mưu hại Ngọa Long Điện cả nhà, cướp lấy Tịnh Long Tuyền. Tế nói với nghi thức vừa kết thúc, bầu trời liền ầm ầm chấn động đứng lên. Thiên Nhân Vực cường giả tới. Diệp Thần híp mắt, nhìn phía bầu trời, ngay tức thì suy diễn ra hết thảy. Nhưng là, Diệp Thần cũng không có kinh hoàng, bởi vì, hắn cảm thấy cực lớn khí vận, cát tinh cao chiếu, hiện tại Thiên Nhân Vực cường giả hạ xuống, hắn ngược lại có thể thuận lợi hơn bắt được Tịnh Long Tuyền. Bầu trời nứt ra, mười mấy đạo thân ảnh, chậm rãi hạ xuống xuống. Cái này mười mấy đạo thân ảnh, mỗi một đạo cũng không có so mạnh mẽ, người người đều là còn chân cảnh cao thủ. Đặc biệt là một người cầm đầu, như nắm giữ đại thế, cả người đạo bào vù vù vang dội, tựa như một tôn vạn cổ quân vương, trôi lơ lửng ở hư không, ánh mắt sắc bén như điện, đâm rách bầu trời, khí cơ quay lại chuyển, đại lộ quy luật cũng chuyển động lực, khí thế đặc biệt bàng bạc. Ngọa Long Thần Tôn tới, thằng nhóc kia chết chắc. Không nghĩ tới Ngọa Long Thần Tôn lại có thể đích thân tới. Ngọa Long Điện bên trong, Lý Thanh Vân và tất cả trưởng lão cửa. Nhìn từ trên trời giáng xuống từng đạo bóng người, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Những người đó, đều là Ngọa Long Điện Tông Chi Cường giả. Dẫn đầu cái đó, lại là trong truyền thuyết Ngọa Long Thần Tôn, 12 thần tôn một trong, năm xưa Thái Thượng Thiên Nữ tọa hạ người làm, trong tay còn có một trang bị phong ấn thiên võ Ngọa Long Kinh. Lý Thanh Vân các người lại không nghĩ rằng, lần này tế nói với Thiên Nhân Vực, Ngọa Long Thần Tôn lại có thể sẽ đích thân hạ xuống. Đây thật là thiên đại vận khí. Phải biết, Ngọa Long Thần Tôn thực lực, đủ để sánh bằng vận mệnh đứng đầu, tâm ma chi chủ, nếu như hắn ra tay, Diệp Thần sợ rằng khó mà tương đương. Lý Thanh Vân các người, cũng vô cùng kích động đi tới ngoài điện, ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần đã là một cổ thi thể. Thằng nhóc, Ngọa Long Thần Tôn đích thân tới, người ngày hôm nay không chạy thoát. Càng có vài trưởng lão, trực tiếp mở miệng cười nhạt, lấy là Diệp Thần chết chắc. Diệp Thần híp mắt, nhưng không nói lời nào, nhìn vậy tôn vạn cổ quân vương tựa như bóng người, quả nhiên bắt được Thái Thượng Thiên Nữ nhân quả. Không nghi ngờ chút nào, người nọ chính là 12 thần tôn bên trong Ngọa Long Thần Tôn. Chuyện gì xảy ra? Ngọa Long Thần Tôn vô cùng uy nghiêm, và rất nhiều Ngọa Long Điện Tông Chi Cường giả, đáp xuống. Lý Thanh Vân vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói, thần tôn đại nhân, có cái không biết sống chết tiểu tử. Dựa vào luyện thành Hồng Mông Đại Tinh Không, muốn ở chúng ta Ngọa Long trong điện quấy rối, cướp đoạt Tịnh Long Tuyền, liền Nhược Trần cũng bị hắn bắt đi, xin ngươi nhất định phải thay chúng ta ra mặt à. Gia trưởng lão vậy đồng nói, mời thần tôn đại nhân nhương trừ gian hung, tru diệt người này. Hồng Mông Đại Tinh Không. Ngọa Long thần tôn hai tròng mắt híp lại, nhìn về Diệp Thần, ánh mắt bén nhọn như đao kiếm, tựa như trong nháy mắt, liền đem Diệp Thần xuyên qua. Diệp Thần thiên phú thân xác, nội tình mạnh, để cho Ngọa Long Thần Tôn, vậy cảm thấy một hồi giật mình. Diệp Thần tư chất, so với Lý Nhược Trần lợi hại quá nhiều. Nếu như nói Lý Nhược Trần là giống như ngôi sao thiên tài, vậy Diệp Thần chính là mặt trời vậy chói mắt tuyệt đỉnh thiên kiêu, hai người không phải một tầng thứ. Càng làm cho người ta giật mình là, Ngọa Long Thần Tôn mơ hồ tới giữa, bắt được một món quen thuộc hơi thở. Một món luân hồi hơi thở. Diệp Thần khí định thần nhàn, đứng tại chỗ. Ngọa Long Thần Tôn ha ha cười một tiếng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đột nhiên nhìn về Lý Thanh Vân, nói, người có biết hay không hắn là ai? Lý Thanh Vân sửng sốt một chút, trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng, nói cái này. Thằng nhóc này, tự xưng là võ tổ truyền nhân, nhưng lòng dạ độc ác, tham lam vô sỉ, chết không có gì đáng tiếc, xin thần tôn đại nhân ra tay, đem hắn tiêu diệt. Ngọa Long Thần Tôn lạnh lùng nói, đủ rồi. Ngươi vô căn cứ bêu xấu, lại có ý gì? Đừng tồi tệ thiên nữ lớn người có tên tiếng, hắn là luân hồi chi chủ. Ngọa Long Thần Tôn vừa mở miệng, trực tiếp một chút phá Diệp Thần thân phận. Diệp Thần, là Thái Thượng Thiên Nữ vô cùng là xem trọng nhân vật, Ngọa Long Thần Tôn tự nhiên vậy có thể cảm nhận được luân hồi hơi thở, một mắt liền biết rõ Diệp Thần chân thực. Cái gì, thằng nhóc này là luân hồi chi chủ? Cái này không thể nào. Lý Thanh Vân một mặt kinh hãi, Ngọa Long Điện các trưởng lão, cũng là lập tức sắc mặt bị sợ phát trắng, không dám tin tưởng. Luân hồi chi chủ,
là Thái Thượng Thiên Nữ chỉ đích danh muốn đào tạo nhân vật, bọn họ muốn ngư hại Diệp Thần, ngang hàng không vâng lời Thái Thượng Thiên Nữ ý nguyện, đây chính là thiên đại lỗi. Các ngươi muốn ngư hại luân hồi chi chủ, thôn phệ tinh không, mình hèn hạ vô sỉ, ngược lại vu hãm người khác, ta lưu các ngươi có ích lợi gì? Ngọa Long Thần Tôn trong mắt đằng đằng sát khí, sau lưng có Thiên Võ Đằng Long chân võ khí tượng nổi lên, thì phải động sát thủ. Xem hắn loại cao thủ này, thế gian cơ hồ không có bất kỳ sự việc, có thể giấu giếm được hắn. Lý Thanh Vân các người muốn bêu xấu Diệp Thần, căn bản không có có thể, Ngọa Long Thần Tôn thoáng đẩy một cái coi là có thể dòm ngó gặp sau lưng chân tướng, sẽ không phải chịu chút nào lừa gạt. Thần Tôn đại nhân tha mạng. Lý Thanh Vân các người hoàn toàn luống cuống, vội vàng quỳ trên đất, dập đầu không dứt, lại hướng Diệp Thần dập đầu, liền liền quạt mình bạt tai, nói, luân hồi chi chủ tha mạng. Ta có mắt không biết ngọc nạm vàng, là ta sai lầm, cầu đại nhân ngươi đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta so đo. Được rồi, chỉ cần các ngươi cầm Tịnh Long Tuyển giao ra, ta cũng không trách móc các ngươi. Diệp Thần khoát tay một cái, ánh mắt nhìn một chút Ngọa Long Thần Tôn, liếc mắt liền nhìn ra, Ngọa Long Thần Tôn cái này đằng đằng sát khí hình dáng, nhưng thật ra là trang cho Diệp Thần nhìn. Ngọa Long Thần Tôn mục đích thật sự, ngược lại không phải thật muốn tiêu diệt Lý Thanh Vân, chỉ là hù dọa một chút hắn thôi, dẫu sao tìm Thiên Võ Ngọa Long Kinh, còn muốn dựa vào Lý Thanh Vân điều tra. Như vậy đằng đằng sát khí, thật ra thì cho Diệp Thần một cái mặt mũi. Diệp Thần tự nhiên cũng biết hứng thú, gặp tốt hãy thu, sử dụng mậu thổ nguyên phù, đem Lý Nhược Trần vậy thả ra. Ngươi là luân hồi chi chủ. Lý Nhược Trần đã nghe được hết thảy, nhìn Diệp Thần thân ảnh to lớn, trong thoáng chốc tự ti mặc cảm, mình dẫn lấy làm hãnh diện thiên phú và tu vi, ở Diệp Thần trước mặt, chỉ là một cười nhạo. Đa tạ luân hồi chi chủ đại nhân đại lượng. Lý Thanh Vân vô cùng cảm kích, bàn tay một chiêu, một khối hàn long nhũ băng, từ Ngọa Long Điện chỗ sâu bay ra, chính là bị đóng băng Tịnh Long Tuyền. Luân hồi chi chủ, đây chính là Tịnh Long Tuyền, mời ngươi cười nạp. Lý Thanh Vân vô cùng cung kính, đem Tịnh Long Tuyền hiến tặng cho Diệp Thần. Tịnh Long Tuyền, Lạc Nhi được cứu rồi. Diệp Thần trong lòng nóng lên, đang muốn nhận lấy, Ngọa Long Thần Tôn nhưng vung tay lên, nói cái này đinh điểm nước suối, các ngươi giữ lại mình dùng đi. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, khẽ mỉm cười, sử dụng một cái ngọc bình, nói, luân hồi chi chủ, ta nơi này có số lượng cao Tịnh Long Tuyền nước, năm đó Tịnh Long Tuyền ngừng chảy. Thái Thượng Thiên Nữ trước thời hạn cho ta để lại rất nhiều, nói tương lai nếu như thấy ngươi, sẽ đưa cho ngươi làm lễ vật. Cái này Tịnh Long Tuyền, vẫn là tưới hoang ma kiếm chủng thật tốt vật liệu, có thể bồi dưỡng hoang ma kiếm chủng sinh trưởng. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, nhận lấy ngọc bình, chợt cảm thấy vào tay vô cùng nặng nề, bên trong tựa như cất một phiến ngân hà. Thần thức đảo qua coi, Diệp Thần liền phát hiện, ngọc trong bình Tịnh Long Tuyền, đơn giản là mênh mông vô tận. Đừng nói dùng để lọc sạch Minh Long cổ, coi như dùng để xông lên soát vạn dặm chi địa, chìm ngập một khối thế giới cũng đủ. Lại có như thế nhiều. Diệp Thần rất khiếp sợ, hắn vốn chỉ muốn thu lấy một chút nước suối, chữa trị Diệp Lạc Nhi, không nghĩ tới hiện tại có được một phiến tử lượng cao ngân hà. Ngọa Long Thần Tôn mỉm cười nói, đây là Thái Thượng Thiên Nữ để lại cho ngươi, Thiên Nữ đại nhân ở bố trí, hy vọng ngươi có thể sớm ngày trưởng thành, ngươi cầm đi tưới hoang ma kiếm chủng. Có thiên đại chỗ tốt. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, cái này Tịnh Long Tuyền còn có thể tưới hoang ma kiếm chủng, quả nhiên không hổ là xuất xứ từ Thái Thượng thế giới thánh vật. Nhưng hoang ma kiếm chủng sự việc, Thái Thượng Thiên Nữ cũng biết, xem ra cái này Thái Thượng Thiên Nữ, đích xác là một cái vô cùng kinh khủng nhân vật lớn, tựa như thế gian hết thảy, cũng thấy rõ tại tim, là toàn bộ biết toàn năng thần trí cao linh. Đa tạ. Diệp Thần nói cảm ơn một tiếng. Mặc dù rốt cuộc lấy được rồi Tịnh Long Tuyền, nhưng Diệp Thần nội tâm bên trong, lại có điểm ngưng trọng. Dẫu sao, cái này Tịnh Long Tuyền, là Thái Thượng Thiên Nữ bố cục một phần chia. Kiếp trước luân hồi chi chủ đang bố trí, Thái Thượng Thiên Nữ vậy đang bố trí. Mà bây giờ Diệp Thần, cảnh giới tu vi còn chưa đủ để, hiển nhiên không có phá cuộc năng lực. Chí ít trước mắt, hắn cần Tịnh Long Tuyền, không thể nào buông tha. Ngọa Long Thần Tôn cười một tiếng. Nói, không cần cảm ơn ta, nói được khó nghe một chút, ta chỉ là thay Thiên Nữ đại nhân nuôi heo thôi, chúng ta là kẻ địch, không là bạn, người sớm muộn có một ngày, sẽ bị Thiên Nữ đại nhân tự tay giết chết. Diệp Thần ha ha cười một tiếng,
nói, bất kể như thế nào, phần này Tịnh Long Tuyền, vẫn là biết ta lửa xém lông mày, tiếng cảm ơn này, vẫn phải nói. Ngọa Long Thần Tôn nói, tùy ngươi, ngoài ra, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đắc tội Minh Long Thần Tộc, hiện tại Vũ Văn Cơ và Bá Tánh Thần Tôn, mạnh mẽ vang dội, nhanh chóng chỉnh hợp thiên nhân vực rất nhiều Minh Long thế lực, chuẩn bị đối phó ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần Thần sắc một lần, nói ta biết, đa tạ nhắc nhở, cáo từ. Nói cho cùng, Diệp Thần và Ngọa Long Thần Tôn, là địch nhân quan hệ, cũng không phải là bằng hữu, hiện tại lấy được rồi Tịnh Long Tuyền, Diệp Thần cũng không có lại lưu lại nữa, trực tiếp rời đi Ngọa Long Điện. Luân hồi chi chủ, người chớ để cho Vũ Văn Cơ giết chết. Lưu một chút Tịnh Long Tuyền, có thể dùng để hóa giải Minh Long Thần Tộc A Tỷ Cửa. Ngọa Long Thần Tôn nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, nhắc nhở lần nữa một câu. Lần này Minh Long Thần Tộc muốn giết Diệp Thần, là Diệp Thần một cái đại kiếp, Diệp Thần tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm, Ngọa Long Thần Tôn tự nhiên không muốn nhìn thấy Diệp Thần bị giết. Suy, Diệp Thần thân thể biến dạng hư không, hoàn toàn rời đi, tìm một cái tĩnh lặng dãy núi, chuẩn bị cứu chữa Diệp Lạc Nhi. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy tâm cảnh manh động, mơ hồ tới giữa, hồng mông xuyên qua nguyên khí, lại có lĩnh ngộ hồng mông nguyên thuật dấu hiệu. Mới vừa ở Ngọa Long Điện, Diệp Thần và Lý Nhược Trần đánh một trận, thấy được đối phương Thái Thượng Thiên Cực Đạo, đối với bát quái đạo pháp lĩnh ngộ, sâu hơn nhập một bước. Giờ khắc này, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy, bát quái đạo khí vần quanh thân, hắn bát quái thiên đan thuật, lại có thăng cấp dấu hiệu. Bát quái thiên đan thuật, thăng cấp sau đó, linh khí phát sinh lột xác, sẽ ở trong người ngưng tụ một tôn bát quái lò luyện đan. Cái này bát quái lò luyện đan, truyền thuyết có thể luyện hóa hết thảy, thậm chí có thể trực tiếp chiếm đoạt người khác tánh mạng khí huyết, tu vi tinh hoa, tẩm bổ bản thân, ngôi sao nội hạch, yêu thú nội đan, tất cả loại thiên tài địa bảo, đều có thể chiếm đoạt. Diệp Thần lúc này, hiển nhiên lĩnh ngộ cao thâm bát quái diệu pháp, bát quái thiên đan thuật sắp muốn lột xác. Diệp Thần cả người khí lưu nổ âm, nhô lên ra từng luồng bát quái thiên quang, dường như muốn xuyên qua trăm ngàn nặng thời không, vô số linh khí cuồn cuộn bạo dũng ra, không ngừng ngưng luyện, không ngừng hóa là thật thế chấp. Hóa thân bát quái, dung luyện tinh thần, chiếm đoạt nhật nguyệt, bát quái lò luyện đan, hiện lên. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh khí ngưng tụ, phát ra ô ô tiếng vang, rốt cuộc ở trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một lò luyện đan vậy đồ đằng. Cái này tôn lò luyện đan, bề ngoài in một cái âm dương bát quái đồ án, bên trong chảy xuôi nham thạch nóng chảy, có dung nham và khí lưu hoàng, này thay nhau vang lên, thậm chí còn có thần ma kêu rên, ngôi sao chết, đặc biệt huyền diệu. Ta bát quái thiên đan thuật, thăng cấp biến thành bát quái lò luyện đan, cứu chữa Lạc Nhi, chắc chắn liền lớn rất nhiều. Diệp Thần nhất thời đại hỉ, bát quái thiên đan thuật, vốn chính là vô cùng cao siêu thuật luyện đan và y thuật, chữa bệnh hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, hiện tại lột xác thành bát quái lò luyện đan, thuật pháp hiệu quả lại là đột nhiên tăng mạnh. Thằng nhóc, người muốn cứu người, Tịnh Long Tuyền chỉ là một, còn cần ngươi siêu cường sinh cơ máu tươi làm chất dẫn, chung nhau tác dụng, mới có cơ hội hoàn toàn hóa giải Minh Long cổ khí độc, vốn là cần 10 ngày thời gian, nhưng ngươi ngưng tụ bát quái lò luyện đan, phỏng đoán 5 ngày là đủ rồi. Huyền Hàn Ngọc thanh âm, truyền ra ngoài. Hiện tại Diệp Thần bắt được Tịnh Long Tuyền, có thể cứu chữa Diệp Lạc Nhi. Bất quá, nghĩ xong toàn phát huy Tịnh Long Tuyền hiệu quả, còn cần Diệp Thần máu tươi làm chất dẫn. Cứu trị thời gian, ước chừng cần 5 ngày. Lại muốn 5 ngày như thế rất lâu. Diệp Thần nhíu mày một cái. Huyền Hàn Ngọc nói, 5 ngày coi là đoạn, thật may ngươi ngưng tụ bát quái lò luyện đan, đã rút ngắn thời gian, nếu không còn muốn càng dài, ngươi phải biết, đây chính là Vũ Văn Cơ trồng cổ độc, nơi nào có như thế dễ dàng hóa giải. Diệp Thần gật đầu một cái, nói cũng vậy, cái này 5 ngày thời gian, sợ rằng không dễ dàng chống nổi, Vũ Văn Cơ sẽ không bỏ qua ta. Bàn cờ này, thua cục quá lớn. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần bắt được thiên đại nguy hiểm. Vũ Văn Cơ mạnh mẽ vang dội, đã ở thiên nhân vực chỉnh hợp tốt rất nhiều thế lực, rất nhanh đánh đến nơi, liền Ngọa Long Thần Tôn cũng đặc biệt nhắc nhở Diệp Thần, có thể tưởng tượng được Vũ Văn Cơ đáng sợ. Vũ Văn Cơ người này, là thiên nhân vực thiên tài yêu nghiệt, danh tiếng cực lớn, một khi hắn mang ngập trời thế lực, hạ xuống, Diệp Thần thì phiền toái. Nguy cơ không ngừng lan tràn. Hiện tại Diệp Thần có hai cái lựa chọn, một là trở về Nguyên Thiên Viện, mượn giả thiên ma đế,
Huyết Long, Tiêu Thủy Hàn đám người lực lượng, và Vũ Văn Cơ quyết chiến. Nhưng là, sự lựa chọn này, giá quá lớn, vô luận thắng bại, Nguyên Thiên Viện đều phải tổn thương nguyên khí nặng nề, sau này thì không cách nào lại chống lại Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên. Cái lựa chọn thứ hai, chính là Diệp Thần một mình đối mặt, làm như vậy mặc dù nguy hiểm, nhưng có thể bảo lưu thực lực. Ta ở lại Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Vũ Văn Cơ chưa chắc có thể phát hiện ta. Diệp Thần trong lòng động một cái, rất nhanh làm xong quyết đoán. Chỉ cần hắn ở lại Hoàng Tuyền Đồ bên trong, mượn Hoàng Tuyền Đồ che giấu, Vũ Văn Cơ chưa chắc có thể phát hiện hắn. Chỉ cần trì hoãn ở 5 ngày thời gian, cùng hoàn toàn cứu chữa tốt Diệp Lạc Nhi, trừ bỏ Minh Long Cổ, Diệp Thần liền lại cũng không có nỗi lo về sau, cũng không cần lo lắng bị Vũ Văn Cơ phát hiện. Diệp Thần quyết định thật nhanh, sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, thân thể thoáng một cái, tiến vào Hoàng Tuyền thế giới bên trong đi. Hoàng Tuyền thế giới, phong cảnh như cũ, một bụi to lớn cây trà, sừng sững tại thế giới trung ương, mà ở trà bên cạnh cây, chính là một tòa sắt thép đúc vậy núi cao, phía trên hiện đầy tinh không vậy quỹ tích văn lạc, chính là Hoang Ma Kiếm Trùng. Hiện tại ta có hai cái uy hiếp, thứ nhất, Minh Long Cổ, đây là một cái tọa độ, Vũ Văn Cơ có thể dựa vào Minh Long Cổ, truy xét được ta vị trí, thứ hai, là Hoang Ma Kiếm Trùng, ma khí tản ra quá nồng nặc, sẽ bị Ma Bi Chi Chủ phát hiện. Diệp Thần đầu óc rất rõ ràng, trong nháy mắt phán đoán rõ ràng trước mắt gặp phải tai họa ngầm. Minh Long Cổ hơi thở, có thể dùng Hoàng Tuyền Đồ che giấu, Man Thiên Quá Hải, tránh Vũ Văn Cơ truy xét. Nhưng là, Hoang Ma Kiếm Trùng ma khí tản ra quá nồng nặc, rất khó che giấu. Hiện tại Diệp Thần lo lắng nhất, chính là Ma Bi Chi Chủ và Vũ Văn Cơ hợp tác, giết hắn một cái trở tay không kịp. Diệp Đại Ca. Lúc này, Diệp Lạc Nhi thấy Diệp Thần tới, tràn đầy vui sướng kêu gọi một tiếng. Lạc Nhi. Diệp Thần ôn hú cười một tiếng, Diệp Lạc Nhi đang đứng ở xa la cây trà hạ, nhỏ gió mạnh thổi phất, tóc xanh phiêu động, một bộ dịu dàng thanh nhã hình dáng, chọc người trìu mến. Ở xa la cây trà, bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao cùng các thủ đoạn dưới tác dụng, Diệp Lạc Nhi mặc dù bị chồng Minh Long Cổ, nhưng cũng không có lại bị cái gì hành hạ. Chỉ cần cổ độc không phát tác, nàng vẫn là vững vàng an toàn hình dáng. Nhưng Diệp Thần biết, cái này là mặt ngoài vững vàng, một khi cổ độc bùng nổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, phải mau sớm cứu chữa Diệp Lạc Nhi. Lạc Nhi, ta tìm được cứu trị ngươi biện pháp. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sử dụng cất Tịnh Long Tuyền Ngọc Bình. Đây là, Tịnh Long Tuyền, tại sao có thể có như thế nhiều? Diệp Lạc Nhi hơi một cảm ứng, phát hiện Ngọc Bình bên trong, chứa đầy nước suối, như biển cả ngân hà, không thể lường được, đủ để rửa sạch sẽ nàng trong huyết mạch tất cả cổ độc. Thái Thượng Thiên Nữ để lại cho ta. Diệp Thần cười một tiếng, đem ở Ngọa Long Điện trải qua sự việc, đơn giản cùng Diệp Lạc Nhi nói một lần. Thái Thượng Thiên Nữ. Diệp Lạc Nhi cả người chấn động một cái, tự nhiên biết cái này nhân vật lớn đáng sợ, thanh âm hơi có điểm run rẩy, nói, không nghĩ tới chúng ta và Minh Long thần tộc phân tranh, lại có thể sẽ dính líu tới Thái Thượng Thiên Nữ. Thiên cơ nhân quả, biến ảo vô cùng, ta nếu như không chết, sớm muộn và trên trời thiên nữ có một trận đại chiến, đoạn đường này nhân quả bố trí, sợ là trốn không tránh khỏi. Dừng một chút, Diệp Thần nhẹ nhàng kéo Diệp Lạc Nhi tay, nói, được rồi, không nói cái này, dưới mắt trọng yếu nhất, là chữa trị ngươi cổ độc. Diệp Thần bàn tay vung lên, bát quái đạo khí bạo phát, trên không ngưng tụ thành một tôn lò luyện đan, đem Tịnh Long Tuyền đổ vào. Xuy xuy xuy, Tịnh Long Tuyền rơi vào lò thang bên trong. Phát ra tiếng xèo xèo vang, khói trắng cuồn cuộn, vô cùng hào hùng linh khí tràn ngập ra, từng luồng khói mù sôi trào, diễn hóa thành rồng bốc lên vũ khí tượng, khá là nguy nga. Ngươi vào đi vào trong, ở bên trong lò luyện đan ngâm, có thể tăng nhanh trừ bỏ cổ độc. Diệp Lạc Nhi cổ độc, lưu độc thâm hậu, bình thường cần 10 ngày thời gian trừ bỏ, nhưng Diệp Thần có bát quái lò luyện đan, thời gian có thể rút ngắn một nửa. À! Diệp Lạc Nhi gò má một đỏ. Nhẹ nhàng cởi bỏ áo quần, lộ ra cả người trắng như tuyết bóng loáng da thịt, bay vút lên. Diệp Thần nhắm mắt lại, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Lạc Nhi thân thể, liền hoàn toàn ngâm đến trong lò luyện đan đi. Thật là đau. Diệp Lạc Nhi hàm răng cắn môi dưới, da nhất thời một phiến đỏ ửng, trán toát ra đổ mồ hôi. Bát quái lò luyện đan, có đặc biệt nồng nặc bát quái đan hỏa, đủ để thiêu hủy hết thảy. Mà Tịnh Long Tuyền
là tới thanh tới lạnh thái thượng nước suối, Diệp Lạc Nhi một ngâm đi vào, chợt cảm thấy băng lửa hai tầng trời, da bị nghiêm trọng kích thích, đau đớn sắp nứt. Lạc Nhi, ngươi nhịn một chút. Diệp Thần năm ngón tay bắn liên tục, từng luồng bát quái đan khí, không ngừng bơm vào đi vào. Sau đó, Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, đem mình máu tươi, vậy nhỏ xuống đến trong lò luyện đan đi. Hống! Trong lò luyện đan Tịnh Long Tuyền, hấp thu được Diệp Thần máu tươi kíp nổ, nhất thời sôi trào, nước suối cút trào, vô tận long khí bùng nổ, huyễn hóa ra muôn vàn khói long, ngửa mặt lên trời gầm thét, hình ảnh đặc biệt nguy nga. Tịnh Long Tuyền bên trong linh khí, chính thức tiến vào Diệp Lạc Nhi thân thể, bắt đầu xua tan nàng trong cơ thể Minh Long cổ. Hống! Lại là một tiếng rồng ngâm. Diệp Lạc Nhi trong cơ thể Minh Long cổ, tựa hồ có linh tính, cảm giác được tiêu diệt tai ương, phát ra gầm thét, không ngừng vùng vẫy. Diệp Lạc Nhi trên đỉnh đầu, nhất thời thì có một đầu màu đen Minh Long chiếm cứ, âm phong dày đặc, di thiên không tiêu tan. Thiên tiên cá chép sao, cho ta trấn áp. Diệp Thần lại vung tay lên, vô số tiên quang đánh vào trong lò luyện đan đi, trong lò luyện đan nước suối, liền nhảy lên từng cái cá chép, xua tan Minh Long âm phong, bảo vệ Diệp Lạc Nhi tâm thần. Một bên xa la cây trà, vậy phủi xuống hạ một phiến miếng lá cây, giúp Diệp Lạc Nhi chậm tách ra thống khổ. Diệp Lạc Nhi cắn chặt hàm răng, Minh Long cổ đã đi sâu vào nàng kinh mạch, muốn trừ bỏ, dĩ nhiên là thương cân động cốt, khổ không thể tả. Lạc Nhi, chịu đựng, chỉ cần cùng 5 ngày, ngươi là được hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần thanh âm mang một chút yêu thương, vậy không muốn nhìn thấy Diệp Lạc Nhi chịu khổ. Nhưng cái này vậy khổ sở, là trừ bỏ Minh Long cổ phải đi qua, hắn chỉ có thể dùng bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, xa la cây trà vân. Vân ra nhiều thủ đoạn, tận lực giảm bớt Diệp Lạc Nhi thống khổ. Xa la, phong tỏa nơi đây thiên cơ, không nên tiết lộ bất kỳ nhân quả. Diệp Thần phân phó, mặc dù Hoàng Tuyền đồ từ mang che giấu hiệu quả, phàm là chuyện cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Xa la cây trà lập tức mở ra cành lá, như từng cái cù long, ùn ùn kéo đến, hoàn toàn che đậy Hoàng Tuyền đồ, đoạn tuyệt người bất kỳ theo dõi. Hiện tại cho dù có Minh Long cổ, nhưng Vũ Văn Cơ muốn truy xét Diệp Lạc Nhi tung tích, trong thời gian ngắn cũng không khả năng. Cái này thế gian, có thể ngay tức thì bắt được Diệp Thần vị trí, chỉ còn lại Ma Bi Chi Chủ một người. Ma Bi Chi Chủ, có luân hồi ma bia, có thể thấy rõ thế gian hết thảy ma khí quỹ tích. Mà hoang ma kiếm chủng, ngay tại Hoàng Tuyền đồ bên trong, Diệp Thần tự nhiên thoát khỏi bất quá. Trừ phi hắn đem hoang ma kiếm chủng vứt bỏ, nhưng cái này càng không thể nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 240.